Trong tận thế, zombie ăn thịt bò đều sẽ thức tỉnh siêu năng lực, có người thức tỉnh lĩnh vực ngũ hành, huyết hải, có người thức tỉnh tinh thần lực và nhiều năng lực cổ quái, trong đó loại thuộc tinh thần khó giải quyết nhất. Mà lúc này ta liền lâm vào trong ảo giác của zombie xà đồng, cho dù ta là sư vương cấp S cũng không cách nào phá ảo cảnh này. Trong bóng tối, mấy con rắn vô cùng khổng lồ xuất hiện, thân hình chừng trăm vạn trượng kích thước như sao trời, đầu lưỡi không ngừng thè ra. Vây ta ở giữa nhìn xuống như muốn nuốt chừng ta, ta cảm giác bị mấy ngọn núi lớn chặn lại, so sánh mình giống như một biển. Đối mặt với cảnh tượng kinh khủng như vậy, người thường nhất định sẽ sợ hãi, nhưng vẻ mặt ta vẫn lạnh nhạt như trước, thậm chí nhịn không được muốn chửi bới một câu. Ảo giác này của ngươi quá giả rồi đi, bởi vì lúc trước Tiểu Hắc đã nói năng lực của xà đồng là ảo giác không gian. Cho nên trong lòng ta đã sớm có chuẩn bị, yên lặng nhắm mắt lại, dù sao cũng là giả, dứt khoát không nhìn là được rồi. Tinh thần lực của ta toàn bộ đặt ở phía sau, một lát sau liền bắt được xà đồng nấp ở phía sau. Ta quay đầu một quyền đánh vào hư không, nhưng truyền đến một tiếng mộng tưởng cùng thanh thúy xương vỡ sinh ra xà đồng thân ảnh ngay lúc đó hiện lên, tất cả ảo giác như gương vỡ vụn. Ta một lần nữa trở về chiến trường, chỉ thấy xà đồng bị đánh lui hơn 100 mét, thân thể đập nát vách tường mặt cây mới dừng lại. Điều này không có khả năng, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, ta cư nhiên nhanh như vậy đã phá vỡ ảo cảnh của hắn. Xà đồng vừa mới từ trong đống đổ nát bò lên, bóng dáng của ta liền hướng về phía hắn, chu thâm như biển mâu cuồn cuộn bao phủ xà đồng. Hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhưng đúng lúc này trên đường phố xa xa bỗng nhiên có từng trận tiếng súng vang lên. Hai kẻ săn cao lớn đầu tiên đập vào mắt, Gatling hỏa xà trong tay bọn họ nổ vang, đang mở đường phía trước là hai hàng xe bọc thép. Trên xe là một đám người thức tỉnh cầm đầu, chính là tiểu thủ lĩnh công ty TIK Dương Hạo. Để cho ta xem chiến đấu thế nào rồi, Dương Hạo khuôn mặt đắc ý, kỳ thật hắn cố ý đến trễ. Dù sao cũng không phải là thật lòng hợp tác với xà đồng, muốn hắn cùng ta liều mạng lưỡng bại câu thương, sau đó tự mình ngồi ngư ông đắc lợi. Đợi đến khi đại chiến kết thúc tốt nhất có thể đem xà đồng cùng nhau giết chết. Hư tiểu zombie còn muốn cùng ta đấu, không biết nhân loại am hiểu nhất chính là mưu kế sao. Người của công ty TIK tới, người của công ty TIK tới, xà đồng thiếp nhãn nhìn, trong tâm niệm động, phía sau vô số mãng xà trào ra, thẳng đến ta nhào tới. Nhưng còn chưa kịp tới gần đã nhao nhao nổ tung, thịt vụn bay tán loạn che khuất tầm mắt. Xà đồng nhân cơ hội này xoay người nhanh chóng chạy trốn, chạy thẳng tới công ty TIK. Dương Hạo đang quan sát chiến trường, chỉ thấy một hình ảnh cao lớn thâm sâu tự mình chạy tới. Phi thường chật vật bị đánh rất thảm, hắn đánh giá xà đồng, thấy cơ thể thảm hại, ngực xương sụp đổ, hiển nhiên là gặp phải đòn nặng. Rất tốt, rất tốt, chố cắn nhau Dương Hạo thấy thế phi thường hài lòng, nghĩ xà đồng cùng thân là sư vương cấp 1 đều bị đánh thảm như vậy. Phòng trường Lâm Đông kia cũng không tốt, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương sau đó vừa vặn một mẻ bắt gọn. Dương Hạo trong lòng nghĩ nhưng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại làm bộ như là xà ca, ngươi bị thương, Lâm Đồng kia thế nào, thực lực của bọn chúng rất mạnh sao. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, may mà ngươi tới kịp thời, ra tay đi à. Nghe lời xà đồng, Dương Hạo mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Nhìn về phía chiến trường ta vẫn không nhiễm một hạt bụi, ngay cả nửa điểm thương thế cũng không có. Dương Hạo trong lòng thầm mắng xà đồng này thật sự quá kém, xem ra kế hoạch ngư ông đắc lợi không ổn. Mà ta thấy xà đồng chạy trốn đến trận doanh công ty TIK, trong đó có hơn 20 người thức tỉnh, cho nên cũng không vội vàng đuổi theo mà là từng bước đi tới. Hắn đến, mọi người vẻ mặt khẩn trương hẳn lên, hơn nữa theo bước chân của ta, có không ít tinh nhuệ mất đi ý chí chạy về phía trận doanh nhân loại. Mau ra tay, Dương Hạo lúc này ra lệnh một tiếng, những người thức tỉnh phía sau đều hội tụ năng lượng. Có vài tên nguyên tố hệ thức tỉnh tường băng trùy hỏa cầu liên tiếp xuất hiện, hơn 20 người thức tỉnh này thực lực quả thực không yếu. Trong đó có một nữ tử mặc quần áo tác chiến Nami màu đen, là một trong những đội trưởng của tiểu đội săn vương thức tỉnh thủy hệ, thực lực đặc biệt cường hãn. Chỉ thấy trong lúc phất tay, năng lượng màu lam nhạt sẽ hóa thành một con rồng nước gào thét mà ra. Đem một đám zombie đụng đến tứ phân ngũ tán, đối phó với zombie tinh nhuệ kia từ người thức tỉnh ra tay. Zombie bình thường khác dùng kẻ đi săn là có thể giải quyết, Gatling hỏa xà gầm thét tới chỗ có zombie. Kẻ đi săn liền lấy ra đại thiết chùy phía sau quét ngang, trực tiếp đem zombie ném thành thịt vụn. Xà đồng trong lòng mừng thầm, tựa hồ nhìn thấy một tia bình minh thắng lợi, nhưng đúng lúc này bỗng nhiên một bóng đen như u linh lẻn vào chiến trường, hơn nữa còn vòng ra phía sau trận doanh công ty Tech. Cái bóng trên mặt đất của người thức tỉnh hòa làm một thể, bóng đen vô thanh vô tức, quả thực chính là sát thủ trời sinh. Tiểu Hắc chậm rãi đứng dậy từ trong bóng dáng của người thức tỉnh nhận ra không đúng, vừa định quay đầu, thân thể liền truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt bị xuyên thấu. Móng vuốt của Tiểu Hắc đã cắm vào sau lưng, thân thể người phụ nữ run rẩy kịch liệt, hai mắt tròn trịa, sau đó liền mất đi sinh cơ. Kiệt,
Tiểu Hắc cười quái dị liếm thử mấu tươi ngọt ngào trên móng vuốt. Đối với kẻ nghèo đói như hắn mà nói, đây tuyệt đối là mỹ vị nhân gian. Tất cả mọi người đều cảm giác rét lạnh, hình ảnh trước mắt quả thực có chút quỷ dị, làm sao lại xuất hiện một sư vương? Mau công kích hắn, mọi người vội vàng thi triển năng lực thức tỉnh công về phía Tiểu Hắc, nhưng bóng đen căn bản không thích đối chiến, sau khi đánh lén thành công, nhanh chóng rút đi. Hơn nữa ở góc đường sau lưng lại lao ra một đám zombie, chính là tiểu đệ của Tiểu Hắc, tổng cộng 5.000 thi chiều 1.000 tinh nhuệ. Hỏng, Lâm Đồng thế nhưng cũng có người giúp đỡ Dương Hạo phát hiện ra vấn đề, vội vàng sai người ngăn cản bọn chúng. Mà Xà Đồng đương nhiên biết Tiểu Hắc, thì ra là bại tướng thủ hạ nhà ngươi, cư nhiên ở cái mắt vạch trần này quấy rối Xà Đồng, ngày chết của ngươi đã đến Tiểu Hắc. Dương Hạo chờ tràn sinh người thức tỉnh cùng Tiểu Hắc đứng chung một chỗ. Nhưng bọn họ thủy chung không nhìn thấy một đại kình địch cũng là nguy cơ chí mạng. Lâm Đồng, Dương Hạo bỗng nhiên nhíu mày, nhìn xung quanh thế nào cũng không nhìn thấy bóng dáng của ta. Lâm Đồng không thấy đâu, đồng bọn bên cạnh cũng lộ ra hoang mang. Nhưng bốn phương tám hướng không ngừng có zombie khủng bố nhào tới, bọn chúng căn bản không rảnh bận tâm. Chỉ có thể chuyên tâm giết địch trước, bởi vì công ty Tech cùng Tiểu Hắc xuất hiện, chiến tranh đã đến giai đoạn ca trào. Toàn bộ chiến trường giống như tu la tràng, cánh tay đứt lìa bay ngang theo số lượng thủ hạ của rắn đồng không ngừng giảm mạnh, cơ hồ trở thành xu thế của cuộc chiến. Hiện giờ đám người Dương Hạo cũng bị zombie vây quanh, zombie điên cuồng tiến công. Không thích hợp à, Dương Hạo vẻ mặt đau khổ nói là ngồi ngư ông đắc lợi, nhưng theo thế thái phát triển, chính mình không hiểu sao lại rơi vào hiểm cảnh. Đạn trên người đi săn cũng sắp bị dùng hết. Hắc 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 hắc, bỗng nhiên một tiếng cười quỷ vang lên, có tên thức tỉnh quay đầu nhìn, phát hiện khuôn mặt quỷ của Tiểu Bát gần trong gang tấc. Lập tức bụng hắn đau nhức, đã bị mổ rách bụng, thân ảnh Tiểu Bát lóe lên, trở lại xuất hiện, đã đến mục tiêu kế tiếp khi còn sống tiếp tục công kích yếu hại. Trận chiến này nếu xếp hạng số lượng tiêu diệt, Tiểu Bát tuyệt đối là đại sư giết địch. Mau ngăn nó lại, Dương Hạo cao giọng hô, những người thức tỉnh xung quanh nhao nhao dựng lên tường đất và tường băng, năm phía trước có Tiểu Bát, phía sau còn có một bóng đen. Đồng thời đối mặt với hai bóng ma đối với nhân loại mà nói là quá khó khăn, các ngươi có phải quên ta hay không? Bỗng nhiên một thanh âm từ tính lại vang lên trong đám người. Dương Hạo nghe thanh âm vang vọng đi, trái tim muốn nứt ra, chính là ta vừa mới biến mất, không biết từ khi nào ta đã ẩn núp đến bên cạnh người thức tỉnh. Sau đó lĩnh vực của ta triển khai bao phủ bọn chúng. Giơ tay lên là một kim hà, giống như vào vườn cây ăn quả hái trái cây. Dương Hạo nhìn thấy da đầu tê dại, đội trưởng Tiết Đình cắn chặt răng, cố nén áp lực thật lớn. Trong không khí thủy lao xuất hiện từng đạo thủy mộc màu lam vây quanh ta ở giữa, loại thủy mộc này là năng lượng tinh thuần tạo thành. Năng lực thi triển và năng lực của ta chỉ có thể xuyên qua vật thể, cho nên không cách nào trực tiếp đi ra ngoài trong mộ thủy. Nhưng thân của ta là zombie át chủ bài thiên đoàn đã liên tiếp chạy ra, đem vài tên thức tỉnh nhào tới cắn xé, mắt thấy zombie càng ngày càng gần. Xà Đồng cắn chặt răng đến mức này cũng không thể không phối hợp với nhân loại. Bởi vì vừa rồi nghỉ ngơi một hồi, tinh thần lực của hắn khôi phục không ít. Lúc này như thủy triều trào ra, đem những zombie át chủ bài kia vây quanh, nguyên bản huynh đệ zombie, vẻ mặt nhất thời cũng đang toàn bộ rơi vào không gian ảo giác tối tăm. Bị quấy nhiễu thần trí, Xà Đồng có được cơ hội thở dốc, ánh mắt nhìn chiến trường, cảm thấy đại thế đã đi, không bằng đi trốn đi, chạy vào rừng không sợ không có củi đốt. Thân là sư vương, tuy rằng đánh không lại, nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn có, Xà Đồng trong lòng nghĩ. Định lặng lẽ lui đi, đúng lúc này bỗng nhiên một bóng người vọt tới tốc độ cực nhanh giống như một con trâu đâm vào ngực Xà Đồng, lực lượng khổng lồ khiến hắn bay ra xa hơn 10 mét. Chính là Tôn Tiểu Cường chạy tới hỗ trợ. Dương Hạo bị thanh âm hấp dẫn, vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong trận doanh của ta lại có nhân loại, hơn nữa tướng mạo nhân loại trước mắt này rất quen mắt. Hắn từng xem tư liệu trên trang web chính thức của nơi trú ẩn, rất nhanh đã nhận ra hắn là Tôn Tiểu Cường, hắn đã nghe nói qua câu chuyện của ta. Ánh mắt cơ trí đánh giá hắn, nhưng lúc này Xà Đồng nổi giận đến cực điểm vội vàng khống chế tinh thần lực hướng khí cuồng dũng mà đi. Nhưng Tôn Tiểu Cường căn bản không vì thế mà sợ hãi, chỉ cần buông tha thần trí sẽ không bị quấy nhiễu. Bức tranh vẽ ra bộ xương quanh người hắn lạch cạch rung động, trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng hóa vo chi, chỉ số thông minh giảm xuống gấp 10 lần. Tôn Tiểu Cường như mãnh hổ bay lên người, một quyền lại đánh vào ngực Xà Đồng, thân thể Xà Đồng bay ra xa hơn 10 mét. Mở kiếp, con rắn khuyết tật trí tuệ này tức giận không nhẹ. Dương Hạo cường tráng cũng rất hoảng hốt, đối phương không chỉ có Tiểu Bát, Hắc Ưng và các nhân vật khó giải quyết khác, còn có nhân vật Tôn Tiểu Cường châu chóa, vừa nhìn thấy, phát hiện tôi đã chấn nát con mỏng tiếp tục đến gần. Theo bước chân của tôi, áp lực khủng bố lại một lần nữa ập tới, hơn nữa cách đó không xa còn có một thân ảnh cô gái, bả vai vác đại đao màu lam đi về phía này. Dương Hạo thầm mắng một câu, đội hình đối diện quá xa hoa, vốn còn muốn ngồi ngư ông, không nghĩ tới là bị thành lươn trong ống, xong hết thảy, đều xong rồi.
mà Tiết Đình cùng một đám người thức tỉnh như Lâm Đại Địch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta. Năng lượng quanh thân bọn họ sao động, khí tức càng mãnh liệt, có người trên người ngưng kết băng giáp, hỏa giáp đến thời khắc liều mạng, mọi người thức tỉnh đều sử dụng năng lực. Bất quá ta căn bản không để ý, đôi mắt nổi lên một tia hồng quang, là muốn toàn bộ xuất thủ, áp lực cường giáp bao trùm toàn trường. Trên đường bị bao phủ bởi tạp vật trong khoảnh khắc vỡ vụn, giống như tự động tan rã. Đám người Tiết Đình giống như đang lâm vào trong bão táp, đang dốc toàn lực chống cự, một chút buông lỏng sẽ bị lực lượng cường đại kia xé nát. Quá kinh khủng, hắn làm sao có thể có năng lượng cường đại như vậy, chẳng lẽ hắn là sư vương cấp S, ra đầu bọn chúng tê dại, căn bản không dám tưởng tượng. Hơn nữa theo thân ảnh thon dài trắng nõn kia đến gần, áp lực trên người càng lớn, ta phải kiên trì không được. Một người thức tỉnh hỏa hệ bạo hỏa sinh ra, phóng thích ra năng lượng cuối cùng trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Sau đó dùng hết khí lực vung quyền đánh về phía ta không có né tránh, giơ tay lên cứng rắn một kích phi thường khí phách, trong việc này ta chính là chúa tể chân chính. Chỉ một quyền hỏa hệ thức tỉnh thân thể bạo nát, một viên kim hà màu đỏ rơi ra, bị ta thuận thế nắm ở lòng bàn tay. Sau đó đặt vào miệng nuốt xuống, năng lượng ấm áp không ngừng chảy xuôi gần tứ chi hồi phục. Dù sao lĩnh vực toàn lực triển khai tiêu hao cũng rất lớn, có thể bổ sung một chút tại chỗ cũng tốt. Bốn người thấy vậy đều cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng sợ hãi đạt tới đỉnh điểm, mà ta hiếm khi phát động cường công, thân hình lóe lên không ngừng gặt hái sinh mệnh. Thấy đồng đội lần lượt ngã xuống, Tiết Đình sinh ra một cảm giác vô lực thật sâu, ngẩng đầu nhọn chỉ thấy một bàn tay to nắm lấy, trước mắt tối sầm liền hoàn toàn mất đi ý thức. Những người thức tỉnh nhân loại cơ hồ sắp bị ta rớt sạch, ta đem lĩnh vực thu hồi lại khôi phục khí chất bình tĩnh. Lúc này Xà Đồng vẫn bị Tôn Tiểu Cường quấn lấy, thế nhưng bị một tên ngốc đánh, Xà Đồng rất phẫn nộ, nhìn xung quanh còn muốn chạy trốn. Nhưng rất nhanh phát hiện một đám zombie tinh nhuệ hướng về phía hàng rào của mình, trong đó có Hắc Ưng Tiểu Bát còn có xe tăng cùng tiến sĩ. Vừa rồi bọn họ hợp lực giải quyết Michelin và Nhện Nữ nhanh chóng hướng tới nơi này trợ giúp, trên bầu trời còn xoay quanh rất nhiều con quạ mắt đỏ. Những con quạ này ăn mãng xà tựa như gặm một con giun. Xà Đồng trong lòng tuyệt vọng, một phương bá chủ hiện giờ đã đi vào ngõ cụt, nhìn thấy bóng dáng của ta đi về phía hắn. Xà Đồng đơn đều là buông xuôi, xem ra chỉ có thể dùng sát chiêu cuối cùng. Xà Đồng dãy dụa một lát, rốt cục hạ quyết tâm. Sau đó hai đầu gối uốn cong trực tiếp quỳ xuống đất, đừng giết ta, đừng giết ta đầu hàng, từ nay về sau ta nguyện thần phục ngươi. Ta gật đầu, Xà Đồng nghe nói ta đáp ứng trong lòng nhất thời hưng phấn, lặng lẽ nhìn ta một cái, cam đoan cả đời một đời đi theo ngươi tuyệt đối không hài lòng. Vẫn là kiếp sau đi, tôi dứt lời, phía sau một tiếng gầm gừ rất nhanh đã bao phủ Xà Đồng, rất nhanh đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Tôi không còn quan sát nữa, mà là xoay người đi, ở một góc, còn có một con người đang hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thân thể run rẩy, người này đương nhiên là Dương Hạo. Tôi cố ý không để cho tiểu đệ rớt hắn, nghĩ có lẽ còn có chút tác dụng. Lúc này nghe được tiếng bước chân đi tới, Dương Hạo run rẩy ngẩng đầu, đừng rớt ta, tha cho ta một mạng, ta có thể hợp tác với ngươi. Lông mày của ta có chút tò mò, Dương Hạo run rẩy giải thích cho ta. Tôi biết công ty Tech có rất nhiều bí mật, chỉ cần anh thả tôi có thể nói cho anh biết. Được rồi, tôi rất hứng thú đánh giá Dương Hạo môi khô ráo, theo bản năng nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại một chút. Nói công ty TIK dự định bồi dưỡng zombie, lần trước anh nhận được virus Z chỉ là giai đoạn 1 tăng cường hoạt động tế bào, tăng tốc độ phản ứng, kỳ thật thí nghiệm còn có giai đoạn thứ 2 virus Q có thể cải thiện xương zombie. Dương Hạo thân là trợ lý của người phụ trách chị Diệp, xem như là quản lý biết quả thật nhiều hơn những người khác. Tôi cảm thấy thông tin này rất hữu ích, Q virus ở đâu? 10 ngày nữa sẽ vận chuyển đến trụ sở công ty, tôi trầm ngâm một lát, virus Q giống như virus Z lần trước, sẽ dùng trực thăng vận chuyển. Nếu có thể lấy được át chủ bài của mình, quân đoàn zombie sẽ tiến hóa lần nữa, thực lực đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Nhưng bởi vậy có thể thấy được tổng bộ công ty Tech nội tình thâm hậu lại có thể làm ra thứ tiên tiến như vậy, còn có cái gì khác không? Còn có Dương Hạo cắn răng nói ra một cái cơ mật cao tầng mới biết được. Công ty TIK không chỉ dùng người bình thường làm thí nghiệm sống, còn có thể dùng một số người thức tỉnh tiến hành thí nghiệm sống. Căn cứ vào báo cáo đã bước đầu đạt được thành quả, có thể chuyển năng lực thức tỉnh, ghép nối hoặc tập trung vào cùng một người. Chúng ta gọi đó là người cải tạo. Người cải tạo không có tư duy của mình, hoàn toàn dựa theo quy trình đã đặt ra. Trong lòng tôi suy nghĩ, cân nhắc người cải tạo cũng phải rất mạnh mẽ, dù sao cũng tập hợp nhiều năng lực trong một thể, chẳng phải là lĩnh vực cũng có rất nhiều vỏ. Dương Hạo sửa sang lại suy nghĩ, kỳ thật mục đích của tổng bộ hỗ trợ bồi dưỡng zombie chính là muốn đạt được năng lực quỷ dị, sau đó chuyển sang người cải tạo bồi dưỡng máy móc giết chóc chân chính. Mặt khác, tổng bộ đã thành lập tiểu đội chuyên săn rớt quỷ sư, đều là do người thức tỉnh cấp 1 trở lên tạo thành, thực lực phi thường cường đại. Tôi gật gật đầu, cảm thấy công ty TIK thật đúng là có thể làm vậy.
Tuy rằng mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng phát triển nhanh chóng. Dương Hạo cảm thấy những gì nên nói đều nói xong, ngước mắt thử xem hiện tại ta có thể đi rồi sao. Đi, nhưng Dương Hạo lại trong lòng phạm phải trầm luân, thật sự không giết ta, thật sự ta nói không giết chính là không giết, ta cũng nghiêm túc vài phần. Dương Hạo lúc này mới tin tưởng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng sống, vội vàng đứng lên chạy ra đường phố bên ngoài. Nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước, đã cảm thấy một trận gió mạnh ập tới, lập tức sau đó mười cảm giác đau nhức mãnh liệt chuyển đến. Dương Hạo trợn to hai mắt quay đầu nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiểu Bát, mà tôi đứng ở phía sau vẻ mặt bình tĩnh, ta cũng không giết ngươi, ta mở miệng nói. Dương Hạo trong lòng không nói gì, trong lòng càng thêm mông lung. Kiếp sau ngàn vạn lần đừng nói trung thực với zombie, đến khi toàn bộ trận chiến kết thúc, một đám zombie dọn dẹp chiến trường thu thập Kim Hà. Hứa Y một bước chậm rãi đi tới, ta còn chưa dùng sức, vậy, đã kết thúc. Nếu ngươi nhàn rỗi đến vậy, lần sau lại gọi ngươi. Hứa Y sẽ có thâm ý nhìn tôi một chút, sau đó dẫn đám người Tôn Tiểu Cường và Trần Minh rời khỏi nơi này. Sau khi quét dọn chiến trường, tôi cũng ra lệnh đi về nhà, đại quân zombie mãnh liệt rời đi. Chỉ là ở phía sau còn có một đám zombie chính là tiểu đệ của Tiểu Hắc. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Hắc trầm ngâm một lát, trải qua trận chiến này, hắn đã hoàn toàn bị ta khuất phục. Mấu chốt nhất chính là còn có thể có thịt ăn, vì thế hắn vỗ ót đi cùng đại ca ngươi về nhà. Khi zombie trí tuệ gặp lừa cướp thì thế nào? Sau khi diệt trừ xà đồng sư vương, đầu óc tôi buồn bực ngấm ngầm đắp chăn, ở nhà quẹt điện thoại di động 3 ngày. Ngay khi quẹt điện thoại thời điểm, tôi bất ngờ nhìn thấy một bài viết tìm kiếm vật tư, em gái tôi phát hiện ra một lượng lớn vật tư, hiện tại bị mắc kẹt, xung quanh có rất nhiều zombie, cầu xin mọi người mau tới cứu ta. Sau khi đọc bài viết, vốn đang nhàm chán ta lại hứng thú, bởi vì trong tận thế vật tư khan hiếm, rất nhiều kẻ xấu sẽ ngụy trang làm người bị hại làm mồi nhử chấp pháp. Một khi đi, ngươi sẽ mặc cho người ta cắt xén. Mà cái này bài viết bên trong cô gái dựa vào núi sạch sẽ, căn bản không giống như bị zombie truy sát. Vì thế tôi trả lời một câu hỏi cô ở vị trí nào, rất nhanh liền nhận được tin nhắn nói chuyện riêng, các huynh có mấy người ở đây rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Hiển nhiên những người này rất cẩn thận, không vừa lên đã bại lộ vị trí. Tôi tiếp tục trả lời, chỉ có một mình ta lúc này ở trong một tầng hầm tối tăm. Một đại hán đang ôm điện thoại di động cổ có hình xăm bò cạp, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói hắn chỉ có một mình. Ở xung quanh đại hán, còn có sự thèm khát, sắc mặt mỗi người rất nóng bỏng, ánh mắt tàn nhẫn. Trong đó người đàn ông trung niên cầm đầu suy tư nói một mình, hiện tại chỉ sợ không ai ngốc như vậy. Vậy cũng không nhất định thế giới lớn như vậy người nào cũng có thể, không chừng hắn chính là coi trọng sắc đẹp của ta rồi, không phải là mỹ sắc trong ảnh của ta. Hồ Đại Hán phân tích được người trung niên hiển nhiên cũng có băn khoăn, sợ dẫn tới người thức tỉnh nơi trú ẩn. Nhưng bản thân đây chính là một trận đánh bạc, hơn nữa bọn họ nhiều người thế mạnh, cũng không cần đặc biệt lo lắng. Ngươi nói cho hắn biết địa chỉ đi, tốt. Hồ Lạc Sam nhếch miệng cười, cầm điện thoại di động lộ ra vài phần tàn nhẫn. Nhà Luân Gia ở quảng trường dưới lòng đất thành phố đồ nội thất hiện tại thật là sợ hãi. Ngươi mau tới cứu Luân Gia. Người trung niên nhân lại quay đầu phân phó một nữ nhân Hứa Lộc, đợi lát nữa chúng ta trốn đi trước, ngươi một mình đi gặp người kia xem hắn thực lực gì. Nếu thật sự mạnh hơn chúng ta, ngươi liền đi cùng hắn, ở lại bên cạnh hắn, nếu thực lực không bằng chúng ta, ngươi liền dẫn hắn tới xử lý. Bên kia sau khi nhận được hồi âm của cô gái, ta nhướng lông mày một cái này cách lãnh địa của ta còn rất gần. Vì thế ta lấy điện thoại di động trả lời một câu tốt, ngươi chờ ta, bất quá nơi đó quả thật rất nguy hiểm, ta có thể phải chậm một chút mới có thể đi qua. Đối phương vừa nhìn nhất thời cảm thấy có kịch, bởi vì điều này chứng tỏ thực lực của người tới không hề tốt, hơn phân nửa có thể trực tiếp thu dọn. Ta đương nhiên là cố ý nói như vậy, chính là vì làm tê liệt đối diện. Lập tức ta đứng dậy đi ra khỏi tòa nhà, một đường đi về phía đông, sự kiện hung hãn, ta nhao nhao cúi đầu, lộ ra vẻ chìm nổi. Ta giống như tản bộ xuyên qua ngày tận thế, không bao lâu liền đi tới thành nội thất. Ta yên lặng cảm giác được dưới lòng đất quả thật có hơi thở của con người, bề ngoài chỉ có một cái ngầm lại ẩn giấu rất nhiều. Nhưng bởi vì bị hàng rào tinh thần ngăn cách, cụ thể cũng không biết mấy người, không biết ít hay nhiều người, chỉ sợ quá ít người. Tôi đi thẳng xuống lối vào dưới lòng đất, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang trống trải, hoàn toàn phá vỡ yên tĩnh xung quanh. Thật sự là một người đến, Hứa Lộc chờ đợi đã lâu nhận ra động tĩnh truyền đến từ phía trước. Anh trai là anh đến sao? Ta cố ý tăng giọng hét lên phía trước, tôi đi tới trước mặt cô gái quan sát cô ta, quả thật là một con người, hơn nữa còn giống như trên ảnh. Hiện vật trùng khớp với hình ảnh, chỉ là không biết xung quanh còn ẩn chứa bao nhiêu người phải lừa gạt bọn họ ra. Xin chào, tôi là đến cứu viện. Thấy khuôn mặt anh tuấn của anh, trong lòng bỗng nhiên có chút rung động. Nguyên bản hắn chính là bị thành viên Hắc Hạt trói lại, sau đó bức bách bọn họ dâm uy gia nhập tổ chức,
hiện tại nhìn ta đẹp trai như vậy không khỏi động tâm tư khác. Tiểu ca ca ta thật sợ hãi nha, Hứa Lộc nũng nịu đến gần ta, muốn ôm lấy cánh tay của ta, nhưng ta một cái lắc mình trực tiếp né tránh. Nói vật tư, Hứa Lộc thập phần không nói gì, trong mắt cũng chỉ có vật tư, ở bên trong. Ngươi đi theo ta đi, Hứa Lộc đành phải dẫn ta đi về phía trước tiến vào vòng vây của đồng bọn. Hai người rất nhanh đi tới một đại sảnh trống trải, bốn phía tối đen như mực, ở giữa bày mấy thùng nước khoáng và vài thùng mì gói. Còn có một ít đồ ăn nhanh, đây là những thứ mà tổ chức Hắc Hạt thu thập được. Nhưng tôi rất nhanh cảm nhận được, trong bóng tối xung quanh có mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hứa Lộc dẫn tới đại oan chủng này, thật đúng là một người sao. Người này lá gan cũng lớn rồi, chờ đợi một thanh niên bên cạnh nhíu mày, hắn là một người tinh thần. Tinh thần tinh tế quyết đoán, nhận ra có chút khác thường, từ trên người hắn cũng không cảm nhận được khí tức người sống. Cái gì xung quanh mặt đường màu vàng, đây không phải là người là cái gì, chẳng lẽ là zombie, có zombie như vậy sao? Bậy cho ta xem, đây rất có thể là năng lực thức tỉnh của hắn, có thể che đậy khí tức quấy nhiễu cảm giác của người khác. Ánh mắt của người trung niên cầm đầu, hắn cũng không nhận ra khí tức của ta. Nhìn thấy ta một mình cũng không lo lắng, các huynh đệ ra tay, mọi người bên cạnh cũng không còn ẩn nấp thân hình, năng lượng bắt đầu tụ tập. Trong đó hai người có tốc độ cường hóa thức tỉnh tựa như lợi kiếm, trực tiếp từ bóng tối, tay cầm cùng kim đoàn đao chạy thẳng về phía ta tràn ngập sát khí. Ta quay mắt nhìn lại, phát hiện chung quanh trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo khí tức, xem ra nhân số còn không ít, mắt thấy hai người dẫn đầu xông tới, nhìn như mãnh hổ trong nháy mắt sẽ đến trước mặt. Đột nhiên Hứa Lộc giang rộng hai tay bảo vệ tôi ở phía sau, trợ lý Nham ca, đừng giết hắn. Hai gã người thức tỉnh tốc độ kia thấy thế, lập tức ngừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hứa Lộc, cô muốn làm gì? Anh Nham vừa rồi chúng ta nói chuyện, anh ta cũng là người thống hận trật tự, muốn gia nhập tổ chức của chúng ta. Cô gái nói xong còn quay đầu lại nháy mắt với tôi, muốn sống sót thì nghe lời ta. Là tôi quả thật không thích trật tự gì, tôi gật đầu nói, mọi người xung quanh đánh giá tôi lộ ra vẻ hoài nghi. Trong ngày tận thế khủng bố này, tổ chức Hắc Hạt ngược lại không chê nhiều người. Vì thế đầu mục Phùng Nham nói muốn gia nhập tổ chức Hắc Hạt, phải biểu hiện thái độ, muốn gia nhập chúng ta ít nhất phải giết chết một nhân loại. Tốt nhất là những người sống sót trong nơi trú ẩn chính thức, bởi vì người của nơi trú ẩn chính thức là biểu tượng của sự tuân thủ trật tự. Ngoài ra sau khi rớt người xong còn phải trải qua sự kiểm duyệt của thủ lĩnh chúng ta, ngươi có thể làm được không? Thủ lĩnh ta lẩm bẩm, xem ra giai cấp tổ chức Hắc Hạt còn rất xâm nghiêm, thủ lĩnh là ai, đến lúc đó ngươi sẽ biết năng lực thức tỉnh của ngươi là gì. Phùng Nham dò xét năng lực của ta, năng lực của ta là ẩn giấu khí tức, cũng có thể giúp người khác che giấu khí tức. Quả nhiên người xung quanh thần sắc thán phục, một mình đối diện với tất cả, trách không được vừa rồi cảm giác hơi thở của hắn không thích hợp. Đối với tổ chức Hắc Hạt mà nói, mỗi ngày đều đi dạo khắp nơi làm chút chuyện trộm gà mò chó, có thể che giấu hơi thở xem như một thần tích lớn. Phùng Nham nhưng vẫn duy trì thái độ hoài nghi, ngươi còn có thể giúp người khác che giấu hơi thở, có thể biểu hiện một chút sao? Đương nhiên có thể, ta nhếch miệng cười, ánh mắt miêu tả giống như ấn dấu hồ đại hán, ta dùng ngươi biểu hiện một chút không ngại chứ, đến đi ai sợ ngươi. Nhưng nếu ngươi lừa gạt chúng ta, lão tử lập tức đem ngươi dỡ tám khối, theo ta tới gần hồ Lạc Sam. Đại hán khó hiểu có loại cảm giác bất an. Nhưng nghĩ xung quanh nhiều người như vậy, ta cũng không dám giở trò gì, lúc này ta đứng ở trước mặt đại hán khóe miệng nhếch lên trước mắt. Ta chậm rãi nâng bàn tay thon dài lên lợi dụng năng lực thi hòa trực tiếp xâm nhập vào trong trán đại hán, ánh mắt đại hán bỗng nhiên hơi thở tử vong bao phủ hắn. Vừa định phản kháng, nhưng đã quá muộn, một giây sau trực tiếp mất đi ý thức, theo thi thể hồ Lạc Sam đổ ra một cái kim hà trong tay ta. Ngươi xem hắn không tức giận đi, mọi người lộ ra một ngụm vàng, hít một hơi thật sâu. Năng lực quỷ dị này, trên lý thuyết mà nói, ta quả thật đã thành công, đem hơi thở của bản thân ẩn không còn, Phùng Nham bọn họ đều phản ứng kịp, mỡ kiếp. Rất hắn Phùng Nham một tiếng bạo hạ, cơ bắp cánh tay nhô lên, da lại bịt kín một tầng màu xám cho hiển nhiên là thân thể người thức tỉnh cường hóa thân thể. Ta đồng dạng một quyền đánh ra, hai quyền giao nhau phát ra kình phong như núi nhỏ va chạm. Nhưng hắn chung quy không địch lại, thân thể ta bị đánh bay thẳng tắp đụng vào vách tường. Những người xung quanh đều lâm vào cảnh giác, cảm nhận được một cỗ áp lực hít thở không thông. Bất quá người thức tỉnh gương mặt xám xịt đều tính tình rất nóng bỏng, đi chớt. Bọn họ cắn chặt răng, phát điên công về phía ta. Trong lúc nhất thời hỏa diễm gầm thét, năng lượng điên cuồng gầm lên phát ra khí tức hủy diệt. Ta cũng không muốn ngạnh kháng nhiều người như vậy công kích, thân hình cấp tốc lui về phía sau, ầm ầm tất cả năng lượng bạo liệt, cả đại sảnh dưới lòng đất bắt đầu run rẩy. Tòa nhà phía trên hình như sắp sụp đổ, vừa rồi người kia chạy đâu rồi, chớt chưa? Tất cả đều cảnh giác cao độ bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của ta, nhưng bốn phía trống rỗng như không thấy biến mất. Bọn chúng cau mày, cảm thấy vô cùng bất an, lúc này sắc mặt của một người tinh thần hệ, tinh thần lực phát tán,
cố gắng cảm giác, hơn nữa rất nhanh nhận ra khí tức khác thường. Triệu ca, hắn ở bên cạnh ngươi, sắc mặt của một người trung niên ngưng trọng, đồng thời ngọn lửa trong lòng bàn tay bốc lên một bức tường lửa xuất hiện. Phát hiện thân hình của ta xuất hiện kinh khủng cùng lực lượng trong nháy mắt đem bức tường lửa thổi tan. Ngay sau đó, một đám người công kích về phía người trung niên, trực tiếp bị oanh nát, một kim hà sụp đổ, theo năng lượng khủng bố không ngừng chiến đấu, từng khối cự thạch rơi xuống, sắp chôn vùi nơi này. Ta tung người nhảy lên một lần nữa biến mất không thấy, lần này một đám người thức tỉnh thấy rất rõ ràng, trống rỗng biến mất tựa như bốc hơi. Mợ nó tên khốn này, mọi người thầm mắng một tiếng. Phùng Nham nghiến răng, hắn chạy đi đâu, giống như đã rời khỏi. Người thức tỉnh tinh thần kia, cảm giác biết trước mắt đá vụn không ngừng lan xuống, nơi này quả thật không thể chịu đựng được nữa, chúng ta cũng đi ra ngoài. Một đám người thức tỉnh dựa vào năng lực bản thân còn đạp đá lăn bò lên trên, chỉ chốc lát sau tòa nhà thành phố đồ nội thất liền hoàn toàn sụp đổ, biến thành một đống đổ nát. Người từ bên trong mặt xám xịt bò ra, khốn khiếp tên kia chạy đâu rồi, hôm nay liều chết cũng muốn phế hắn, mọi người mắng to. Nhưng ngay trong lòng mọi người phẫn hận, trên đường phố xung quanh, trên nóc nhà bắt đầu xuất hiện từng gương mặt khủng bố, zombie liên tục xuất hiện, đã bao vây nơi này hoàn toàn, gầm gừ nhìn nhân loại. Đây thật sự là có nhân loại. Mấy trăm con quạ mắt đỏ đen lơ lửng trên bầu trời, tràng diện vô cùng rung động, hơn nữa trong đám zombie đó không xa, có một thân ảnh trắng nõn đứng ở bên trong. Nham ca, hắn là sư vương, một người thức tỉnh, cằm đều sắp rơi trên mặt đất, trước khi nói tìm ta liều mạng cũng đều trợn mắt nhìn ngẩn người, trong lòng sợ hãi đạt tới cực điểm. Phùng Nham thấy việc này bỗng nhiên phản ứng lại, chính mình câu cá, giờ lại thành cá. Mà ta chỉ nói với bọn họ câu một câu cuối cùng, người câu cá, cá câu người xe tăng một tiếng gầm lao đến, mang theo mấy ngàn zombie xông về phía trước. Địa giới mình tuần tra lại xuất hiện nhân loại xe tăng phẫn hận không thôi, lần này công việc lại không đạt tiêu chí, chỉ có xé nát bọn họ mới có thể bù đắp cho sai lầm. Mắt thấy zombie cuồng lực chạy tới, đám người Phùng Nham muốn chống cự, nhưng hoàn toàn là vô ích. Trong đám zombie này đại bộ phận đều là tinh nhuệ, thực lực cực kỳ cường hãn. Đám người Phùng Nham còn chưa nhấc lên một tia sóng, đã bị bao phủ trong thi tổ. Một lát sau tiếng kêu thảm thiết của con người hoàn toàn biến mất. Thi đàn đều tản đi các vị trí khác nhau, mà ta cũng không về nhà, mà là đi dạo ở rìa lãnh địa. Phía sau xe tăng đi cùng mấy con quạ đen lượn quanh đỉnh đầu, có vài phần mùi vị lãnh đạo thị sát. Trong lòng xe tăng cầu nguyện, nhưng đừng có nhân loại hay bất kỳ sinh vật nào khác vào lúc này nhảy ra phía trước. Tôi đi về phía trước, ở phía đối diện sông, vài con zombie, mặc dù cách đó mấy trăm mét, nhưng bọn chúng thấy tôi từ xa phát ra tiếng gào thét. Nơi đó đã không còn là lãnh địa của ta, ai, tinh khí nóng nảy của xe tăng thấy đối diện khiêu khích lão đại của mình, trong lòng tức giận đến cực điểm muốn lập tức nhảy sông bơi qua làm gỏi bỏ chúng. Trở về đi, ta gọi hắn lại mấy con nhỏ mà thôi, căn bản không cần để ý, hơn nữa muốn từ trong nước qua sông cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì không ít sinh vật trong sông cũng đã xảy ra biến dị, không chừng liền xuất hiện quái vật gì đó. Xe tăng bị ngăn lại cũng đành phải từ bỏ, chúng ta tiếp tục đi dọc bờ sông, không bao lâu liền nhìn thấy cầu vượt sông. Mặt cầu vô cùng tắc nghẽn, khắp nơi đều là xe phế liệu, đối diện cầu, cùng có mấy con zombie lang thang, nhìn ra được độ tiến hóa của chúng không thấp, thuộc về tinh nhuệ trong zombie. Đây là đang đề phòng ta sao? Trong lòng ta lẩm bẩm, đối diện đặt mấy con zombie tinh nhuệ ở đầu cầu, mục đích đã không cần nói cũng biết. Có lẽ sư vương đối diện trong lòng rõ ràng một ngọn núi không cho phép hai hổ, hắn cùng ta cuối cùng cũng có một trận chiến. Tôi vốn là sư vương tàn bạo thống lĩnh vạn zombie thất triều, lúc này lại giả vờ làm tiểu thịt tươi trên mạng xã hội. Tôi gọi tôi là cậu bé nhát gan Lâm Đồng, thiếu cảm giác an toàn, cầu an ủi, vốn định nhìn xem chấp pháp câu cá có thể có người đưa lên hay không. Nhưng cảnh giác của con người đều quá cao, căn bản không ai tin, thế là không câu được, ngược lại còn hứa y gửi một tin nhắn riêng tư, phong cách giới thiệu của anh không tệ nha. Sau khi trò chuyện phiếm, tôi biết được hứa y sẽ đi qua khu Giang Kiều bởi vì đội tìm kiếm vật tư nơi họ trú ẩn bị mắc kẹt ở đó. Tôi nghe xong tỏ vẻ rất hứng thú có thể đi cùng bọn họ. Trong lòng tôi nghĩ, nếu sớm muộn gì cũng sẽ cùng sư vương đối diện tuyên chiến, đây cũng là một cơ hội. Không bằng trà trộn trong đội ngũ nơi trú ẩn ngụy trang thành nhân loại, trước tiên đến đối diện tìm hiểu. Khoảng 1 giờ, hứa y cùng Tôn Tiểu Cường liền đi tới lãnh địa của ta, phía sau còn mang theo hai cô gái đều là thức tỉnh hành giả, thực lực mạnh mẽ. Trình tỷ, nơi này chính là ngũ hành thi xào A, một nữ sinh thanh tú nhắc nhở, yên tâm đi, theo ta tương đối an toàn. Hứa y một hướng cũng không quay đầu đi về phía trước, hiển nhiên đã nhẹ nhàng quen đường. Lương nữ gật gật đầu đành phải đuổi theo bước chân của cô, hơn nữa dọc theo đường đi quả thật không gặp được zombie, không bao lâu liền đi tới gần tòa nhà. Xa xa liền nhìn thấy tôi đứng trên đường phố chờ họ, đối với thân phận lương nữ của ta biết rõ, cũng biết là quan hệ hợp tác,
nhưng trong lòng vẫn rất khẩn trương. Hứa Y cùng Tôn Tiểu Cường thì thoải mái tiến lên chào hỏi tôi. Tôi quên mất nhìn mặt trời phía chân trời sắp lặn, xem ra lần này các người rất sốt ruột. Quả thật rất gấp gáp, bởi vì nơi đó vô cùng nguy hiểm, người của đội tìm kiếm sắp chết sạch, Tôn Tiểu Cường giải thích. Chúng ta đi nhanh đi, tốt nhất là trở về vào lúc trời tối, đúng như anh yêu cầu, đây là phí đi lại cho anh. Hứa Y vừa nói vừa lấy ra một con dao lớn dài 40m, trên chuôi đao khảm một kim hà hỏa hệ màu đỏ, trong đó hào quang lưu chuyển như mộng như ảo. Tốt, tôi cũng không khách khí chút nào, đưa tay cầm chuôi đao, hồng mang lóe lên, tản mát ra hơi thở nóng rực, thật sự là một con dao tốt. Tâm niệm của tôi vừa động, đem đao thu vào không gian chữ vật, lập tức cùng nhau đi về phía bờ sông, không bao lâu liền nghe thấy tiếng nước chảy xiết, chỉ là phong cảnh có chút hoang dã. Làm sao đi qua, nếu trực tiếp đi qua cầu sông không khỏi quá nguy hiểm, nơi đó có zombie phục kích chúng ta. Hứa Y nói đi xuống phía dưới khoảng 200m dừng bước, mặt sông tương đối hẹp, cách bờ bên kia khá gần, bắt đầu đi. Chu Anh và Triệu Mỹ Linh cất bước lên bờ, hai cô gái chậm rãi cúi người, hai tay chống xuống mặt đất, cùng lúc đó một đầu gối lạnh lẽo quét qua dòng sông. Trong nháy mắt bắt đầu ngưng kết, không bao lâu liền hình thành một cây cầu băng trải trên mặt nước, lúc này mới phát hiện lương nữ dĩ nhiên đều là người thức tỉnh binh khí. Đi thôi, Hứa Y một soái soái trước tiên nhảy lên cầu băng nghênh ngang đi về phía trước, tràng cảnh trước mắt này bỗng nhiên mang đến cho tôi một tia cảm hứng. Nếu sau này thật sự đánh nhau với sư vương đối diện, có thể dùng phương pháp này phát động lĩnh vực, trực tiếp xông lên lãnh địa của hắn, không sai, ta càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng. Hơn nữa trên đường qua sông phi thường thuận lợi, hầu như không có thủy sinh nào mạnh mẽ, chỉ có mấy con cá miệng đầy răng nanh nhảy lên từ trong nước. Nhưng Hứa Y vừa đùa giỡn mấy đao hoa liền đem chúng cắt thành mấy đoạn, đáng tiếc con cá này gặm nhấm mất đi trong cơ thể có virus, không thể ăn, Hứa Y một chút tiếc nuối. Không cần sao, ta có thể đóng gói mang đi, ta không chút khách khí phất tay đem những con cá đó lưu trữ vào không gian trữ vật, bởi vì tiểu đệ của ta cũng không kén ăn, căn bản không sợ virus. Vài phút sau chúng tôi đến bờ bên kia sông, sau khi bước lên bờ, cây cầu băng tan chảy trong nháy mắt, không để lại dấu vết gì, tôi nhìn về phía hai cô gái Chu Anh và Triệu Mỹ Linh. Cảm thấy sau này bọn họ có ích cho mình, vì vậy cất bước tiến lên lấy điện thoại di động ra, cùng hai người phụ nữ kết bạn, lương nữ há miệng, thần sắc cực kỳ khác biệt. Hai người khi ở nơi trú ẩn thường xuyên bị bắt chuyện, nhưng không nghĩ tới có một ngày sẽ bị sư vương yêu cầu kết bạn, đây là muốn làm gì khi đói bụng coi họ là đồ ăn sao. Nhưng trước mắt hai người không dám cự tuyệt, trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc. Hứa Y dùng mỹ mưu đánh giá làm gì. Lần đầu tiên gặp mặt đã muốn bắt cóc người chúng ta, đừng khinh thường mượn hai công nhân xây dựng dùng, dù sao ta cũng không có ý xấu, tôi thuận miệng nói. Hai cô công nhân xây dựng nghe vậy nhìn Hứa Y, đồng thời cũng hiểu được ý của tôi, trong lòng cũng thở dài một hơi, công nhân xây dựng liền xây dựng công nhân đi. Sau khi mấy người lên bờ, mấy con zombie đang đi dọc theo bờ sông, bọn chúng mặt mũi hung tợn, nhìn thấy thanh âm của đám người Hứa Y lập tức gào thét nhào về phía bọn họ. Hứa Y rút trường đao ra, tùy tiện vung hai cái tiêu kích chính xác, cắt phăng đầu chúng tiếp tục đi về phía trước. Trên đường phố lang tập phân bố các loại zombie, mấy người vì không muốn đánh rắn động cỏ, dựa vào xe phế liệu hoặc phế tích kiến trúc, tránh né sự dò xét của zombie, đi về phía trước. Mà tôi hoàn toàn không cần phải như vậy đi thẳng bên đường, bởi vì những zombie kia không có thần trí. Trong thế giới của bọn chúng, mọi thứ chỉ chia làm hai loại có thể ăn và không thể ăn, hiển nhiên tôi thuộc loại không thể ăn. Dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi, chưa đầy 5 phút, chúng tôi đi tới địa điểm mục tiêu, phía trước là một nhà máy đường trắng. Zombie trở nên dày đặc, tôi yên lặng cảm giác bên trong có zombie tinh nhuệ, còn có biến dị thú lộ ra một cỗ khí tức yêu dị. Nhưng đang chạy tới, trong nhà xưởng đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu thê thảm, nghe có vẻ làm cho người ta phát lạnh. Tôn Tiểu Cường tay trèo lên hàng rào, nhìn vào bên trong. Phát hiện trên một cái bình sắt lớn, lại nằm sấp trên một con mèo đen toàn thân đen kịt, con mèo đen này rất cổ quái. Các ngươi cẩn thận, tôi nhắc nhở mọi người đều gật đầu. Lúc này trong một nhà xưởng tối tăm, có một thanh niên đang ngồi xổm ở góc tối, không dám động đậy, tay chân thanh niên đã hóa thành một cái rễ, cắm vào bùn đất trên mặt đất, quanh thân phảng phất như vỏ cây khô. Người này là đội trưởng đội tìm kiếm tên là Lý Hiên, lúc này thi triển là ngụy trang thực vật. Trên nóc nhà xưởng có mấy con zombie tinh nhuệ treo ngược bò, giống như nhện đang dùng khứu giác nhạy bén tìm kiếm nhân loại. Vì sao lại có nhiều zombie tinh nhuệ như vậy? Lý Hiên trong lòng khẩn trương, bởi vì vừa rồi có một con zombie từ đỉnh đầu trèo qua. Hắn hiện tại thập phần hối hận tới nơi này, vốn nghĩ đường trắng là vật tư chiến lược quan trọng, cho nên dẫn người tới nơi này. Nhưng không nghĩ tới trong quá trình thu thập vật tư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có một đội viên điên cuồng công kích đồng đội, sau đó kinh động không ít zombie vây quanh bọn họ. Ở chỗ này trốn không ít đồng bạn bị phát hiện chết thảm cùng miệng zombie, nhưng Lý Hiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám nhúc nhích,
bởi vì chỉ cần hắn vừa động, thực vật ngụy trang sẽ mất hiệu lực. Nhưng ngay lúc hắn hối hận, đột nhiên một tiếng có một cô gái kêu lên kinh hãi, đang liều mạng chạy ra ngoài, phía sau cô có một đám zombie đuổi theo. Muội muội Lý Hiên trong lòng tiếc nuối, cô gái này chính là muội muội ruột Lý Hiên, ở phía trước Lý Vân còn có zombie vây hãm, căn bản không có chỗ trốn thoát. Giữa kinh kịch hắn quanh thân hàn khí tản mát, ngưng kết ra một đạo binh cường bảo vệ mình ở giữa, nhưng chung quanh có khoảng hơn 20 zombie tinh nhuệ vây công. Giống móng vuốt của bọn chúng càng sắc bén, điên cuồng cào gãi lá chắn, lúc này binh khí bay múa, Lý Vân trong lòng tuyệt vọng, Lý Hiên trong góc thấy thế càng thêm thống khổ, sâu trong nội tâm dãy giụa. Đạo lá chắn kia càng lúc càng bị cào mỏng, năng lượng Lý Vân theo đó hao hết, sinh mệnh của cô sắp đi đến tận cùng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hiên vẫn ra tay, vô số râu giống như lưỡi dài cuốn tới, quấn quanh thắt lưng zombie hoặc trực tiếp đâm vào thân thể, râu râu điên cuồng nhảy múa. Lý Hiên cấp tốc chạy về phía muội muội, nhưng sinh mệnh lực của đám zombie tinh nhuệ kia dị thường ngoan cường, bọn họ từ trên mặt đất bò lên theo sát phía sau Lý Hiên. Ánh mắt Lý Hiên kiên định, sau khi đi tới trước mặt em gái, giang hai tay ôm lấy, thân thể hắn lại nhìn thấy vô số râu dệt thành một bức tường gỗ. Đem Lý Vân bảo vệ zombie cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhào tới trên người Lý Hiên điên cuồng cắn xé hắn. Ngươi cần gì phải làm vậy? Lý Vân hai hàng nước mắt tuôn ra, cô biết ca ca không kiên trì được lâu. Cả người đau nhức, mắt thấy sắp không chịu nổi, nhưng vẫn mở miệng an ủi nói không sao, kiên trì chúng ta cùng nhau chống đỡ đến đội cứu hộ chạy tới. Nhưng vừa dứt lời liền nghe Lý Hiên một tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Bích bị zombie cắn vào đã nhập mát 1/3. Đến cực hạn thân thể, trước mắt Lý Hiên sắp mất đi ý thức. Nhưng bỗng nhiên một thanh trường đao phá không quét ngang qua zombie, đầu nhất thời gọt thành hai đoạn. Một đám zombie trong nháy mắt ngã xuống đất. Anh em Lý Hiên nhìn thấy một gương mặt anh tuấn, chúng ta không có chết à, thanh trường đao trong tay chính là phí qua đường của Trình Hứa Y. Trong lòng Lý Hiên một trận vui mừng, đã ý thức được là đội cứu viện tới, mà ánh mắt Lý Vân thì đánh giá ta thật đẹp trai à. Mặc dù rớt zombie trong cây, áo sơ mi trắng vẫn không nhiễm một hạt bụi, có thể thấy được thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở trong nơi trú ẩn chưa từng nghe nói qua nhân vật này, Trình tỷ đây là ai? Hắn tên là Lâm Đông bạn tôi, Trình Hứa Y thuận miệng nói. Lý Vân Liên liên tục gật đầu, sắc mặt có chút đỏ bừng, quay đầu nói cảm ơn anh đã cứu tôi và anh trai tôi. Không cần khách khí, giọng điệu của tôi lạnh nhạt, cô cũng là người thức tỉnh binh khí hả? Đúng vậy, Lý Vân thành thật trả lời, tôi ra tay cứu anh ta đương nhiên là có lợi nhuận, vì vậy lấy điện thoại di động ra, chúng ta thêm một phương thức liên lạc. Mặt Lý Vân xinh đẹp đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu, tuy anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cũng quá trực tiếp đi. Nhưng bây giờ còn đang gặp nguy hiểm lại còn kết bạn, cảm giác rất đột ngột, chính mình còn chưa chuẩn bị xong, cô nghĩ nếu không sau này sinh con liền gọi Lâm Tịch là được rồi. Chúng ta nên đi, tranh thủ đi tìm những người khác, Hứa Y sẽ quay người đi, bởi vì trận đấu vừa rồi quấy nhiễu không ít zombie. Có sóng zombie đang chạy tới, nhưng việc này tôi lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, tôi cảm thấy có một cỗ khí tức yêu quái đang bao phủ mọi người. Đúng lúc này Tôn Tiểu Cường bỗng nhiên lắc lắc đầu, thần sắc có chút mờ mịt. Các ngươi có nghe thấy tiếng mèo kêu hay không? Nào có tiếng mèo kêu, xung quanh mấy người không rõ nguyên nhân, nhưng Tôn Tiểu Cường dùng bàn tay dập trán, vẻ mặt càng thêm mê man, trong đầu hắn mơ hồ nhớ tới một tiếng mèo kêu. Trong nháy mắt, Tôn Tiểu Cường mạnh mẽ đứng tại chỗ, hai tròng mắt cơ trí bỗng nhiên co rút biến thành một đôi mắt mèo vàng mới tiếng gào khóc phát ra từ miệng hắn. Sau đó thân hình lóe lên, hai quyền đánh về phía Triệu Mỹ Linh. Tránh ra Trình Hứa Y, giơ cánh tay lên ngăn cản, chỉ nghe một tiếng choang tựa như búa sắt va chạm, Tôn Tiểu Cường lực lượng cũng không nhỏ đem Trình Hứa Y đánh lui 5-6 bước. Con số vòng tay vạn bước của hắn nhảy lên, giá trị thống khổ 2.7%. Mắt thấy Tôn Tiểu Cường giống như điên rồi, sắp tấn công lần nữa, Trình Hứa Y xuống tay vi cường, bóng dáng lóe lên, song quyền oanh vào mặt Tôn Tiểu Cường. Thân thể Tôn Tiểu Cường bay ra hơn 10 mét mới dừng lại, bị vách tường đá vụn vùi lấp lên. Tại sao anh Tiểu Cường lại công kích chúng ta? Không biết, Hứa Y lắc đầu, nhưng lúc ấy tôi đã sớm đã chú ý hắn, trong lòng mọi người không nói gì, lúc này thân ảnh Tôn Tiểu Cường từ đống đá vụn di ra. Mặc dù bị đánh, nhưng dường như không cảm nhận được đau đớn, nheo một đôi mắt mèo hướng về phía mọi người cười. Lý Hiên thấy thế kinh hãi, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trước đó có một đội viên điên cuồng công kích chúng ta như vậy, cho nên mới bị zombie phát hiện, chẳng lẽ là khống chế tinh thần Triệu Mỹ Linh cao mày. Không trầm mặc thật lâu tôi lắc đầu, hắn hẳn là bị mèo phụ thân, đầu óc Tôn Tiểu Cường một sợi gân căn bản không sợ khống chế tinh thần. Giống như một chiếc máy tính bị hỏng, bật máy cũng vất vả, chứ đừng nói đến việc điều khiển sử dụng. Nhưng phụ kiện tương đương với việc kết nối máy chủ mới và chạy chương trình mới, đây là một loại kiềm chế đối với Tôn Tiểu Cường. Vậy nên làm sao? Mọi người cau mày, ánh mắt tôi sáng lên,
cũng không nghĩ tới mèo đen lại có năng lực như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm thế nào để phá vỡ. Nhưng thông qua bề ngoài dò xét bản chất, tất cả phải bắt đầu từ gốc rễ, giết chết con mèo đen kia hẳn là có thể. Ta mang theo trường đao đi về phía bầy zombie chung quanh, trong mắt Hồng Mang lóe lên lĩnh vực sư vương trong nháy mắt triển khai. Thân hình bầy zombie vốn điên cuồng vọt tới chợt dừng lại, thậm chí có zombie cấp bậc thấp trực tiếp bạo liệt ra. Ta tay cầm trường đao, năng lượng thúc dục hỏa hệ kim hà sáng lên, cuối cùng có hỏa diễm bao trùm thân đao. Mấu thịt bay ngang qua, vị trí của ta hình thành một khu chân không, căn bản không có zombie có thể tới gần trường đao. Hướng tới vô cùng thuận lợi, là phía sau Lý Hiên đám người đều kinh ngạc, hắn cũng quá mạnh, zombie còn có thể rớt như vậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta vừa rớt zombie vừa yên lặng tìm kiếm vị trí của mèo đen, rất nhanh liền cảm giác được một hơi thở, ngay dưới một cái bình sắt lớn bên ngoài nhà xưởng. Tôi tiếp tục tiến về phía trước, một đường đi về phía trước, dưới một cái bình sắt lớn, phát hiện quả nhiên có một bóng dáng đen kịt. Chính là con mèo đen khi tới, thân thể nó cuộn tròn thành một đoàn không nhúc nhích, giống như đang ngủ. Đây hẳn là một nhược điểm lớn của phụ thể, hiện giờ linh hồn nó ở trên người Tôn Tiểu Cường. Bản thể đã không thể nhúc nhích, bất quá số lượng zombie tinh nhuệ xung quanh càng nhiều, tựa hồ cố ý bảo vệ mèo đen. Sau khi phát hiện mục tiêu, tôi không còn giữ lại, lĩnh vực triển khai đến cực hạn, bang bang zombie bên cạnh đều bạo phát. Phía dưới thân ảnh mèo đen co lại thành một đoàn, nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhận thấy bản thể gặp nguy cơ, quyết định buông tha Tôn Tiểu Cường trở về thân thể mình. Nhưng mèo đen vừa mở mắt liền nhìn thấy thân ảnh màu trắng trước mặt, áp lực trên người tăng lên, tựa như bị cối xay đè ép. Đắc ý, ánh mắt ta chăm chú nhìn nó, mèo đen cảm nhận được hơi thở tử vong, cả người lông đen dựng lên, thân thể rút ra, muốn thử chạy trốn. Nhưng bằng vào thân thể của nó căn bản là không làm được. Ta luân phiên trường đao tựa như cắt đậu hũ trong nháy mắt chui vào trong đầu mèo, mèo đen phát ra một tiếng kêu rên, thi thể ngã xuống đất. Đến khi trận chiến này kết thúc nhưng lúc này tôi chú ý tới một vấn đề, trong vỏ não mèo đen bị gọt ra, vậy mà không có tinh hạch, chẳng lẽ là có sinh vật khác ban cho khả năng phụ thể. Mèo đen, thật đúng là quỷ dị, trong lòng tôi thầm nghĩ, cảm giác chuyến đi này không uổng phí, may mắn là phát hiện sớm. Nếu không biết tình huống rất có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn, nhất là xe tăng của đàn em mình cùng Tôn Tiểu Cường một đường đều thuộc loại não phế liệu. Ngay sau khi ta giết chết mèo đen, sâu trong khu vực này truyền đến tiếng gầm gừ của vạn zombie, hiển nhiên việc giết chóc trong nhà máy đường làm kinh động đến zombie trong khu vực. Phòng trường đại quân zombie đang xông về phía này, tôi còn chưa có ý định khai chiến toàn diện với bọn chúng, ít nhất sau khi nhận được virus quy, để cho quân đoàn át chủ bài của mình tiến hóa lần nữa. Lúc này Tôn Tiểu Cường trong nhà xưởng đã khôi phục thần trí, chỉ là sắc mặt vẫn mờ mịt như trước. Bởi vì vừa rồi não mất liên lạc tựa như uống rượu mất đi một bộ phận trí nhớ, cái gì cũng không nhớ ra. Hiện tại chính là cảm thấy toàn thân đâu đâu cũng đau, hắn theo bản năng sờ sờ hai má, mặt mũi bầm dập, ta vừa rồi làm sao vậy, ta làm sao bỗng nhiên đau như vậy. Hứa Y bởi vì ánh mắt đánh giá đến không có việc gì, vừa rồi cậu ngủ thiếp đi ngã một cái. Sau đó mọi người vội vàng rời khỏi hiện trường chạy về phía bờ sông. Nhưng thi chiều phía sau đã càng ngày càng gần, vài công nhân xây dựng vội vàng tiến lên xây dựng cầu binh. Chỉ là lần này cầu binh mang theo một chút độ cong giống như cầu trượt, mọi người sau khi nhảy lên một đường trượt đến bờ bên kia sông. Cái này vui vẻ Tôn Tiểu Cường lại tìm được niềm vui thời thơ ấu. Sau khi lên bờ, mấy người vội vàng rút cầu băng ra, mọi người vừa thở một hơi, bên kia bờ đã bắt đầu xuất hiện từng đạo thân ảnh zombie. Nhưng bọn chúng chỉ có thể nhìn sông rồi đứng im, đối với thân ảnh mọi người không ngừng gầm gừ, bỗng nhiên thi chiều triệt để bị bóng tối bao phủ, không có bóng không có bóng. Có một tiếng kêu già nua vang vọng dưới bầu trời đêm, bóng dáng lão già này chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, dáng người hắn gầy gò, tóc bạc lộn xộn. Nhưng điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là gương mặt của hắn, thế nhưng một nửa là khuôn mặt người chất đầy nếp nhăn, nửa còn lại là khuôn mặt mèo đen kịt khủng bố. Trong tận thế kinh khủng nhất không phải là zombie, mà là thực vật phát sinh biến dị, dây leo của bọn chúng lộ ra màu đỏ tươi rục rịch, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị bọn chúng quấn quanh cắn nuốt. Lúc này ở dưới đèn đường đứng một con zombie đang lắc đầu, nó không biết dây leo trên đỉnh đầu đang lặng lẽ tới gần, đột nhiên dây leo giống như mãng xà nhào vào. Quấn quanh cổ zombie cứng rắn đem nó treo lên, sau đó lại bò tới mấy dây leo đâm vào thân thể zombie, ung ục hút máu thịt của nó. Ở xung quanh còn có mấy con zombie cũng bị tập kích, có con bị quấn lấy thắt lưng, có con bị quấn lấy cổ chân, zombie gào thét không ngừng, lập tức kinh động xe tăng trấn thủ ở đây. Hắn vội vàng tiến lên, đột nhiên hai tay nắm lấy dây leo quấn lấy zombie tiếp theo dây leo bị xé rách, máu đen ngòm vốn hút từ trong đó phun ra. Nhưng mà dây leo kia cũng không chớt, trói chặt vào mắt cá chân và cổ tay của hắn, chẳng qua xe tăng dùng sức lực ngây ngốc, kéo đứt dây leo. Dây leo kia phát hiện không được,
liền lôi kéo zombie khác nhanh chóng rút lui về phía Bắc Sơn, kéo những zombie bình thường nằm sấp trên mặt đất, liều mạng bỏ về phía trước. Nhưng khí lực của bọn chúng không cách nào tránh thoát dây leo, trong nháy mắt bị kéo dài hơn 10 mét, nhưng việc này Tiểu Bát kịp thời chạy tới. Đôi tay sắc bén giống như hai móng vuốt không ngừng vung lên, dây leo đến đâu đều vỡ vụn, cứu những zombie kia xuống. Dây leo phát hiện không địch lại như thủy triều lui về phía núi rừng. Trải qua sự kiện kỳ lạ này, xe tăng và xe buýt lập tức tìm đến tôi báo cáo. Sau khi tôi biết được, trong lòng cũng không quá bất ngờ, đã sớm nhìn thấy những dây leo trên núi kia không thích hợp, thật đúng là có xu hướng khuếch trương lãnh địa của mình. Đến sáng hôm sau, tôi đến nơi xảy ra sự việc, ánh mắt đảo qua khắp nơi đều là rễ cây vỡ vụn, còn có dấu vết zombie bị kéo đi. Lan tràn đến hướng núi rừng, xa xa còn có rất nhiều dây leo, lá cỏ theo gió lay động, tựa như là thực vật bình thường, căn bản không có gì bất thường. Tôi đã nhìn ra những dây leo kia cũng không có ý thức tự chủ, bọn chúng giống như sau lưng xúc tu có một chủ não khống chế. Chủ mưu hẳn chân chính ẩn nấp trong rừng núi rậm rạp, ta lập tức dùng năng lực bí ẩn đi về phía núi rừng. Quyết định dò xét một phen trong rừng cây u ám ẩm ướt, ta dọc theo dấu vết sinh trưởng của dây leo một đường đi vào trong. Đu đủ thuận đằng rất nhanh đến một biệt thự, ta đã nhận ra một hơi thở khác thường ẩn giấu trong biệt thự, nhưng khi ta vừa bước vào đình viện, một dây leo như một con chăn đứng dậy sau lưng tôi, mắt thấy sắp phát động tập kích, tâm niệm của tôi, trong nháy mắt, áp lực khủng bố tràn ngập tất cả các dây leo xung quanh. Đình viện vốn im lặng lập tức hỗn loạn, ngay trong biệt thự vang lên một tiếng thét chói tai tựa như phù thủy gào thét muốn ra sao. Trong lúc tôi phất tay lấy ra một thanh trường đao, năng lượng thúc đẩy liệt hỏa đốt cháy toàn bộ thân đao. Ngọn lửa vốn là khắc tinh của thực vật, tôi vung chảm về phía trước, biến vô số dây leo thành tro tàn. Ánh mắt nhìn về phía trước, lá cỏ rậm rạp trên vách tường biệt thự, vậy mà làm nổi bật một hình người. Ngươi không nên tới nơi này, người cỏ kia phát ra âm thanh bất nam bất nữ, cả người anh ta bị bao bọc bởi màu xanh lá cây, giống được tạo thành từ cỏ, cũng không biết xem như thực vật hay động vật. Nhưng có thể xác định chính là nó chính là chủ não khống chế dây leo, ai cho phép ngươi đi lãnh địa của ta gieo rắc, ta không thể tìm ngươi sao? Nếu muốn chết ta liền thành toàn cho ngươi. Toàn bộ người cỏ ánh sáng màu xanh nhạt phát tán ra xung quanh cuồng dũng mà đến. Cả khu vực này, những chiếc dây leo điên cuồng sinh trưởng, vô số dây leo phô thiên cái địa hiện ra, tầm nhìn của ta bị thực vật che khuất, rơi vào một thế giới màu xanh biếc. Đôi mắt ta hồng quang lóe lên, lĩnh vực sư vương triển khai đến cực hạn, sau một tiếng chấn động, tất cả xung quanh đều nổ tung, dây leo dày đặc dưới áp lực cường đại hóa thành điểm tích lũy. Thân thể người cỏ kia run lên, rõ ràng không nghĩ tới lĩnh vực của ta lại cường hãn như vậy. Nhưng hắn mạnh mẽ ổn định thân hình, tiếp tục thúc đẩy năng lượng sinh trưởng vô tận. Theo một tiếng thanh thoát, nguyên bản bạo bạo dây leo lại một lần nữa phát ra chồi non mới. Trong nháy mắt trở nên tráng kiện, thực vật đầy trời lại bao phủ ta. Mà ta phát hiện ra năng lực của người cỏ này quả nhiên rất dẻo dai, dựa vào thực lực của hắn tuyệt đối không thua kém bất kỳ sư vương bên nào bên ngoài. Hơn nữa phương thức công kích này có chút hình thành ý tứ của lĩnh vực. Trong rừng hoàn toàn loạn thành một đoàn, hai người giằng co không ngừng. Nhưng thảo nhân tự tin 10 phần, xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào, bị dây leo đầy trời của ta bao vây, chém chi vô tận giết không dứt. Theo ta phán đoán, thực lực của thảo nhân tuyệt đối ở cấp A trở lên quả thật có chút khó chơi. Nhưng không suy nghĩ nhiều, ta dùng ra lực lượng thể lực cường hãn, đột nhiên bước ra một bước, bàn chân rơi xuống đất, trong nháy mắt trực tiếp kịch liệt, đất đai bắt đầu sụp đổ. Rễ cỏ vốn sinh trưởng ở bên trong đều bị chấn nát, chảm thảo muốn diệt rễ, ta bước trước một bước, thế lực khủng bố theo đó tiến về phía trước. Sắp bao phủ người cỏ trong đó, người cỏ lập tức cả kinh, loại lực lượng hủy diệt này làm cho hắn sinh ra một tia cảm giác không lành. Sinh vật trước mắt rất cường đại, ta nắm chặt trường đao hỏa diễm nóng rực, thân thể căng lên, hai chân phát lực đột nhiên đạp về phía trước. Lúc này người cỏ tựa như nhìn thấy một trận bão táp đánh về phía mình, thiên tai giáng xuống hư không mãnh liệt. Cảm giác thảo nhân trong nháy mắt dâng lên, ta không muốn chết, nội tâm người cỏ không cam lòng, hắn vốn là một gốc cỏ nhỏ. Từ khi nốt chứng kiến bắt đầu phát triển đến quy mô hiện tại, hơn nữa bất an với hiện trạng trên núi, tưởng tượng sự phát triển trong thành phố, mơ ước một ngày nào đó sinh trưởng ra cả thế giới, không ngờ vừa mới ra khỏi núi đã chọc vào một tồn tại cường đại như vậy. Trong nháy mắt hơi thở nóng rực đã đến trước mặt, ta cầm trường đao chém ngang thân thể người cỏ, thảo nhân lại phát ra tiếng thét điên cuồng, có vẻ cực kỳ thống khổ. Những dây leo như rắn dài bắt đầu nhanh chóng khô héo, những kẻ ở xa quan sát, tất cả sự hỗn loạn trong rừng trở về yên tĩnh. Thân thể người cỏ bị chém thành hai đoạn nằm trên mặt đất, thật vất vả mới sinh ra ý thức đang dần biến mất. Quan sát gần, tôi phát hiện hắn quả thật là một đoàn cỏ. Chỉ là tự dệt thành hình người, ở bộ vị ngực có một viên thủy tinh lấp lánh, đó là nguồn năng lượng của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Trong ý thức của người cỏ truyền ra một tín hiệu, tôi cũng không biết tôi nên trả lời như thế nào, dù sao cho tới nay, chưa từng gặp phải đối thủ ngang ngược. Linh hồn người cỏ rung động thật sâu,
sinh vật ngoài núi đều kinh khủng như vậy sao? Đáng tiếc mình không thể sinh trưởng đến toàn bộ thế giới. Một cây cỏ cũng có giấc mơ xưng bá, ngay sau đó thân thể còn sót lại của nó bắt đầu co lại và phân hủy thành tro bay. Cuối cùng chỉ để lại một tinh thể phát sáng, tôi nhặt nó lên và quan sát kỹ hơn và thấy rằng bên trong tinh thể có một cái gì đó giống như sợi, trông giống như một hạt giống, vì vậy tôi tự hỏi, có lẽ tôi có thể trồng lên để xem nó có thể phát triển thành một cái gì đó. Trở về nhà, tôi ngồi trên ghế sofa, lật tay và đặt hạt giống trong lòng bàn tay, năng lượng rất phức tạp nhưng rất mạnh mẽ. Suy nghĩ về cách thức này nên được trồng, rõ ràng là hạt cỏ này giống như kim hà. Phương pháp thông thường không phải đào một cái hố chôn một chút đất là có thể trồng ra chắc chắn không được. Tôi bỗng nhiên nhớ lại lúc ở trên núi, rễ dây leo đều mọc trên từng cái đầu lộ ra. Hơn nữa trước kia khi tấn công các sư vương khác, đã từng thấy rất nhiều kiểu dung hợp. Ví dụ như chuột mặt người, bàn tay nhện nữ, chứng tỏ zombie có khả năng tương thích rất mạnh. Vậy mình có thể tạo ra một quái dung hợp hay không? Nói làm liền làm, tôi trực tiếp sử dụng năng lực thi ngục đi xuống đường dưới lầu. Zombie nhìn thấy tôi nhao nhao đỡ tay vị. Ánh mắt ta là nhìn chằm chằm vào một con zombie tinh nhuệ, hơn nữa còn đã tiêm virus. Sở dĩ lựa chọn tinh nhuệ át chủ bài là bởi vì sợ năng lượng hạt giống quá mạnh, zombie bình thường không khống chế được, sẽ bị hạt giống coi như thức ăn cắn nuốt hết. Ta lấy hạt giống ra và sử dụng năng lực thi triển, giơ tay đặt nó trong đầu zombie. Zombie kia còn chưa kịp phản ứng, đứng tại chỗ phát mãnh, ngươi không có cảm giác gì sao? Ta tò mò đánh giá, không có cảm giác zombie lắc đầu, nhưng trong đầu hắn lắc lắc lư, giống như âm thanh nảy mầm. Đầu óc ngứa ngáy a, zombie bỗng nhiên ngứa ngáy khó nhịn, hai tay gãi đầu có vẻ cực kỳ thống khổ, lông mày của ta nhíu lại, chẳng lẽ muốn thất bại sao? Thật tốt, zombie ngửa mặt lên trời gầm gừ, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, đồng thời mở mắt ra, đồng tử biến thành vẻ sầu lo. Bỗng rắc một tiếng giòn vang, có một cây cỏ nhỏ màu xanh biếc từ đỉnh đầu sinh trưởng ra, khí tức zombie trong nháy mắt trở nên cường đại. Cảm giác ngứa ngáy biến mất, hắn mở hai tay ra, năm ngón tay lại biến thành dây leo phát tán ra xung quanh, khiến những zombie khác gần đó đều hoảng sợ. Ngươi đừng để cỏ mọc dài, lập tức dây leo co rút lại biến trở lại năm ngón tay, zombie nắm chặt hai tay, vẻ mặt có chút kinh hỉ. Lão đại, ta có thêm một cỗ năng lượng kỳ dị trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, tôi gật gật đầu. Hiển nhiên mình thí nghiệm thành công, đạt được một con quái bội dung hợp, nhưng cảm giác có chút kỳ lạ, chuyện gì xảy ra? Quái dung hợp nhà người ta đều là khí phách uy vũ, trên đỉnh đầu hắn lại mọc một cọng cỏ, có vẻ có chút buồn cười. Cũng được rồi, muốn cuộc sống trôi qua, trên đầu nhất định phải mang theo chút màu xanh lá cây. Nhưng khí tức của zombie này quả thật trở nên mạnh mẽ hơn không ít, hơn nữa tiềm lực vô hạn. Nếu sau này hút đủ máu thịt cũng có thể đạt được hiệu quả sinh trưởng vô tận của người cỏ, đến lúc này hắn trở thành thành viên thứ 5 dưới tay tôi. Tôi đặt cho nó một cái tên rất phù hợp, bận rộn xong tất cả, tôi ở nhà xem điện thoại di động, chuẩn bị thu thập một ít tình báo. Gần đây tôi chú ý hơn đến công ty TIK, muốn đưa virus Q vào tay. Sau khi đăng nhập vào trang web chính thức của công ty T-Tech, quả thật cập nhật mấy thông báo, trong đó có một tin vui hấp dẫn sự chú ý của tôi. Công ty chúng tôi sắp điều người thức tỉnh cấp A tới, người mạnh mẽ che chở người sống sót an toàn. Trong lòng tôi cân nhắc người thức tỉnh cấp A sẽ không đi cùng với virus Q, phỏng chừng không bao lâu nữa mình sẽ gặp phải người thức tỉnh cấp A kia. Đồng thời cũng đã chuẩn bị tốt để thôn phệ toàn diện cấp A. Mưa nhỏ kéo dài suốt mấy ngày, ở rìa thành tận cổ, có một chiếc trực thăng chậm rãi hạ cánh. Một đội trưởng thức tỉnh của công ty Tech ở phía dưới nghênh đón một thanh niên cao lớn bước ra khỏi máy bay trực thăng, tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao thẳng, đúng là một người nước ngoài. Thanh niên chính là người thức tỉnh cấp A đến trụ sở công ty Tech, tên là Đơn Xuân Na, phụ trách công tác áp giải virus Q, trên tay trái mang theo một cái dương hợp kim màu bạc. Anh Đường Tăng, đội trưởng tiểu đội người thức tỉnh cứng rắn đi lên, bắt tay anh ta. Tôi đã vạch ra lộ trình an toàn nhất cho anh, zombie tương đối ít. Tiểu đội trưởng tên là Thái Kiện là một người thức tỉnh tăng cường tốc độ. Đường Tăng không thèm để ý, zombie nhiều cũng không sao, giết chết bọn chúng là được rồi. Thái Kiện cứng rắn một tiếng, cảm giác lão ngoại này rất kiêu ngạo. Đường Tăng kia, ngài có thể không biết tình hình thành phố Giang Bắc, hay là cẩn thận một chút. Không có gì không biết, trước kia tôi sống ở thành phố có 20 triệu người, tiến hóa ra rất nhiều sư vương cường đại, không ai hiểu zombie hơn ta, Đường Tăng nói. Một số đội viên đều thán phục, quả nhiên là người đã gặp qua đại tràng. Vậy ngài nhất định đã gặp qua quỷ sư đi, một trong những cô gái tò mò hỏi. Đương nhiên tôi từng giết không chỉ một con, đối mặt với quỷ sư rất có kinh nghiệm. Mấy người vừa trò chuyện vừa đi vào thành phố, nếu đi theo con đường bình thường, bọn họ vẫn cần phải xuyên qua lãnh địa của xà đồng trước đây. Đương nhiên hiện tại đã bị tôi nuốt chớt, hiện tại công ty TIK không dám trêu chọc tôi, cho nên định đi đường vòng. Nhưng trên đường phố vẫn có mấy con zombie lang thang, bọn chúng phát hiện vài tên nhân loại sau đó như chó điên xông vào mấy người.
Đường Tăng ra tay, năng lực thức tỉnh của hắn là tăng cường bộ vị thân thể. U Minh Quỷ Thủ ở trên tay phải hắc khí bốc lên, giơ tay giữ chặt cổ zombie, vốn là zombie hung cuồng đến trong tay hắn trong nháy mắt bị tê liệt. U Minh Quỷ Thủ quả thật có hiệu quả tê liệt, chỉ cần chạm vào sinh vật là có thể làm cho hắn mất đi năng lực hành động. Năm ngón tay kia của Đường Tăng phát lực một tiếng, quả nhiên rất mạnh a, đám người Thái Kiện lặng lẽ quan sát, được rồi, chỉ cần đừng gặp được sư vương ở khu vực tòa nhà là được rồi, một nữ đội viên cảm thán, hiển nhiên đã xuất hiện bóng ma tâm lý. Thái Kiện mở miệng trấn an nói lần này sẽ không, chúng ta vòng quanh xa như vậy, có thể trùng hợp như vậy còn bị hắn gặp phải. Hiển nhiên bọn chúng cũng không biết, ta đã thu được tình báo virus quy, ai cũng không chú ý tới. Lúc này trên bầu trời có một con quạ đen kịt nhanh chóng bay lên, một đôi mắt nhỏ thu hết cảnh tượng đường phố phía dưới. Mấy người lại đi một đoạn, Thái Kiện đột nhiên phát hiện xung quanh yên tĩnh rất nhiều, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, trên đường phố phía trước một con zombie cũng không có. Mọi người cũng không để ý, không có zombie còn không tốt, tránh phiền toái, nói xong bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Một đám người rất nhanh tiến vào phạm vi dây leo, lúc này từng trận gió nhẹ thổi qua dây leo dưới cỏ rậm rạp. Lại chậm rãi nhúc nhích, bọn chúng lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hai nhân viên vũ trang, không bao lâu liền quấn quanh cổ chân hai người, lập tức đột nhiên kéo hai người ngã xuống giữa không trung. Cứu mạng, cái gì quỷ vật này? Hai người đầu hướng xuống dưới không ngừng giãy giụa, nhưng xung quanh lại ngẩng lên dây leo bắn thẳng đứng, đâm vào thân thể hai người ủng ục hút hút lên. Hai người trong nháy mắt biến thành hai thi thể khô, đám người Thái Kiện kịp phản ứng lại nhìn lại đây là quái vật gì, mặc dù Đường Tăng kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua một màn quái dị như vậy. Mà những dây leo xung quanh phảng phất như bị kích hoạt, thưa thớt xông về phía mấy người, đám người Thái Kiện vội vàng rút trường đao hợp kim chặt đứt dây leo, xem ra chỉ là thực vật biến dị mà thôi. Sau lưng khẳng định có chủ não khống chế, chỉ cần tiêu diệt nó là được rồi, đám người Thái Kiện gật gật đầu, nhao nhao nhìn về phía dây leo sinh trưởng, cũng định đi thuận theo hướng dây leo mò mẫm. Nhưng theo ánh mắt bọn họ phóng mắt lại phát hiện một cô gái zombie ở phía trước, hắc 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 hắc, khóe miệng tiểu bát đến vành tai, sau đó mở hai móng vuốt chạy về phía trước. Mọi người đến mép hí khúc nổi lên, trong lòng kinh hãi vạn phần, rõ ràng là một con sư vương, hơn nữa tốc độ của tiểu bát càng ngày càng nhanh, thân hình đột nhiên biến mất. Mấy người quỷ sư đối mặt với phương hướng của tiểu bát, ngưng thần đề phòng, trong đó một người thức tỉnh tinh thần đang cố gắng cảm giác. Không biết lúc này một bóng đen chậm rãi di chuyển ra sau lưng, từ trong bóng dáng của hắn đứng ra, móng vuốt sắc bén của tiểu hắc ở trạng thái ẩn hóa đâm thẳng về phía sau tinh. Bởi vì mấy người đều bị tiểu bát phía trước hấp dẫn, căn bản là không chú ý phía sau, Thái Kiện quay đầu nhìn chằm chằm, lúc này bị kinh hãi không nhẹ. Tại sao lại có một con quỷ thi? Tiểu hắc sau khi một kích tất sát, căn bản không thích chạm. Thân hình Thái Kiện vừa định đuổi theo, lại nghe thấy phía sau truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, vội vàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện móng vuốt sắc bén của tiểu bát đã cắt đứt cổ hai đội viên, một đội viên bên cạnh thấy thế vội vàng đi qua tăng viện, nhưng quanh người hắn vừa dấy lên hơi thở nóng rực. Bỗng nhiên cảm giác đại não đau nhói, thiếu chút nữa ngất xỉu, chỉ thấy tiến sĩ bởi gương mặt nghiêng xuất hiện ở chân tường không chút bắt mắt, đang lặng lẽ đánh giá mấy người. Thái Kiện nhất thời nhịn không được mắng mợ kiếp một đám cỏ dại, ta là một zombie đọc binh pháp tôn tử, để bắt được nhân loại, ta lại sử dụng 36 kế, đầu tiên là mai phục trên đường trước để chờ bọn chúng. Sau đó để cho tiểu hắc và tiểu bát ám độ trần thương chặn đường lui của bọn chúng, đóng cửa đánh chó, tiến sĩ thì đục nước béo cỏ. Lợi dụng tinh thần lực của mình công kích, thỉnh thoảng đánh lén, giao thủ ngắn ngủi liền tiêu diệt vài người thức tỉnh, đội trưởng Thái Kiện tức giận bạo phát thô tục. Một đám khốn kiếp, Đường Tăng tiên sinh bây giờ nên làm cái gì bây giờ, mà Đường Tăng kia lại một chút không hoảng hốt. Mấy con zombie tinh anh mà thôi, năng lực quỷ dị một chút, chúng ta ổn định trận tuyến không cần loạn. Yên tâm đi, không ai hiểu zombie hơn ta. Dứt lời liền dùng U Minh Quỷ Thủ bẻ gãy mấy sợi dây leo, Thái Kiện mấy người trong lòng có chút an tâm. Nhưng rất nhanh phát hiện ra có gì đó không ổn, bởi vì bọn họ phát hiện trên một tòa nhà xa xa lại đứng một thân ảnh thon dài áo sơ mi trắng. Phía sau mấy con quạ đen lượn lờ, rõ ràng là tiêu chuẩn của một sư vương nào đó, mợ nó, đám người Thái Kiện trong lòng thầm mắng. Vừa rồi còn cầu nguyện đừng gặp hắn, kết quả lập tức xuất hiện, Đường Tăng tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta nên chạy. Chạy cái gì? Quay lưng về phía zombie là hành vi nguy hiểm nhất, nhưng khi chết ít nhất cũng có thể lưu lại toàn bộ thi thể. Thái Kiện không muốn trải nghiệm nỗi sợ hãi khi đối mặt với tôi. Đường Tăng bĩu môi nhìn chằm chằm, không biết tại sao anh ta bỗng nhiên sợ thành như vậy. Nghe tôi chỉ huy, không ai không hiểu con zombie đó. Ngay trong lúc hai người tranh cãi, phát hiện bóng dáng trên tòa nhà đã biến mất. Trước tiên là Thái Kiện kinh hãi, dẫn theo vài đội viên lập tức rời xa. Đường Tăng mắng, nghĩ lát nữa sẽ để cho hắn đối mặt với chuyện quỷ sư vương kia. Chính mình có thể sẽ có cơ hội chạy trốn, nhưng một giây sau thân ảnh tiểu bát liền xuất hiện trước mặt hắn cười đen kịt. Thái Kiện chỉ cắn răng,
Cầm trường đao bay lên người liều mạng với ngươi, đường đao luận ra đạo tàn ảnh tiểu bát cũng lấy tốc độ nhìn thấy, ngay lập tức huy động móng vuốt sắc bén của nó. Trong lúc nhất thời yên lặng nghe khó phân biệt, còn tiểu hắc thì lặng lẽ ẩn núp phía sau đường tăng, nhìn chằm chằm vào vali. Nhiệm vụ của hắn chủ yếu là đến lấy thứ này, vì thế hắn thăm dò vươn móng vuốt ra, bắt lấy vali. Nhưng không ngờ đường tăng lại rất cảnh giác, tay phải nắm lấy cổ tay tiểu hắc, hắc hắc bắt được một con, đường tăng nhếch miệng cười. Đồng thời U Minh quỷ chảo phát động xương đen tay bốc lên, tiểu hắc lúc này cả kinh, cảm giác thân thể tràn vào vô tận lạnh lẽo. Tĩnh mệnh cũng không thể động đậy, hiệu quả ẩn hóa của thân thể hắn cũng tự động biến mất, lộ ra bản thể đường tăng lúc này đã định đưa tiểu hắc đi gặp Diêm Vương. Quá nguy hiểm, đột nhiên một luồng áp lực lan tỏa ập đến, trong nháy mắt bao phủ hắn trong đó, ngươi rất mạnh. Ánh mắt ta nhìn hắn, giơ tay một thanh trường đao trong tay xuất hiện, thuận thế bổ xuống, đường tăng cả kinh vội vàng buông tiểu hắc ra. Trong góc tường áp lực lui về phía sau một bước, nói mũi đao gần như áp sát vào má hắn, đem trán hắn cắt thành một vết, biến thành tề lưu lĩnh vực, đường tăng tâm kinh không thôi, không ngờ mình vừa mới nhận nhiệm vụ liền gặp sư vương thức tỉnh lĩnh vực. Trong khu đô thị 20 triệu người mà hắn từng sống, sư vương tiến hóa ra lĩnh vực này cũng rất ít, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung. Đó là thi tổ trên bảng đều là vùng cấm của nhân loại, đương nhiên mặc kệ hắn đang nghĩ cái gì, tiếp tục vung đao chém, đường tăng không dám có chút sơ suất nào. Trên tay nổi lên sương mù màu đen, trên tay bốc lên một tiếng chanh minh kim loại, giữa hai lần đụng vào lại phát ra một tiếng chanh minh kim loại. Lông mày tôi nhếch một cái, phát hiện năng lực cường hóa bộ vị thân thể của hắn cũng không hạ phong, cùng với người thức tỉnh quả thật mạnh hơn hẳn. Nhưng cũng chỉ có hai thanh được thi ngọc bao phủ, mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng tiêu hao rất lớn năng lượng, nếu tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Trong lòng đường tăng bắt đầu cầu nguyện, hy vọng zombie này tiến hóa đẳng cấp không cao, mình còn có đường chạy trốn. Hơn nữa hiện tại xem ra thủ đoạn công kích rất đơn độc, nhưng không mãnh liệt, đám người thái kiện ở xa xa thấy thế phát hiện hắn thật sự có sức chiến đấu với sư vương. Vội vàng hỏi đường tăng tiên sinh, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Theo kinh nghiệm của ta bây giờ hẳn là chạy trốn, bên đường tăng đánh vừa lui về phía sau mọi người một trận không nói gì. Xem ra hắn đối mặt với quỷ sư quả thật rất có kinh nghiệm, mà ta thấy trường đao chém thế nào cũng chém không ngừng, U Minh quỷ thủ kia liền thu hồi đao về không gian chữ vật. Đối diện đường tăng tò mò ta như thế nào thu vũ khí, chuyện gì xảy ra, nhưng cơ hội đến phải bắt được, hắn lập tức dùng U Minh quỷ thủ bắt về phía ta. Nhưng trong mắt ta hồng mang chợt lóe lên, lĩnh vực muốn triển khai đến cực hạn, một quyền oanh về phía trước, lực lượng cường quyết giống như đạn pháo nổ tung. Lần này quỷ chảo của đường tăng trong nháy mắt dập tắt, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài, cảm giác đau đớn nghẹt thở thiếu chút nữa khiến hắn ngất xỉu. Đường tăng vô cùng kinh hãi, nằm trên mặt đất căn bản không dậy nổi, làm sao có thể, hiển nhiên thể lực của ta cường hãn vượt xa vũ khí kia. Khi ta thu hồi đao, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đường tăng khó hiểu hỏi, vậy trước đây ngươi dùng vũ khí chiến đấu với ta cũng không có gì, chỉ là sợ làm bẩn tay ta mà thôi. Đường tăng bây giờ mới hiểu được trước mắt sư vương sạch sẽ cực cao, thân thể vượt xa mình, tuyệt đối đạt tới cấp S so với tất cả sư vương mình gặp trước đó đều mạnh hơn. Đám người thái kiện thấy thế nhất thời lạnh đi một nửa, rõ ràng vừa rồi còn đánh tới có lui, kết quả đảo mắt liền hạ màn. Theo ta đi tới trước, đường tăng lại bị thi ngục bao phủ, trạng thái trọng thương, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta vươn tay chộp vào đầu mình, lập tức trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Vừa đến Giang Bắc làm việc đã trực tiếp chớt trận, lập tức tôi cầm kim hà bỏ vào không gian chứa đồ. Quy virus đến tay, đám người thái kiện cũng không còn ý chí chiến đấu, rất nhanh đã bị các zombie tinh anh giải quyết xong. Hắc hắc, lão đại, chúng ta trở về đi. Tiểu Bát liếm liếm móng vuốt nhiễm máu, đối với trận giết chóc này, tiểu hắc bên cạnh thì đang vùi đầu gặm thịt. Sinh ra tại nơi đói kém lên trước tiên là ăn, nhưng ngay khi chúng ta sắp rời đi, trên đường phố xung quanh truyền đến từng trận tiếng bước chân. Bốn phương tám hướng bắt đầu có zombie gặp nguy hiểm, hơn nữa trong đó mấy con động tác nhanh nhẹn nhảy lên nhảy xuống hiển nhiên vẫn là tinh nhuệ, không khó đoán ra hẳn là trận chiến vừa rồi kinh động đến sư vương khu vực này. Nhưng trước đó ngực vịt đã điều tra qua khu vực này, sư vương cũng không cường đại, thủ hạ thi xào cũng không nhiều, được công ty Tech định nghĩa là hai sao sư vương xào, còn không bằng hồng diện sư vương ban đầu. Bọn họ tiếp cận cũng không phát động công kích, mà là bao vây ở bốn phía. Không bao lâu liền có một con sư vương từ trong zombie chen ra, hắn không cao, một đôi chiêu phòng nhĩ cấp bậc vừa tới năng lực thức tỉnh siêu cấp thính giác. Trong giai đoạn đầu ngày tận thế, dựa vào năng lực này săn mồi không ít người sống sót, ngược lại là phong sinh thủy khởi. Nhưng chậm rãi do thiếu thuộc tính chiến đấu, phát triển không theo kịp, mơ hồ có xu hướng bị đào thải. Ánh mắt phong nhĩ đánh giá, nếu là bình thường hắn tuyệt đối không dám trêu chọc loại sư vương cấp bậc như ta, nhưng trước mắt ỷ vào thế nhiều thế nặng nề. Ngược lại nhắc tới ba phần dũng khí, vốn đệ đệ ta đánh người xong liền đi, có phải là có chút không tốt lắm.
quả thật ta có phải nên giết ngươi rồi đi. Ta chưa hỏi xong, Tiểu Bát Tiểu Hắc phía sau thần sắc phấn khởi, nhếch miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Phong Nhĩ lúc này đang phát hiện không dọa được chúng ta, thái độ lúc này mềm nhũn rất nhiều. Ngươi làm sao cũng phải lưu lại một cỗ thi thể con người đi, một câu cũng không có, ta không muốn để ý tới hắn nữa. Xoay người đi về phía sau, duy chỉ có zombie cảm nhận được áp lực của sư vương cao giai, căn bản không dám ngăn cản, theo bản năng nhường đường cho Tiểu Bát và mấy tên sư vương đi theo phía sau ta. Ánh mắt nhìn lướt qua zombie tràn ngập vẻ miệt thị, nhưng cho đến cuối cùng đám zombie kia cũng không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta rời đi. Lão đại bọn họ thật khí phách a. Một con zombie tinh nhuệ chạy tới dò xét Chiêu Phong Nhĩ, gật gật đầu, ở khu đô thị của chúng ta có thể đối kháng với hắn không nhiều lắm, phòng trưng sẽ đánh nhau, bọn họ đứng ở bên nào. Mắt Phong Nhĩ khẽ xoay chuyển, ai oán chúng ta nên giúp ai. Trên đường trở về, trong lòng Tiểu Bát ngứa ngáy, lão đại vừa rồi vì sao không giết cái lỗ tai to kia, loại hàng hóa này sau này còn dùng. Sau khi về đến nhà, trên đường phố một đám zombie hung cuồng tụ tập, chính là quân đoàn át chủ bài của tôi, tiến sĩ cầm ống tiêm tiêm virus quy cho bọn chúng. Xương cốt lạch cạch rung động, giống như lần thứ hai phát triển trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều, bây giờ thực lực của bọn chúng lại một lần nữa tăng lên. Cường độ thể lực đơn luận đã đạt tới cấp B, thậm chí là đỉnh cấp B, nhưng bởi vì dựa vào dược vật xúc tác mạnh mẽ tăng lên, bọn họ không có xuất hiện năng lực thức tỉnh. Thực lực vẫn không bằng xe tăng. Tiểu Bát, Sư Vương, quân đoàn át chủ bài này giống như binh khí hình người được thiết kế riêng cho chiến đấu. Công ty TIK quả nhiên có chút thứ gì đó, trong lòng tôi cảm thán, thậm chí bắt đầu hoài nghi virus zombie ban đầu chính là công cụ mà công ty Tech làm ra, muốn làm công cụ xưng bá thế giới. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, tôi trở về phòng đăng nhập vào trang web chính thức của công ty Tech xem tình hình của bọn họ. Vừa vào trang chủ thì khá yên tĩnh, không có thông báo mới, nhưng rất nhiều người sống sót ở bên dưới để lại tin nhắn hỏi thăm, không phải nói có người thức tỉnh cấp 1 sao. Còn không tới được, đã bao nhiêu ngày rồi, không phải là cũng di gặp Diễm Vương rồi chứ. Đối mặt với rất nhiều người sống sót truy vấn, công ty Tech thật sự đã trả lời ngắn gọn, bởi vì thời tiết mưa rông, máy bay chậm trễ, người thức tỉnh cấp 1 tạm thời không tới được. Ngay khi tôi say sưa đọc bình luận, Hứa Y đột nhiên gửi một tin nhắn, nội dung rất ngắn gọn, mượn đường đã có phí đường chưa? Có phải nhiều rồi, khóe miệng tôi nhếch lên, cô bé nghèo này lại hào phóng như vậy. Vậy thì thật ra Hứa Y một đường cũng là do mưa lớn. Thành phố Tân Hải bị ngập lụt trên diện rộng, những người sống sót trong nơi trú ẩn khác lần lượt chuyển đến nơi trú ẩn của bọn họ. Một đường gian nan hiểm trở của hắn không chỉ phải chống đỡ zombie, biến dị thú tập kích, mấu chốt nhất chính là tổ chức Hắc Hạt. Hiện giờ bọn họ hung dữ cực ác, hận không thể ăn thịt người, biết được nơi trú ẩn chuyển vật tư há có thể bỏ qua. Vì vậy tụ tập không ít người một đường đuổi theo không rời. Lúc này ở một con đường nhỏ bên ngoài lãnh địa của ta, Hứa Y sẽ dẫn một nhóm người cấp tốc đi về phía trước. Mọi người thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lại, giống như lại có người đuổi theo. Những người này cực kỳ cảnh giác. Trong tay, bao lớn bọc nhỏ, còn đẩy bánh xe sắt đặc biệt chứa lương thực. Hầu hết mọi người đều bị thương, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, ngay cả trên người Trình Hứa Y cũng có không ít vết thương. Vẫn là vết dao cắt, khuôn mặt mệt mỏi, bụng ùng ục, tôi lại đói bụng. Tôi còn có chút hải sản, anh ăn một miếng đệm trước. Hứa Y hải sản, mắt Tôn Tiểu Cường sáng ngời ở đâu? Nhanh chóng lấy ra, Hứa Y một tay thò vào trong túi, kéo ra một cái tảo bẹ dài màu xanh sẫm cho cậu ăn đi. Tôn Tiểu Cường thấy vậy vẻ mặt không nói gì, có thể gọi là hải sản sao? Nhưng bây giờ cũng không phải lúc kén ăn. Tôn Tiểu Cường đón tảo biển tới nhét tảo Luân Đôn vào miệng. Nhanh chóng mọi người kiên trì một chút, chúng ta sắp tới thành phố Giang Bắc rồi. Sau đó thần dân hét lên cổ vũ, là trong đội ngũ này truyền đến một tiếng ngã xuống đất. Có một người trung niên hơn 50 tuổi đầu nặng chân nhẹ, một đầu ngã xuống. Nhanh chóng đứng lên, lại kiên trì một chút liền sắp đến rồi. Có một cô gái lo lắng kêu lên bên cạnh. Còn có một cô bé khoảng 3 tuổi cũng bắt đầu khóc, vốn bọn họ đều không kiên trì được nữa. Dọc đường đi dựa vào đám người Trình Lạc Y và Trần Minh chăm sóc, thường xuyên để cho đứa nhỏ ngồi trên xe kít đẩy đi, bởi vì dưới ngày tận thế tàn khốc này, số lượng trẻ con không còn nhiều. Đám người Trần Minh nhìn thấy đứa bé này, lại giống như nhìn thấy hy vọng tương lai của nhân loại. Làm sao bây giờ? Tôn Vũ Hàng đứng bên cạnh gãi đầu. Hiện giờ đã đến rìa thành phố, thật sự không muốn buông tha bất kỳ người bạn đồng hành nào, cảm giác thật đáng tiếc. Nếu không đặt nó lên xe đẩy của tôi còn có thể kiên trì được. Trần Minh nói, chú Trần, chú thật sự là người tốt. Tôn Vũ Hàng có chút hứa hẹn quay đầu lại, nhưng nhìn thoáng qua nói không cần. Trần Minh hai người lộ vẻ khác biệt, nhưng còn chưa đợi bọn họ mở miệng, chỉ thấy người trung niên kia kịch liệt ho khan, phun ra từng đoàn máu u tươi, dưới làn da của ông, giống như có thứ gì đó đang ở trong bò, lập tức cả người co giật, lại mơ hồ muốn từ trên mặt đất đứng lên. Người đàn ông này chỉ tắm rửa trên biển, ngày hôm sau đã biến thành quái vật khủng bố,
chỉ vì trong nước biển có rất nhiều ký sinh trùng biến dị. Lúc này người trung niên đã ký sinh lên thân thể cứng ngắc của hắn cùng với tư thái vặn vẹo của hắn đứng lên, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, dưới da mặt của hắn nhu động càng thêm kịch liệt. Giống như có thứ gì đó kêu lên muốn ra, nghe răng rắc một tiếng, da người trung niên nổ tung, bên trong có mấy con sâu hưng phấn bò ra, người trung niên phát ra tiếng gào thét. Hoàn toàn bị ký sinh trùng khống chế không cứu được, Hứa Y một miệng nói không cứu được, sau đó tay cầm đao rơi xuống đầu người trung niên thi thể ngã xuống đất. Đi thôi, đợi lát nữa tổ chức nghỉ ngơi liền đuổi theo. Xử lý xong chuyện này, Hứa Y thu hồi thanh đao, mọi người thần sắc ảm đạm gật đầu, mặc dù trong đội ngũ không ngừng có người chết. Nhưng người còn sống dù sao cũng phải tiếp tục đi về phía trước, nhưng ngay sau khi bọn họ muốn hành động đến cực điểm bỗng nhiên truyền đến mấy chục đạo khí tức cường đại. Thành viên tổ chức Hắc Hạt đã đuổi theo đến nơi, muốn đi các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải lưu lại. Tráng hán đầu chọc lãnh hanh nói, đám người Trần Minh thấy thế nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị chiến đấu. Vài tên nhân viên nhao nhao rút binh khí ra, Hứa Y bởi vì ánh mắt nhìn nói Trần Minh mang theo người sống sót cùng vật tư đi trước, chúng tôi ngăn cản bọn họ, Trần Minh gật đầu đáp ứng. Nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trình Hứa Y, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Bởi vì một đường đi tới ác chiến ngay cả thân thể Trình Hứa Y hẳn là cũng sắp đến cực hạn, ngươi cẩn thận một chút, Trần Minh nói xong liền chuẩn bị rời đi. Như đối diện một số thành viên Hắc Hạt đương nhiên không thể để cho bọn họ mang đi vật tư, vài tên thổ hệ thức tỉnh năng lượng hội tụ, hai tay chống xuống mặt đất, vô số đất mạnh mẽ mà lên, ngăn cản tất cả các đường lui của bọn họ. Mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tôn Tiểu Cường thấy thế một quyền đánh về phía trước, khí kình mãnh liệt cuồn cuộn, trực tiếp đem Thổ Cường chấn thành phan cơ. Cùng lúc đó đại chiến vừa xảy ra, những người thức tỉnh và các thành viên Hắc Hạt đứng cùng một chỗ, các loại năng lượng bay múa, Hứa Y vẫn mạnh mẽ như cũ. Trong lúc trường đao vung lên lôi quang lóe lên, chặt đứt mấy đạo thổ cường, thẳng đến thẳng dẫn đầu đại hán đầu chọc xông tới giác hành giả số 001 sao. Cho ta thấy thực lực của ngươi, đại hán ngoài miệng cười đến thân thể nhưng cũng không dám khinh thường, bùn đất dưới chân tụ tập trên người. Trong nháy mắt hình thành một bức khải giáp đất, trong nháy mắt, đồng thời vung trọng quyền đánh về phía trước, Hứa Y vừa nâng đao liền chạm. Nhưng áo giáp đất của đại hán quá dày, lưỡi đao không vào được 3 phần, bị kẹt ở trong đó. Ngược lại Trình Hứa Y bị chấn lui hơn 10 thành viên, vậy cũng không phải như vậy sao? Loại vũ khí cấp bậc này căn bản không phá vỡ được phòng ngự của ta, đại hán khí tràn ngập khinh miệt, Hứa Y một lần nữa không nói nhảm. Trực tiếp đem lưỡi đao thon dài dán lên vết thương ở cánh tay trái, hơn nữa năng lượng thúc dục từng đạo điện hồ nhảy ra. Lực lượng lôi điện nhảy ra, lực lượng lôi điện mang đến cho hắn đau đớn cực lớn, thậm chí thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Mỗi tế bào đều trở nên hoạt động hưng phấn, đau đớn chí mạng phát động. Cam kết 10.000 bước vòng tay không ngừng nhảy lên. Giá trị thống khổ 13%, 18%, 25%, 30% sẽ không có người thật sự cảm thấy, tất cả đều dùng để chém người. Khí tức cường tước ngưng tụ không ngừng tăng lên. Hứa Y một phi thân xông lên Taekwondo đánh về phía đại hán. Tốc độ đã nhanh đến cực hạn, đại hán căn bản không kịp phản ứng. Ngực nặng nề trúng một quyền. Trên người sơn nặng, thân thể như diều đứt dây. Thẳng đến khi bay ra mấy chục mét, đại hán đầu chọc kịch liệt ho khan một ngụm máu già phun ra. Cảm giác nửa người đều mất đi ý thức, cơ hồ sắp mất đi sức chiến đấu, nhưng không kịp thở dốc, mắt thấy một thân ảnh Hứa Y lại một lần nữa đánh về phía mình. Một thành viên Hắc Hạt thấy thế vội vàng dùng ra năng lực thức tỉnh binh khí, phất tay, trong lúc đó đầy trời nước đóng băng, hình thành mấy đạo binh cường ngăn cản trước mặt Trình Hứa Y. Tầm nhìn của Thừa Hứa Y bị che khuất nhưng không ngừng giơ tay lên một trường liền đem băng mạnh chấn động. Nhưng vào lúc này bên tai đột nhiên có tiếng phá gió vang lên, một thanh chủy thủ hợp kim chạy thẳng tới lan can từ huyệt thái dương. Chớt một thanh niên mặt mũi tránh vạn hạc đạo, cũng không biết năng lực thức tỉnh của hắn lại có thể lặng yên không một tiếng động ẩn núp bên cạnh Trình Hứa Y, nhưng cảm giác đau đớn mãnh liệt trên thân thể làm cho Trình Hứa Y đặc biệt nhạy cảm. Hắn giơ tay lên chắn ngang, chỉ nghe một tiếng tay mũi lạnh lẽo xuyên qua cánh tay, máu tươi ấm áp vang lên trên khuôn mặt trắng nõn, vòng tay Trình Hứa Y lại nhảy lên, thống khổ 35%. Làm cho trên mặt tái nhợt của hắn sinh ra một tia điên cuồng, trực tiếp quay đầu một quyền đem thanh niên kia đầu nhập chấn nát. Kim Hà sụp đổ. Bởi vì kích thích đau đớn, có thể hoạt động tế bào tiềm ẩn, khả năng chữa bệnh cũng tăng lên theo, cánh tay vừa bị đâm thủng. Mắt thường có thể thấy được nhanh chóng kết vảy, xa xa một đám thành viên Hắc Hạt nhìn mà kinh hồn bạt liệt, ám thám không hổ là nơi trú ẩn. Thực lực giác hành giả số 001 không rõ, gặp mạnh thì mạnh, mọi người cẩn thận đừng để hắn tịnh thân từ xa giữ lại là tốt rồi. Xem hắn có thể kiên trì đến khi nào, đại hán đầu chọc bố trí chiến thuật, nhanh chóng tìm được điểm yếu của đối thủ. Là những thành viên đen xung quanh đáp ứng một tiếng, nhao nhao dùng ra năng lực thức tỉnh, hỏa cầu binh đuổi theo đều ném về phía Trình Hứa Y, các loại năng lượng không ngừng nổ tung xung quanh Trình Hứa Y. Mắt thấy Trình Hứa Y sắp không chịu nổi, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng màu trắng, ta nhàn nhã đi tới,
không chỉ nhìn lướt qua mọi người còn rất náo nhiệt sao? Có một thành viên Hắc Hạt mặt sẹo lập tức chú ý tới thanh kiếm của ta không phải là người của trận doanh của mình, vậy mà thần sắc nhàn nhã ở đó xem náo nhiệt. Cảm thấy rất khó chịu, Mã Đức cho lão tử tử đao tám liên tiếp tay trần đoàn đao chém thẳng tới ta, ta không nhúc nhích, hồng mang trong mắt chợt lóe. Đao tám liên tiếp đấu loạn định hình, hơn nữa vẻ mặt trở nên tinh hãn, sau đó phanh một tiếng nổ tung hóa thành một đoàn huyết vũ phiêu tán. Những người xung quanh này lộ ra vẻ kinh hãi, đây là năng lực quá mạnh. Ánh mắt cơ trí của Tôn Tiểu Cường nhìn thấy tôi, nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm Đồng, lúc này cậu đến. Tôi đồng ý khi sinh ở nhà nghỉ ngơi nghe một tiểu đệ báo cáo chính là ở bên ngoài lãnh địa có nhân loại đánh nhau làm ra động tĩnh không nhỏ. Trong lòng tôi đoán chừng rất có thể là Trình Hứa Y tới, vì thế liền tới xem. May mắn kịp thì ánh mắt tôi nhìn qua, phát hiện người trú ẩn đều sắc mặt tái nhợt, có rất nhiều thân thể đã cạn kiệt. Lúc này Trịnh cắn răng cố gắng chống đỡ chiến đấu. Ngay cả Trình Hứa Y cũng rất chật vật, ngoại trừ khuôn mặt tinh xảo kia những bộ phận còn lại nhìn qua không khác gì zombie. Các ngươi chạy nạn. Cậu muốn nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Tôn Tiểu Cường gật gật đầu, mặc dù là đi nhận vật tư, nhưng từ thành phố Tân Hải một đường đến đây cũng sắp thành người tị nạn rồi. Hứa Y Mỹ mưu vọng tới. Ngươi đến nghênh đón ta đi. Sau đó hắn giơ tay chỉ vào đại hán đầu chọc, mọi người nặc phí qua đường. Tôi gật đầu phát hiện thật đúng là không ít trách không ít, chẳng qua còn phải trích đen một ít. Các thành viên nhíu mày, trong lòng kỳ quái ai đây, có thể là nơi trú ẩn đến trợ giúp đi, liền tới một người sao. Đại hán đầu chọc hừ lạnh một tiếng cũng không quan tâm, Trình Hứa Y đã là người thức tỉnh mạnh nhất nơi trú ẩn. Tiếp viện còn có thể mạnh đến mức nào, giết hắn, cho ta. Các thành viên xung quanh nghe vậy cứng rắn nói, bọn họ phần lớn đều là thành phố Tân Hải đến, đối với ta căn bản không hiểu, vì thế mọi người như mãnh hổ bán đứng ta. Đại chiến tiếp tục, sắc mặt ta bình tĩnh, sự tình muốn nhanh chóng triển khai. Khi sắp tới bốn người bao phủ, biểu tình dữ tợn của bọn họ trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, thân thể bị tụ lực đè ép, xương cốt lạch cạch. Ta trong nháy mắt lóe lên trên người, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện, thuận thế quét tới bọn họ. Trực tiếp tới bốn liên tiếp chạm, sau khi khí tức kim hà vỡ ra thu hồi kim hà, bước chân ta không ngừng mang theo trường đao tiếp tục đi về phía đại hán đầu chọc. Đám người đại hán đầu chọc trợn to hai mắt, đã ý thức được có gì đó không đúng, vừa rồi nhìn động tác và thủ pháp giết người của ta thật sự quá thành thạo. Chuyện này tuyệt đối không ít, mà những người thức tỉnh nơi trú ẩn phần lớn cùng mất đi liền dễ bị chiến đấu, giết người không có khả năng chuyên nghiệp như vậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đại hán đầu chọc biểu tình hoảng sợ hỏi. Ta ngẩng mí mắt nhìn xuống, đừng lo lắng, ta tới thu phí qua đường. Hơn nữa bọn họ kinh hãi phát hiện bất kể là mưa hay máu trước đó từng giọt cũng không rơi xuống người tôi, vừa tới gần đã bị một cỗ lực lượng khó hiểu nâng lên. Trong lòng cảm giác mười phần quỷ dị, theo bước chân của ta tới gần đám người đầu chọc càng thêm bất an. Lão đại, người này hình như không phải là người sao? Một vị tinh thần quyết đoán người hành trình, ngài không đến cái gì? Đại hán đầu chọc lạnh lòng nửa đoạn, trong lòng đã mơ hồ đoán được cái gì. Mã Đức Giang Bắc rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ sư vương còn có thể trợ giúp nhân loại nơi trú ẩn? Điều này làm đảo lộn nhận thức của đại hán đầu chọc, cảm giác thành phố Giang Bắc quá nguy hiểm, chính mình phải nhanh chóng trở về Tân Hải. Ánh mắt trượt xuống nhanh chóng suy nghĩ đối sách, vừa rồi bị một quyền Hứa Y, bây giờ thực lực giảm mạnh, nếu tiếp tục chiến đấu, cơ hội sinh tồn phi thường xa vời. Ngẫu nhiên hắn giận dữ gào thét, các huynh đệ cùng bọn họ liều mạng. Những người xung quanh gật đầu thật mạnh, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt. Nhưng sau khi đại hán đầu chọc nói xong, thân hình mình lại lặng lẽ lui về phía sau, lập tức chuẩn bị chạy trốn. Đồng thời bên cạnh hắn có mấy kẻ sợ chết, bước chân cũng đang lùi về phía sau. Mấy người này còn ăn ý liếc nhau. Đại hán đầu chọc lập tức tức giận quát, mấy người các ngươi vì sao không lên, không phải cũng không lên sao? Một người đàn ông bán hàng hỏi ngược lại. Nhưng đại hán đầu chọc thanh thú một tiếng che giấu xấu hổ, đừng lên tiếng, chúng ta lặng lẽ đi. Bọn họ đại khái có 5-6 người, thân hình trái phải lui về phía sau, mà người xung phong phía trước rất nhanh nghênh đón ác mộng. Bóng dáng bọn họ xông về phía ta, tựa như một con bướm đêm nhào về phía máy gặt liệt hỏa hoa thịnh mà tình cảm, trong tay một con đao dài liền thu hoạch một cái mạng. Mấy mũi đao liền muốn giết sạch thành viên tổ chức Hắc Hạt. Ai không đúng a, đây là rốt cục có người nhận ra cái gì, ra sức quay đầu nhìn lại. Phát hiện đại hán đầu chọc cùng mấy người đang lui về phía sau, mẹ nó đang bị đùa giỡn, đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Theo trường đao của ta hạ xuống liền mất đi ý thức, mẹ nó nhanh như vậy sẽ bị giết xong, chúng ta có phải chạy nhanh. Một người lui về phía sau, một người lùi về phía sau nói, chạy cái gì chạy. Đại hán đầu chọc nhíu mày nhìn, cũng không nghĩ tới thủ hạ của mình lại chết nhanh như vậy, cũng không cho mình kéo dài quá lâu, chạy bây giờ đi. Dứt lời hắn là người đầu tiên xoay người chạy nhanh hơn thỏ. Mấy người bên cạnh ngươi thầm mắng, sau khi phản ứng lại cũng nhanh chóng chạy trốn. Bây giờ không nhất định phải chạy nhanh hơn đồng đội, nhưng nhất định phải chạy nhanh hơn đồng đội.
mắt tôi thấy Phí Đường Bộ muốn chạy trốn, bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tôn Tiểu Cường cùng Hứa Y cùng nhau lập tức phi thân đuổi theo chúng ta một đường, hiện tại muốn chạy có phải là quá muộn hay không? Mà đám người đại hán đầu chọc cũng thông minh, cũng không cùng nhau chạy, mà là phân tán khắp nơi, chạy về phía một khu rừng nhỏ, không ai đuổi theo mình. Đại hán đầu chọc cân nhắc, bởi vì nhớ tới truy sát chỉ có 3 người, mà mình chạy trốn có 6 người chứng tỏ có 3 người có xác suất lớn có thể sống sót, hy vọng mình là người may mắn. Một đại hán đầu chọc chạy trốn quay đầu nhìn lại, nhất thời trên mặt có chút kinh hỉ, bởi vì phía sau quả thật trống rỗng cũng không có nửa bóng người, ai hắc hắc, theo bản năng cười ra tiếng. Tốc độ chạy trốn chậm lại vài phần, cho ngươi cười cái gì, bỗng nhiên thanh âm từ tính của ta từ phía trước truyền đến. Đầu chọc vội vàng quay đầu trở lại, lúc này nhìn thấy một thân ảnh thon dài, trong mắt hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi khi nào tới. Thân hình ta cũng không nói nhảm nữa, thân hình chợt lóe lên trước người hắn, một con đao dài trong tay lại thu hoạch một con sông vàng. Sau khi ta thu hồi thân hình lại biến mất, chờ lần sau tôi xuất hiện, vỏ cây như khô héo nứt ra, rêu xanh, nhìn như chỉ là một cây đại thụ bình thường trong rừng cây ngụy trang sao. Trước đây tôi đã gặp qua một lần, tôi vừa dứt lời, cây đại thụ trước mắt lại run rẩy một chút, sau đó một đôi mắt hoảng sợ mở ra. Hiển nhiên người này là người thức tỉnh sáng mắt, tinh thông thuật ngụy trang, nhưng không ngờ trước mặt ta giống như hư thiết, trường đao trong tay ta chém ngang. Chỉ nghe phốc một tiếng kéo thân cây chảy máu, căn cứ vào thi thể con người từ trong mềm xuống, ta đem thi thể thu hồi lại quay đầu nhìn về hướng khác, nhận ra có chút cổ quái. Không đúng, trong rừng cây này có thứ gì đó khác, bên kia Tôn Tiểu Cường cũng đang đuổi theo một người thức tỉnh tốc độ, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, em gái cậu là chó sao? Có thể đuổi theo thanh niên xuyên qua rừng, trong lòng tức giận mắng bệnh chết không ăn quay đầu lại nhìn, nhưng đột nhiên hắn chỉ cảm thấy bụng lạnh lẽo. Bị móng vuốt xương trắng đóng băng xuyên qua thanh niên không thể tưởng tượng nổi, giống như con rối quay đầu từng chút một lại phát hiện một cái miệng khủng bố da bọc xương xuất hiện trước mặt mình. Trong tận thế người không có trí thông minh đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Người bình thường trông thấy tang thi đều sẽ dọa cho phát sợ. Nhưng Tôn Tiểu Cường trông thấy Bạch Cốt Sư Vương không chỉ có không sợ, ngược lại bay người lên trước một quyền đánh tới. Bạch Cốt Sư Vương cũng không tránh né, cả hai ngạnh kháng một quyền. Lúc này Tôn Tiểu Cường cánh tay run lên, phát hiện quái vật này gầy giống như bộ xương đi động, nhưng khí lực xác thực không nhỏ. Kia Bạch Cốt Sư Vương cái mũi nhướng nhướng, phân biệt được mùi vị của Tôn Tiểu Cường. Xem ra trước đó chính là các ngươi đến địa bàn của ta Dương Oai. Thì đã sao, chỗ nào ta trả Dương Oai, địa bàn của ngươi tính là cái gì? Tôn Tiểu Cường căn bản nghĩ không ra gặp nó ở đâu. Bạch Cốt Sư Vương đầu đầy máu đen, phát hiện cái này nhân loại không dáng vẻ quá thông minh, ăn vào không biết mình có ngu theo không. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên chuyển hướng chỗ rừng sâu nhìn, cau mày tựa như cảm thấy một cỗ cường đại khí tức truyền đến, tính toán một hồi nói ta đi trước, chờ lần sau lại gặp sẽ rớt ngươi. Nói xong xương cốt phía sau cơ thể đôm đốp rung động, lại có một đôi cánh mở rộng mọc ra ra, sau đó đột ngột từ mặt đất bay thẳng đến trên bầu trời đi. Con mồi này ta mang đi, không phục có thể đến sông đối diện tìm ta. Bạch Cốt Sư Vương rất nhanh tại không trung hóa thành chấm đen nhỏ, thanh âm khàn khàn giữa khu rừng quanh quẩn. Lúc này thân ảnh của ta vừa lúc xuất hiện bên cạnh Tôn Tiểu Cường. Ta ngước mắt ngóng nhìn bầu trời phía trên, nhìn hắn một cái hỏi thứ gì đó lại còn biết bay. Tôn Tiểu Cường gãi đầu, kia là Sư Vương sông đối diện. Trách không được Tôn Tiểu Cường bừng tỉnh đại ngộ, chợt nhớ tới mình xác thực đi qua cầu trên sông. Hứa Y một thân ảnh cũng từ trong rừng sông tới. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xuất hiện một tên Sư Vương biết bay, ta vừa đụng độ với hắn. Tôn Tiểu Cường sẽ âm thanh sắc bén nói. Hứa Y liếc lên đôi mắt đẹp hướng lên trời nhìn, lần sau đem kim hà của hắn móc ra làm đền bù. Lúc này thành viên Hắc Hạt đã toàn bộ xuống gặp Diêm Vương, duy chỉ có bị Bạch Cốt Sư Vương bắt đi một tên, còn lại đều bị ta xử lý. Trong lòng ta suy nghĩ lãnh địa xung quanh có Sư Vương khác, làm chuyện gì đều không tiện, sớm muộn cũng sẽ là một cái tai họa ngầm, nhất định phải diệt bọn hắn. Lập tức chúng ta đi ra rừng cây, không có việc gì các ngươi đều trở về đi. Cáo biệt bọn Hứa Y phẩy một mạch ta trở về nhà, lấy điện thoại di động ra lật xem tình báo trên mạng. Tin mừng là chỗ tránh nạn lần lượt tiếp thu người chạy nạn sống sót, số lớn vật tư chuyển di thành công, chỗ tránh nạn vô tuyến tín hiệu đã mở tối đa hóa, tiếp thu được tín hiệu của nhân viên chạy nạn, xin mau sớm đến đây tị nạn. Quan phương chỗ tránh nạn bên trên không có gì tin tức hữu dụng, hỏi xem một chút bảng tin của công ty Tech, xem bọn hắn có gì vui. Kết quả đi lên xem xét quả nhiên rất náo nhiệt. Dòng thứ nhất thông cáo liền cực kỳ bắt mắt, là dùng màu đỏ kiểu chữ đánh dấu trọng yếu thông chi. Trải qua công ty của ta nghiên cứu, đã khai phát ra dược tề tiến hóa cho nhân loại, là phổ thông người sống sót, 24 giờ bên trong tiến hóa đến kim hà sơ kỳ. Đầu này kình bạo tin tức,
lập tức dẫn tới vô số người bình thường chú ý. Vãi nhái, thật sự có thể nghiên cứu ra. Công ty tech thật châu chóa. Làm sao mua? Ta cùng nội bộ nhân viên liên lạc qua. Nói là 3 mảnh kim hà có thể đổi một lọ. Mở kiếp 3 mảnh, cái này chẳng phải là chơi khó nhau sao? Không thể không cảm thán công ty tech biết làm ăn. Một dược tề tiến hóa não đan kỳ có thể liền đổi 3 kim hà. Quả nhiên khoa học kỹ thuật mới có thể phát tài. Nhưng cái tin tức này với ta mà nói cũng không phải là xấu. Về sau khắp nơi trên đất là kim hà. Hôm qua công ty của ta bắt được một con ngan bối cự nguyên, thể trọng cao tới 5 tấn. Vô luận là dùng tới làm đồ ăn vẫn là làm nghiên cứu khoa học, đều có tác dụng to lớn. Ngoài ra công ty chúng tôi nghiên cứu chế tạo người cải tạo đời thứ hai đã đưa vào sử dụng, có thể bảo đảm an toàn cho người sống sót. Những người sống sót chạy nạn ở thành phố Tân Hải hoan nghênh các người đến công ty tôi tị nạn. Hiển nhiên mấy thông báo này đơn giản là vì trận cuối cùng, để thu hút người ở thành phố Tân Hải chạy trốn. Phỏng chừng lại là vì làm thí nghiệm sống. Ta trước kia nghe người công ty Tech nói qua, người cải tạo đời thứ hai là dùng giác tỉnh giả cải tạo mà thành, có thể chuyển di hoặc ghép lại năng lực thức tỉnh. Nói cách khác, người cải tạo đời thứ hai có năng lực thức tỉnh, khả năng không chỉ một loại, thực lực vượt xa đời thứ nhất. Lúc ấy ta còn rất hiếu kỳ, dạng này người cải tạo trên thân sẽ có mấy khỏa kim hà. Xem ra là thời điểm xác minh một chút. Ta rất nhanh nhớ tới, nhất thời cho phép lấy phát huy được tác dụng. Thế là từ trên ghế salon đứng lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một khu vực bên cạnh, Nhĩ Chiêu Phong đang đứng trên đường phố, thông báo cho mấy tên Kim Thụy tiểu đệ. Gần nhất Giang Bắc là không yên ổn, xâm nhập không ít biến dị thú, còn có nhân loại giác tỉnh giả bốn phía tán loạn. Chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Yên tâm lão đại, ta đã rất cẩn thận. Bên cạnh tiểu đệ liên tục gật đầu. Hôm nay gặp phải một nhóm nhân loại tại lãnh địa chúng ta đi dạo, ta đều không có xuất thủ. Ngươi mợ nó kia là cẩn thận sao? Ngươi kia là ngu ngốc. Nhĩ Chiêu Phong có chút nổi nóng. Có nhân loại xông tới đều thờ ơ, còn nói như vậy đường hoàng. Tiểu đệ mặt lộ vẻ xấu hổ. Đại ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Về sau vô luận người nào đến chỗ chúng ta, đều phải thanh trừ không cho ra ngoài. Thề sống chết bảo vệ lãnh địa. Chiêu Phong Nhĩ cũng đang giáo huấn tiểu đệ của mình. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, ta liền xuất hiện tại phía sau hắn. Tiểu đệ đối diện Chiêu Phong Nhĩ sau khi nhìn thấy, lúc này thân thể khẽ động. Chiêu Phong Nhĩ cũng phát giác được không đúng, vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu ánh mắt của ta. Lúc này dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Tên sát thần này đến đây lúc nào? Chẳng lẽ là đến rớt mình? Nhưng ta chậm rãi mở miệng, ta tới tìm ngươi làm ít chuyện. Làm việc thật tốt. Ta yêu nhất làm việc. Chiêu Phong Nhĩ liên tục đáp ứng. Không giết mình là được. Gần đây ở người công ty tích chạy toán loạn, ngươi có thể tìm được bọn chúng không? Vậy cái kia nhưng rất có thể. Chiêu Phong Nhĩ gà con mê mẩn gật đầu. Năng lực thức tỉnh của hắn, năng lực siêu cấp thính giác làm cái khác không được, tìm người ngược lại rất dễ. Ta thấy thế rất hài lòng. Ngươi đem bọn hắn tìm ra là được. Không thành vấn đề. Chiêu Phong Nhĩ mắt thấp xoay chuyển. Đại ca, ta được chỗ tốt gì không? Ta mỉm cười, có chỗ tốt. Tìm được không rớt ngươi. Chiêu Phong Nhĩ không nói gì, lập tức bắt đầu tìm kiếm nhân loại. Tôi cũng rất tò mò muốn xem hắn sử dụng năng lực thức tỉnh như thế nào. Thấy Chiêu Phong Nhĩ dán tai xuống đất, đem mông chổng lên cao, siêu thính lực phát động trong chốc lát. Tất cả âm thanh rất nhỏ đều truyền vào tai hắn. Thính lực nhanh chóng phát tán ra bốn phía, khoảng cách mấy km đều thu vào, giống như tìm được ở bên này. Tai Chiêu Phong Nhĩ vẫn dán sát mặt đất, hai chân đong đưa về phía trước giống như máy hút bụi, khiến tôi sửng sốt, đây là một tài sản lớn. Tôi đuổi theo bước chân của HA. Khoảng 20 phút sau, trên đường phố xa xa truyền đến một tiếng mãnh thú gào thét. Vỡ vụn cả thủy tinh gần đó là một con hổ trắng biến dị, toàn thân trắng nõn, có vết loang đen, nhìn qua cực kỳ khí phách. Nhưng lúc này cự hổ có chút chật vật, dường như đang chạy trốn. Trên bộ lông màu trắng, khắp nơi đều là vết thương có dấu vết đao kiếm chém. Bạch hổ ở trên đường phố chính là tiểu đội săn thú của công ty Tech. Tổng cộng 4 người cộng thêm một người cải tạo đời thứ hai. Người cải tạo cùng nhân loại bình thường hình thể tương tự, ánh mắt cũng không linh động, hiển nhiên là đang bị điều khiển. Mà ta và Chiêu Phong Nhĩ đang trốn sau một chiếc xe phế liệu, nhìn tiểu đội săn thú của bọn họ. Đang thấy bạch hổ muốn chạy trốn cũng không vội vàng, ngược lại vừa nói vừa cười. Một bên cải tạo ánh mắt nhìn chăm chú, đang tính toán quỹ tích chạy trốn của con mồi. Hắn cao phát động, đem tay giơ lên, chuẩn xác phán ra lộ tuyến chạy trốn của bạch hổ. Mấy cây binh dài 5-6 mét đuổi theo bạch hổ đâm xuyên qua thân thể hổ. Con hổ gầm lên một tiếng, mất đi năng lực hành động. Hắc hắc bắt được thanh niên cầm đầu, vẻ mặt đắc ý. Chúng ta vận may không tệ, vậy mà tìm được một con hổ biến dị. Hunter thế hệ thứ hai này quả nhiên rất mạnh a. Năng lực tính toán khủng bố cộng thêm dị năng thức tỉnh.
mỗi lần phóng thích đều chính xác không sai, so với chúng ta có thể mạnh hơn nhiều. Đa tạ khích lệ, ngươi cũng không tệ. Người cải tạo phát ra âm thanh máy móc. Chương trình trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể cùng nhân loại đối thoại, bởi vì đời thứ hai săn đuổi người vừa đưa vào sử dụng, trước mắt xem như giai đoạn thí nghiệm. Các ngươi nói, trí tuệ nhân tạo trưởng thành tiếp có thể hay không thay thế nhân loại? Một vị mập lùn thanh niên hỏi. Ta cảm thấy rất có thể. Tại trong tổng bộ, liền xuất hiện qua trí tuệ nhân tạo lừa gạt nhân viên nghiên cứu khoa học, muốn đạt được càng nhiều quyền hạn án lệ. Chung quanh mấy người nghe được dùng mình, cảm thấy tại cái này tận thế bên trong, cuối cùng xưng bá thế giới chưa chắc là nhân loại, tang thi biến dị thú, còn có thể là trí tuệ nhân tạo. Mấy người vừa nói vừa cười cười, bên kia một cô gái áo trắng đi tới, nhưng theo chậm rãi tới gần, tên nữ hài kia bỗng nhiên lông mày nhướng lên, tựa như cảm giác được cái gì. Đội trưởng phụ cận có tang thi ở bên kia, nữ hài tay liền chỉ. Bằng thực lực của hắn đương nhiên cảm giác không đến, lúc này phát giác được chính là Chiêu Phong Nhĩ. Mấy người nghe vậy đồng thời hướng cỗ xe phế liệu. Nguy rồi đại ca, chúng ta bị nhân loại phát hiện, Chiêu Phong Nhĩ nói. Nhưng quay đầu nhìn lại, phát hiện được thân ảnh ta đều sớm biến mất không thấy. Mở kiếp, Chiêu Phong Nhĩ thầm mắng một tiếng, lập tức có chút hoảng. Lúc này người cải tạo ánh mắt nhìn về phía hắn, quét hình bên trong tiến hóa đẳng cấp B cấp, dự đoán sức chiến đấu cấp 5. Nguyên lai là một con tang thi cặn bạ. Thanh niên nghe thấy âm thanh máy móc, thở dài một hơi, lập tức đánh mất sức chiến đấu, còn không bằng biến 150, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Được thôi, coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh niên liền muốn phát động công kích, Chiêu Phong Nhĩ càng thêm bối rối. Các huynh đệ mau tới hỗ trợ. Theo ra lệnh một tiếng, sau lưng trong bóng tối truyền đến trận trận tiếng gào thét. Đúng là hắn, những cái kia tinh nhuệ tiểu đệ. Từng trương gương mặt kinh khủng từ trong bóng tối thoát ra, nhưng quay đầu thanh niên vẫn như cũ không hoảng hốt. Cho dù bị loại này tang thi vây công, không có cường đại sư vương cũng có thể phá vây ra ngoài. Chuẩn bị chiến đấu, thanh niên nói, quanh thân năng lượng táo động. Chờ một chút, bỗng nhiên nữ hài kia lại nhíu mày, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, để cô lâm vào vô cùng bất an. Phụ cận còn có thứ gì đó? Ba nam nhân thấy cô không giống nói đùa, nhao nhao ngưng thần đề phòng. Nữ hài cắn chặt hàm răng, cố gắng cảm giác đây hết thảy. Khi con nói được nửa câu, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, nửa chữ đều không phun ra được. Ta đã hiện ngay phía sau cô ta, đem kim hà móc ra. Ngươi đoán đúng, ban thưởng ngươi tử vong, ta mở miệng nói ra. Nữ hài thi thể liền đổ xuống. Ba tên thanh niên thấy thế hít một ngụm khí lạnh, vô ý thức lui lại mấy bước. Áo sơ mi trắng, anh tuấn tướng mạo. Cái này sẽ không phải là trong lòng bọn họ ẩn ẩn đoán được cái gì. Hắn làm sao lại xuất hiện tại đây? Thanh niên răng đều đang run cầm cập. Trước mắt cái này sư vương, quả thực là ác mộng của công ty Tech. Thanh niên cầm đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh người cải tạo. Bây giờ đây là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, chỉ có thể hy sinh người cải tạo đến ngăn chặn sư vương. Mình còn có một tia cơ hội chạy trốn. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, lúc này người cải tạo đang theo dõi ta, quét hình bên trong. Tịnh hóa đẳng cấp S, sức chiến đấu tối đa, kho số liệu không đủ, không cách nào tính toán. Mô phỏng chiến đấu 1.000.000 lần toàn bộ thất bại, nên mục tiêu không cách nào chiến thắng. Khởi động tự vệ kế hoạch chạy trốn. Người cải tạo máy móc bởi vì nói xong sau đó quay người trốn luôn. Tốc độ cực nhanh. Còn lại ba người mặt u ám nhìn nhau. Cái này tình huống như thế nào? Chính hắn trước chạy ra, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy đi. Chạy! Thanh niên lớn tiếng hét to, quay người liền muốn chuồn đi. Nhưng lại tại một khắc này, ba thân thể người đã bị thi ngục bao phủ. Sắc bén trường đao xuyên qua thủ cấp bọn hắn, ba khỏa kim hà bắn bay ra. Ta phất tay liền mang thi thể và kim hà cùng một chỗ thu vào. Sau đó thân ảnh biến mất cũng không biết đi đâu. Cái này đây chính là sức chiến đấu thực lực mắc sao? Chiêu Phong Nhĩ đôi mắt sợ hãi thán phục, đều đã thấy choáng. Sau đó chạy đến trên đường phố, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi vẩy xuống không ít vết máu. Hắn ngồi xổm trên mặt đất dùng ngón tay dính, trực tiếp nhét vào bên trong miệng. Đừng lãng phí, đừng lãng phí. Người cải tạo tới lúc gấp rút trốn mau vọt lấy. Tại đầu óc của hắn bên trong, đã tính toán ra tốt nhất đường chạy trốn. Hai chân đột nhiên nhảy lên, nhảy đến trên nhà cao tầng. Từ mái nhà chạy trốn, xác suất thành công gia tăng 22.759%. Hắn không ngừng tính toán, nhưng vừa tới mái nhà không có chạy hai bước, phía trước hắc ám bên trong liền xuất hiện thân ảnh thon dài, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Về 0%, người cải tạo đứng tại chỗ. Tình huống trước mắt không có số liệu căn bản là không có cách tính toán. Phát động công kích thử nghiệm, trong lòng hai bàn tay hắn lại tản mát ra hơi thở nóng rực. Hai đoàn hỏa cầu bắt đầu ngưng tụ. Tôi thấy thế hiểu được người cải tạo này cấy ghép hai loại năng lực thức tỉnh. Trước đây là hệ băng, bây giờ là hỏa hệ.
tục xưng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hai đoàn hỏa cầu đột nhiên ném về phía ta mà đến. Lộ trình công kích chính xác không sai, nhưng là đối ta không có tác dụng gì. Ta căn bản không cần trốn tránh. Sư vương lĩnh vực triển khai đem hỏa cầu kia bắn ra, đồng thời thân hình lấp lóe đi vào người cải tạo trước mặt. Bình thường người cải tạo không có cảm xúc sợ hãi, cho dù lâm vào tuyệt cảnh vẫn như cũ có thể bảo trì chiến đấu. Phía trước băng xương ngưng kết, trong nháy mắt hình thành bức tường, đem ta chặn đường ở bên ngoài. Nhưng là một thanh trường đao từ tường băng bên trong đê giam tới, trượt xuống dưới chạm, chặt đứt tường băng đồng thời cũng đem người cải tạo đầu lâu vạch phá. Hai con ngươi trong nháy mắt ảm đạm, nhưng trên thân ghi chép linh kiện vẫn như cũ làm việc. Chiến đấu thất bại, chiến đấu số liệu truyền vào đám mây kho số liệu tắt máy. Tất cả trí tuệ nhân tạo đều dùng chung một cái kho số liệu. Như về sau cái khác người cải tạo gặp được như thế tình huống, liền có thể rút ra số liệu tiến hành phân tích, cũng liền tương đương với tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, trí tuệ nhân tạo tốc độ tiến bộ rất khủng bố, cùng loại một cái chủ não thao túng rất đa phần thân, mỗi một cái đều học tập. Sau khi mở ra thân thể cải tạo, phát hiện có rất nhiều bộ phận kim loại tinh lực, hơn nữa quả thật có hai kim hà là băng hệ và hỏa hệ, nhưng vị trí khảm không phải là đầu, mà là ở hai bên ngực. Ta đem thi thể cùng kim hà thu vào trong túi, sau đó trở về đường phố trước đó, xử lý con mãnh hổ biến dị trọng thương kia. Lão đại đã trở về à? Chiêu Phong Nhĩ vội vàng chào hỏi, một bộ dáng nịnh nọt, theo người cải tạo bỏ mình. Vây khốn mãnh hổ băng chùy bây giờ đã toàn bộ tiêu tán, nhưng mãnh hổ vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất thoi thóp. Sinh mệnh khí tức chính phi tốc trôi qua, ô trong miệng nó phát ra tiếng nghẹn ngào. Gặp ta đi tới, hai con ngươi tỏa ra ánh sáng, trong mắt lại có một tia cảm kích. Bạch hổ là tại cảm tạ ta giết chết những cái kia đáng hận nhân loại. Mình có thể chết. Đôi mắt ta đánh giá, phát hiện con hổ này còn rất có linh tính. Hiển nhiên tư chất không tệ. Chết đi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Ngược lại là có thể cân nhắc thu nhận nó. Về sau tuyệt đối lại là một trợ lực. Thế là ta chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ móng tay vạch phá ngón cái. Một giọt mới đỏ máu tươi nhỏ xuống. Màu sư vương vừa vặn rơi vào vết thương của nó. Lão hổ phảng phất bị liệt diễm nóng rực thiêu đốt, phát ra một tiếng gầm, máu của sư vương chảy xuôi. Gần đây trong thân thể bạch hổ bắt đầu co giật kịch liệt, xương cốt lạch cạch vang lên, hiển nhiên là biến cố điểm báo. Miệng vết thương trên người nó bắt đầu phi tốc khép lại, cơ hồ trong nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó một cái xoay người từ mặt đất đứng lên, một tiếng hung lực hổ khiếu lần nữa nổ vang bầu trời đêm. Lão hổ nguyên bản liền mang theo vương giả khí tức, bây giờ hấp thu một giọt huyết sư vương càng thêm bá đạo vô cùng. Mãnh hổ hung khí tăng thêm mấu tang thi điên cuồng bổ trợ, hình thành một cái mới giống loài tang thi mới. Tôi có thể khiến mọi người sống lại chỉ với một giọt máu, nhưng cái giá phải trả là trở thành một thây ma, chỉ vì trong máu ẩn chứa năng lượng tinh thuần của sư vương. Lúc này bạch hổ sắp chết hấp thu máu của ta, vết thương cấp tốc khép lại, xương cốt đôm đốp rung động, lại tạo thành một giống loài tang thi mới. Bởi vì lão hổ bản thân tư chất không tệ, cho nên vừa mới biến tang thi tiềm lực liền không thể đong đếm. Sau đó bạch hổ thét dài một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối ta cung kính cúi đầu xuống. Bên cạnh Chiêu Phong Nhĩ thấy thế trong lòng run sợ, lão hổ thực sự quá hung mãnh, mà lại vừa mới biến tang thi, thực lực liền so với mình cái này sư vương còn muốn mạnh hơn. Còn có thiên lý hay không, thế đạo này thật sự là càng ngày càng khó lăn lộn. Chiêu Phong Nhĩ trong lòng cảm thán, theo tận thế phát triển về sau, những con tang thi khác càng ngày càng mạnh, mình sớm muộn cũng biến thành khẩu phần lương thực của người khác. Thế là ánh mắt của hắn xiển mị nhìn về phía ta, đại ca, nếu không ngươi đem ta thu hồi đi. Thu ngươi làm gì? Đến ta lãnh địa của ta ăn rồi chờ chết sao? Ta có thể giúp ngươi tìm nhân loại a, đại ca. Chiêu Phong Nhĩ vội vàng hiện ra tự thân giá trị, ta không thu ngươi, ngươi cũng không phải giúp ta tìm sao? Chiêu Phong Nhĩ đôi mắt trừng lên, trong lúc nhất thời không biết nói gì, tình cảm mình lại bị mang ra đùa giỡn. Bất quá ta rất nhanh họa phong nhất chuyển nhìn ngươi biểu hiện đi. Nếu như có thể tìm thêm một chút nhân loại chứng minh giá trị, ta sẽ cân nhắc. Được a, cam đoan không có vấn đề. Chiêu Phong Nhĩ phảng phất như điên cuồng, hắn gật gật đầu, tìm tới nhân loại có thể đi nói cho ta. Dứt lời ta quay người rời đi. Tang thi mãnh hổ đi theo phía sau cực kỳ bá khí, cùng một chỗ biến mất trong bóng đêm. Chiêu Phong Nhĩ nhìn qua bóng lưng ta rời đi, đối tinh nhuệ các tiểu đệ ngoắc ngón tay, ta nói với các ngươi, về sau hắn chính là lão đại chúng ta rồi, các ngươi đều biểu hiện tốt một điểm, đừng làm cho ta mất mặt, vì có thể gia nhập dưới trướng của ta. Chiêu Phong Nhĩ một đêm không có nhàn rỗi, chính tích cực tìm kiếm tung tích nhân loại. Hắn đem lỗ tai dán tại mặt đất, vừa đi vừa về trượt chân lấy hành tẩu một lần lại. Một lần toàn bộ đường đi đều sắp bị hắn lau sạch sẽ.
lão đại tìm được không? Không có a. Chiêu Phong Nhĩ đứng dậy ba lặp cái lỗ tai lớn. Thành khu nhân loại bên trong thực sự quá hy hữu. Ta cảm thấy hẳn là đi biên giới thành thị tìm xem. Chiêu Phong Nhĩ trong lòng phân tích. Tốt nhất là phương hướng Tân Hải Thành. Nơi đó bị nước biển bao phủ. Đại khái nhân loại phía đi tới thành Giang Bắc. Hắn nói làm liền làm. Thế là bàn giao cho tiểu đệ nói ta ra ngoài quan sát. Các ngươi cố gắng giữ nhà. Xảy ra chuyện hướng địa bàn của đại ca ta chạy. Lập tức Chiêu Phong Nhĩ lại đem lỗ tai áp vào mặt đất. Một đường tìm kiếm tiến lên. Trái nghe một chút lại nghe một chút. Sau đó không lâu liền nghe được cuồn cuộn nước sông chảy xuôi âm thanh. Trong lúc bất chi bất giác hắn đã đi tới bờ sông. Cũng nghe được thùng thùng tiếng bước chân đang đến gần. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái khôi ngô thân ảnh. Hắc hắc thản khắc ca là ta. Chiêu Phong Nhĩ lập tức trả lời. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Xe tăng biết hắn nhân vật như vậy. Đánh giá hắn ngươi sao lại chạy đến đây. Không phải không phải. Ta đây là nhìn ngài tuần tra quá cực khổ. Suy nghĩ đến giúp hỗ trợ. Chiêu Phong Nhĩ con mắt thấp quay tít. Tiểu tử ngươi được à. Xe tăng ôm lấy bả vai đối với cái này biểu thị rất đồng ý. Chiêu Phong Nhĩ tiếp tục trả lời. Tiểu đệ chính là cảm thấy. Thủ hạ ngũ đại sư vương dưới trướng lão đại. Liền ngài cực khổ nhất. Nếu không có ngài trông coi khu vực này liền không ổn. Ân không sai không sai. Ngươi còn hiểu rất rõ ta. Xe tăng nghe xong gật gù. Vậy ta đương nhiên hiểu. Chủ yếu thản khắc ca thực lực cũng là mạnh nhất à. Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Ta đối với ngài kính ngưỡng giống như cái này nước sông cuồn cuộn. Liên biên bất tuyệt. Bằng trí thông minh xe tăng. Rất nhanh liền bị Chiêu Phong Nhĩ lừa dối không phân biệt được. Không bao lâu sau. Cái này hai sư vương liền bắt đầu kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ. Nhĩ đệ, về sau có cái gì cần hỗ trợ cứ nói với ta. Mà đổi thành một bên. Công ty tech một người đang lo lắng. Người phụ trách Diệp Kiểm ngồi ở văn phòng. Khổ cái mặt mo đường tăng kia. Vừa xuống máy bay liền bị tang thi xử lý. Người thức tỉnh đời thứ hai mới tạo ra. Tối hôm qua cũng bỏ mình một cái. Mấu chốt là, công ty thông chi tổ chức Long Quốc khu vực hội nghị cấp cao. Tiến hành báo cáo công việc. Mình còn không phải bị các chi nhánh trưởng khác. Chê cười chớt sao. Mắt nhìn thời gian. Hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp Kiểm đành phải kiên trì tham dự. Công ty Tech tiến hành hội nghị kiểu online. Thông qua nguyên vũ trụ tiến hành. Theo VR thiết bị khởi động. Trước mắt hắn lại một lần nữa khôi phục tầm mắt. Đã xuất hiện tại một tòa giả lập phòng hội nghị. Tại bàn hội nghị chủ vị. Là một người trung niên mặc Âu phục đi giày da. Hắn là tổng phụ trách của công ty Tech địa khu Long Quốc. Vương Vinh người đều đến đông đủ đi. Vương Vinh ánh mắt liếc nhìn một vòng. Mời mỗi các chi nhánh báo cáo một chút thông tin. Hồi báo một chút tình huống công tác. Liễu Bạch Nguyệt trước từ ngươi bắt đầu. Tốt. Chúng ta chi nhánh Linh Sơn hết thảy tiến triển thuận lợi. Trong thành phố Sư Vương đã toàn bộ bị thanh trừ hết. Cơ bản đã quản lý ổn thỏa toàn bộ thành phố. Một nữ nhân chậm rãi mà nói. Chung quanh người phụ trách nghe nói xong nhao nhao tán thưởng. Không hổ là Liễu Bạch Nguyệt. Thực lực cũng quá mạnh. Diệp Kiểm nhìn chung quanh một chút. Giữ im lặng. Vô ý thức đem vùi đầu thấp mấy phần. Theo những người khác báo cáo. Mắt thấy là phải đến phiên mình. Loại cảm giác này tựa như kiểu kiểm tra bài cũ đồng dạng. Mấu chốt mình còn chưa hoàn thành. Sau một lát, Vương Vinh ánh mắt quét qua Diệp Kiểm. Các ngươi Giang Bắc thành tình huống thế nào? Bên chúng ta vẫn như vậy. Các loại kế hoạch đang tiến hành. Diệp Kiểm bắt đầu đánh lạc hướng. Vương Vinh gật gật đầu. Kế hoạch bồi dưỡng sư vương thuận lợi không? Cái này, sư vương Giang Bắc thành xác thực rất mạnh mẽ. Nhưng là không phải chúng ta bồi dưỡng. Vương Vinh đôi mắt trừng lên. Diệp Kiểm đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương tổng con kia sư vương quá cường đại. Cơ hồ là khó giải tồn tại. Ta cũng thực sự không có cách nào nha. Diệp Kiểm vẻ mặt cầu xin. Tổng bộ gửi cho các ngươi Z-virus cùng Q-virus thì sao? Nghe được vấn đề này Diệp Kiểm càng thêm đau đầu. Liên chính hắn đều chưa thấy qua. Hai loại virus dáng dấp ra sao? Vận chuyển trên đường bị tang thi cướp mất. Vương Vinh cảm thấy quả thực là thiên phương dạ đàm. Virus không phải đường tăng kia vận chuyển qua sao? Nhưng hắn vừa mới xuống máy bay liền mạng không còn. Vương Vinh lập tức rất im lặng. Cả tòa giả lập phòng họp đều yên lặng lại. Diệp Kiểm biểu thị rất bất đắc dĩ. Bên cạnh một vị người phụ trách hoài nghi hỏi lão Diệp, hai loại virus đều bị mất sao? Ngươi sẽ không cùng sư vương thông đồng phản bội công ty chứ? Làm sao có thể? Ta đối công ty thế nhưng là rất trung thành. Diệp Kiểm thanh minh nói. Liễu Bạch Nguyệt suy tư một lát, ta tin tưởng Diệp Kiểm. Hắn hẳn là không nói dối. Đám người nhìn về phía hắn, trong lòng một trận hiếu kỳ. Đều biết hai người từ trước đến nay không hợp. Còn giúp Diệp Kiểm nói chuyện. Nhưng rất nhanh Liễu Bạch Nguyệt nói tiếp đi. Hắn chính là đơn thuần năng lực không được. Diệp Kiểm mày nhăn lại, quả nhiên miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Cái này thật không trách ta. Con kia sư vương thật quá mạnh. Hắn có được quỷ dị năng lực.
thực lực chí ít tại cấp 1 trở lên, không phải chúng ta có thể chống lại. Ha ha, nếu như ta phái ra 4 tên giác tỉnh giả, cộng thêm một người cải tạo tam hệ dị năng, ta còn không tin không bắt được con sư vương kia. Liễu Bạch Nguyệt hừ lạnh chất vấn. Diệp Kiểm nhếch miệng, ta cảm thấy vẫn là phái người khác đến. Tốt nhất đừng trêu chọc con sư vương kia, chờ công ty chúng ta phát triển mạnh hơn, tìm cơ hội thích hợp xử lý hắn. Diệp Kiểm, đây còn là ngươi nữa không? Chúng ta cộng đồng vì công ty hiệu lực, hẳn là đoàn kết hợp tác, hiện tại cũng không phải thời điểm sĩ diện. Vương Vinh khuyên. Liễu Bạch Nguyệt khóe miệng hơi vểnh, Vương tổng ngài yên tâm, chỗ hắn không xử lý được ta liền đến xử lý, hắn giết không được sư vương, vậy thì do ta đến rớt. Được thôi, vậy trước tiên quyết định như vậy, không có chuyện gì khác tan họp. Một bên khác tại biên giới lãnh địa của ta, Chiêu Phong Nhĩ còn đang tìm kiếm lấy nhân loại. Hắn đem lỗ tai dán tại mặt đất, dọc theo bờ sông di chuyển. Có lẽ là nước sông lưu động âm thanh quấy nhiễu, khó mà xác định thanh âm nơi phát ra. Xe tăng chờ Tam Vương đi theo phía sau hắn đi dạo. Tiểu Bát ánh mắt dò xét tìm không thấy sao. Xem ra hắn không có giá trị gì, không bằng trực tiếp rớt đi. Thế nào không có giá trị? Cái này không đem xoa rất sạch sẽ sao? Xe tăng ngu ngơ nói. Chiêu Phong Nhĩ đầu toàn đất bụi, trong lòng thầm mắng các ngươi không biết thông cảm à. Ta cẩn trọng tìm nhân loại lại bị xem như cây lau nhà. Nhưng lúc này lỗ tai hắn có chút giật giật, doanh doanh bắt được một chút âm thanh trò chuyện của nhân loại. Chiêu Phong Nhĩ vội vàng ngẩng đầu, nói đối diện có nhân loại. Xe tăng nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy đối diện có nhân loại rất tốt, dạng này mình đã không có thất trách. Chiêu Phong Nhĩ cũng hoàn thành nhiệm vụ, đúng là vẹn toàn đôi bên. Nhưng Tiểu Bát nghĩ nghĩ, đối diện chúng ta cũng không qua được à, nếu không ta lại qua đem bọn hắn bắt trở lại. Xe tăng ánh mắt ngóng nhìn, quên đi thôi, ngươi cũng đừng cho lão đại thêm phiền toái. Chiêu Phong Nhĩ mặc kệ nhiều như vậy, thường nói một hơi, chức trách của mình chính là tìm tới nhân loại, về phần làm sao mang về, coi như không có quan hệ gì với mình. Nhưng đây là nhất định phải hướng lão đại báo cáo, hiển lộ rõ ràng giá trị của mình. Ta lúc này chính là đang nghỉ ngơi trong nhà, không bao lâu liền thu được báo cáo của tiểu đệ, nói là khu bên kia sông có nhân loại. Mới đầu ta cũng không có ý định quản, nếu như chỉ là phổ thông người sống sót, chỉ có thể cho tiểu đệ làm lương thực ý nghĩa không lớn. Nhưng suy tư một lát sau, chợt nhớ tới sự kiện lần trước thu phí qua đường thời điểm, bị Bạch Cốt sư vương bên kia sông chơi một phố. Càng nghĩ càng giận, coi như đem đồ ăn ném tới trong nước cho cá ăn, cũng không thể rơi vào đối diện bên kia sông. Thế là ta đứng người lên, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Đứng như Tiểu Bát suy đoán, sông đối diện vùng bỏ hoang bên trên, xác thực có nhân ẩn núp chừng 20 mấy người. Dẫn đầu mấy cái đều là thành viên của Tân Hải Thành. Bọn hắn bắt lấy hơn 10 tên chạy nạn sống sót, đuổi tới Giang Bắc Thành, nhưng cũng chưa đi đến nhập lãnh địa của ta, mà là đi vào sông đối diện. Trong đó có cái tiêu thụ trung niên, chính ngồi xổm trên mặt đất dùng tay đào đất, không bao lâu liền đào ra củ khoai tây to bằng nắm đấm. Khoai tây đã hơi hư thối, mấy cái màu trắng côn trùng ở phía trên nhúc nhích, nhưng trung niên nhân không chỉ có không ngại, ngược lại rất vui vẻ. Lòng bàn tay một đạo hỏa diễm thoát ra, hỏa diễm nóng rực đem khoai tây cùng côn trùng hết thảy nướng chín, thêm đồ ăn. Trung niên nhân cắn một cái xuống dưới cảm thấy thơm ngọt, xem ra Giang Bắc là coi như không tệ, còn chưa có vào thành liền tìm được đồ ăn, xác thực rất tốt. Chính là không biết trong thành tang thi phân bố như thế nào. Mãnh không mạnh mẽ cái củ tỏi mũi nam nhân nói. Quản hắn mạnh với không mạnh, chúng ta đào thêm một chút khoai tây, tìm một chỗ trốn đi liền tốt. Mục đích của bọn hắn là mang theo những người sống sót kia, đem bọn hắn nuôi nhốt, thành lập cái nhỏ cứ điểm. Qua mấy ngày thổ hoàng đế sinh hoạt các ngươi chớ có biếng nhác, nắm chặt đào cho ta. Nếu như không đào được khoai tây, liền đem các ngươi xem như đồ ăn. Trung niên nhân quay đầu quát lớn. Tốt, Ngô ca. Mấy tên người sống sót tiến vào đảo. Ngô ca, chúng ta tốt nhất trước lúc trời tối, tìm một chỗ trốn đi. Ban đêm mỏ cũng có thể không quá an toàn, tính đầu đừng đề nghị đến. Ngô ca ngẩng đầu quan sát trời, mắt thấy mặt trời đã nhanh xuống núi. Đi thôi vào thành, nếu như đồ ăn không đủ, ngày mai lại đến đảo. Đương nhiên bọn hắn tuyệt đối không dám đi trong thành, chỉ có thể ở bên ngoài biên giới du tẩu. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp bắt đầu di chuyển. Chỉ là ai cũng không biết, tại bọn hắn vừa đi không bao lâu, liền có đạo thon dài thân ảnh hiển hiện. Ta nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, 5 cái giác tỉnh giả, 2 cái kim hà kỳ, 3 cái não đơn kỳ, cảm giác xác thực không có ý gì, bất quá có thể coi như mùi nhử. Qua khảo nghiệm sông cầu khu tang thi thực lực, đương nhiên thi thể nhất định phải lấy đi, không thể lưu cho bọn chúng. Trong nháy mắt màn đêm buông xuống, đám tang thi bắt đầu hoạt động. Ngô ca cùng cả đám thật đúng là tìm tới cái đặt chân, là một tầng hàm của tiệm quần áo.
bọn hắn đem cửa vào phong kín, đen nhánh bên trong châm một ngọn nến. Trước mắt điều kiện là kém một chút, về sau từ từ phát triển đi. Ngô Ca dự định đem nơi này làm cứ điểm, chờ trời sáng về sau lại đi tìm kiếm vật tư. Sau đó ánh mắt quét nhìn nơi hẻo lánh, nhìn chằm chằm những người sống sót bên trong, đã tạm thời an định lại. Có phải là nên tìm chút vui đùa không? Hắc hắc, ta cũng đang có ý này. Tính ra đầu hèn mọn cười một tiếng. Khi thấy ánh mắt của bọn chúng, những người sống sót kia run lẩy bẩy, tận lực cúi thấp đầu xuống, hy vọng mình không bị chú ý đến. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở phòng hầm bên ngoài cửa truyền đến một tiếng mèo kêu, giống như tiếng trẻ con khóc. Tiếng kêu giữa đêm tối làm người ta sợ hãi. Ngô Ca lập tức cảnh giác. Thanh âm gì? Tiếng mèo kêu củ tỏi mũi mày nhăn lại. Nhưng tại tận thế bên trong tại sao có thể có mèo? Chẳng lẽ là biến dị thú? Lúc này lại một tiếng mèo kêu truyền đến. Tại lờ mờ hoàn cảnh bên trong càng phát ra rõ ràng, chạy giống như càng ngày càng gần. Ngô Ca hai người lông mày càng nhăn càng sâu, cảm thấy có cần phải đi ra xem một chút, như thật có nguy hiểm gì. Nhanh chóng xử lý giải quyết hậu hoạn, Ngô Ca ánh mắt nhìn về phía một nam một nữ hai chàng Lý Diễm. Hai người đi ra xem một chút, chuyện nguy hiểm như vậy đương nhiên không thể tự mình kiểm tra, nhất định phải tìm hai cái pháo hôi. Hai tráng cùng Lý Diễm thần sắc nghiêm túc, liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ chỉ là não đan kỳ giác tỉnh giả, cũng không có thức tỉnh năng lực gì. Nhưng Ngô Ca lên tiếng, hai người cũng không dám chống lại. Hai người âm thanh đáp ứng, sau đó lại chọn lựa mấy tên nâm nhân sống sót xem như kẻ chớt thay. Bọn hắn tổng cộng 6 người, thận trọng mở cửa phòng, đưa đầu hướng ra phía ngoài xem xét. Cái này cái gì cũng không có. Đoán chừng là ở bên ngoài bởi vì lối ra phong kín, trước đó nội bộ đều loại bỏ qua, không có những sinh vật khác. Hai tráng nhìn về phía 4 tên người sống sót đi ra xem một chút. Các ngươi đi trước. 4 người một bộ biểu lộ sợ hãi, thế nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể kiên trì đi thẳng về phía trước. Cũng may trải qua hành lang rất thuận lợi, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Bọn hắn thông qua thang lầu đi vào trước một cánh cửa sắt lớn. Nhị ca bên ngoài không có động tĩnh, nếu không chúng ta trở về đi, liền nói cái gì cũng không có. Lý Diễm ra hiệu tất cả rút lui. Hai tráng nghĩ nghĩ, tựa hồ dạng này cũng tốt. Bây giờ loại tình huống này có thể không đi ra tận lực không đi ra. Nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên một tiếng mèo kêu truyền đến, tựa như cùng mọi người chỉ cách một cánh cửa. Em gái ngươi, hai tráng thầm mắng một tiếng, toàn thân lông tơ đều nổ, xem ra không thể trở về đi. Hai tráng hít sâu một hơi, ngừng thở nhẹ nhàng mở cửa khóa, đem đại môn chậm chạp hướng ra phía ngoài đẩy đi. Hai tráng đầu tiên là xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, phát hiện bên ngoài rỗng tuếch, cũng không giống trong tưởng tượng như thế, xuất hiện cái gì kinh khủng sự vật. Thế là thở ra một hơi, lập tức hắn đem cửa triệt để đẩy ra. Bên ngoài xác thực cái gì cũng không có, liền chỉ tang thi cũng không thấy. Ánh mắt mọi người quét nhìn, phát hiện thùng rác bên đường bên trên nằm sấp một con mèo, hình thể mập mạp. Thật đúng là mèo a. Hai tráng triệt để yên lòng, thật sự là tự mình dọa mình. Trong lòng lo lắng cũng buông ra, chúng ta có nên bắt nó không? Cải thiện một chút cơm nước. Hai tráng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó phân phó 4 tên người sống sót vây quanh con mèo, để tránh nó chạy trốn. Mình thì từng bước một hướng con mèo đi đến, nhưng con mèo chờ khoảng cách đại khái 5-6 mét sau, miệng bên trong bỗng nhiên meo hú lên quái dị, nhảy xuống thùng rác hướng nơi xa chạy thục mạng. Mai phục tại xung quanh người sống sót vội vàng dàn hàng chặn lại, nhưng con mèo dù béo ú, vừa vặn lại lách qua dưới hông chạy mất. Phế vật, hai tráng không khỏi thầm mắng một tiếng đuổi theo cho ta. Lập tức bọn chúng vội vàng hướng mèo béo đuổi theo. Không bao lâu mấy người liền biến mất ở bên trong bóng tối. Việc này ta liền ở tại chỗ quan sát, đồng thời đã cảm giác được hồn phụ thể khống chế mèo phía sau màn hắc thủ sắp xuất hiện. Trong lòng phi thường tò mò đến cùng sẽ là cái thứ gì. Đồng thời còn có hai đạo khí tức cường đại đang đến gần, cũng đều là sư vương cấp bậc, mà cấp độ đều không thấp. Hiện tại khu sông cầu có 2 tên sư vương, theo thứ tự là mặt mèo cùng bạch cốt. Con thứ 3 còn không biết là cái gì, bất quá khẳng định là giết chóc sắp bắt đầu. Một lát sau, hai tráng đám người đã đuổi theo ra cách xa 100 mét, nhưng bọn hắn tốc độ cuối cùng không đuổi kịp mèo béo, lúc này đã mất đi mục tiêu. Dừng lại, chúng ta không thể tiếp tục đuổi, phía trước khả năng gặp nguy hiểm. Hai tráng ngưng thần nhìn về nơi xa, ẩn ẩn nhìn thấy đường phố xa xa bên trên rất nhiều tang thi đang lảng vãng. Những người sống sót liên tục gật đầu, rốt cục có thể trở về. Nhưng lại tại thời điểm bọn hắn thở phào, Lý Diễm bỗng nhiên nhìn qua vùng ngoại thành, tựa như thấy được đồ vật cực kỳ khủng bố, toàn thân đều run rẩy lên. Nhị nhị ca, ngươi nhìn đỉnh tòa nhà kia. Hai tráng thuận theo Lý Diễm phương hướng nhìn, phát hiện đỉnh chóp lầu cao có một cái lão bà đang đứng đó, nó lại một nửa người nửa mèo,
nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhưng càng làm cho người ta sợ hãi chính là, lúc này Nhân Miêu lại đang quỳ gối, chắp tay trước ngực đối một vầng minh nguyệt phía chân trời cúng bái, lộ ra cực độ thành kính, nhìn qua thần thánh vô cùng. Cái này giống như một loại nghi thức cổ xưa linh miêu bái nguyệt. Có ai đã nghe nói qua mặt mèo lão thái thái chưa? Trên đầu của nó mọc ra một nửa mặt người cùng một nửa mặt mèo. Càng quỷ dị chính là, nó sẽ tại dưới ánh trăng sáng vào ban đêm quỳ gối trên mái nhà, chắp tay trước ngực đối minh nguyệt cúng bái, tựa như đang tiến hành một cái nghi thức cổ xưa. Linh miêu bái nguyệt, lúc này thấy hình ảnh một lão thái thái mặt mèo quỳ lạy mặt trăng, nhị tráng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ nổ dựng đứng. Đây là một con quỷ sư, nhưng là bốn tên người sống sót kia, phảng phất không nghe thấy hắn đồng dạng, ngây ngốc đứng tại chỗ. Meo, tại bên trong miệng một người bỗng nhiên có âm thanh mèo kêu ai oán. Sau đó bốn người đôi mắt đều biến thành mắt mèo. Vãi nhái, nhị tráng thầm than toàn đụng phải cái kỳ gì à. Tiểu quai quai đừng chạy, nơi này có đồ ăn ngon. Trong đó một thanh niên miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn, cũng lộ ra khuôn mặt tà ác tươi cười. Nhị tráng bên trong kinh hãi vô cùng, hắn không quan tâm quay người như vịt con liền trốn. Mà một bên Lý Diễm đã từ lâu bị dọa sợ, lúc này nhịn không được phát ra tiếng khóc nức nở. Nhị ca, ngươi chờ ta một chút. Hai người bắt đầu cấp tốc chạy trốn, nhưng là những tên người sống sót bị phụ thể sau đó phảng phất dùng tốc độ của mèo chạy rất nhanh, giữa hai bên khoảng cách lại càng ngày càng gần. Lý Diễm, ngươi chạy nhanh lên, nhị tráng lo lắng hét to. Lý Diễm liên tục gật đầu, nhưng cô ta hàm răng khẽ cắn, đột nhiên phất tay một quyền trùng điệp đánh vào trên mặt hai tráng. Nhị ca thật xin lỗi, ta thật không muốn chết. Nhị tráng bị giáng đòn nặng nề, nguyên bản đang chạy trốn thân thể trọng tâm liền bất ổn, lúc này lệch sang một bên mới ngã xuống đất. Ngay tại một khắc ngắn ngủi, hậu phương bốn người đã đuổi theo, lập tức bổ nhào vào trên người hắn, tựa như con mèo dùng móng vuốt cùng răng cắn xé, trong nháy mắt bổ ra từng mảnh. Mãnh liệt cảm giác đau truyền đến, ánh mắt của hắn ngóng nhìn nữ nhân phía trước thân ảnh đang chạy trốn, nâng lên một cái tay hướng cái hướng kia chụp tới, nhưng rất nhanh tay của hắn liền bất lực rủ xuống. Nguy rồi, xảy ra chuyện, chúng ta phải rời đi nơi này. Ngô Ca đứng tại cửa phòng dưới đất miệng hướng ra phía ngoài nhìn lại, hắn đã phát giác được không khí quỷ quái, cảm thấy sự tình không thích hợp. Tinh Đầu cũng gật gật đầu, cũng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Ngô Ca, những cái kia người sống sót làm sao bây giờ? Đến lúc nào rồi? Còn quản bọn họ, đi nhanh lên. Ngô Ca quả quyết cũng muốn lấy, vừa vặn có thể đem những cái kia người sống sót lưu lại làm mồi nhử, giúp mình chia sẻ một chút nguy hiểm. Làm ra quyết định sau đó, hai người lập tức rời đi. Nhưng là trên mái nhà mặt mèo lão thái, sớm đã phát giác được nhân loại khí tức, thả người nhảy lên, nhảy đến một chỗ khác lầu cao, hướng hai người đào vong phương hướng đuổi theo. Đồng thời, còn có hai sư vương tại xuất hiện ở góc đường, chính là Bạch Cốt gần cầu sông cùng vị thứ ba sư vương. Vị thứ ba sư vương là một cái nữ tính, nó tứ chi tinh tế, bụng lại phình ra, tựa như tùy thời đều muốn bị trướng phá đồng dạng. Đồng thời có cái thi âm hình dáng, tại trên da như ẩn như hiện. Cô ta là tại thời điểm sắp sinh, bị lây nhiễm thành zombie. Như thế hình tượng nhìn qua phi thường khủng bố, nhiều như vậy con mồi, cũng không thể đều bị lão thái bà kia bắt đi. Bạch Cốt khóe miệng cử động, bây giờ tại thành khu nhân loại bên trong thế nhưng là vật chủng hiếm có. Những sư vương này cũng có tư tâm, ai cũng suy nghĩ nhiều ăn chút mỹ thực, tốt. Bên cạnh quỷ ưng sư vương phát ra âm đo đo thanh âm, vậy liền chơi trò chơi xem con mồi thuộc về ai. Ha ha, không có vấn đề. Nói đi, Bạch Cốt bối sau lưng rung động, một đôi cánh mọc ra, vỗ cánh triển khai đột ngột từ mặt đất bay lên, trực tiếp biến mất ở trong màn đêm. Quỷ ưng sư vương cũng không hoảng, ánh mắt đánh giá chung quanh, bắt đầu tìm kiếm con mồi. Một bên khác, Lý Diễm còn đang liều mạng chạy trốn. Cô ta vừa chạy vừa khóc, trong lòng triệt để tuyệt vọng, bởi vì những cái kia người sống sót bị mèo phụ thể, tiễn nhị tráng xong liền lại hướng mình đuổi theo. Trong bóng tối, bốn đạo kinh khủng thân ảnh càng ngày càng gần. Lý Diễm nội tâm vô cùng nóng nảy, mãnh liệt sợ hãi tăng thêm kịch liệt tiêu hao thể lực, để cô ta tiếp cận sụp đổ. Nhưng vào lúc này, phía trước mờ tối ẩn ẩn xuất hiện đến thon dài thân ảnh, một cỗ ánh trăng chiếu xuống trên mặt của ta, lộ ra anh tuấn vô cùng. Ta không nhìn lầm đi, Lý Diễm lắc lắc đầu, cho là mình bắt đầu xuất hiện ảo giác. Kia bốn tên bị hồn mèo phụ thể người sống sót, trông thấy ta sau, vẫn như cũ điên cuồng, miệng bên trong phát ra tiếng meo meo quái khiếu, phảng phất xù lông lên đồng dạng hướng ta đánh tới. Ta cũng không trốn tránh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi bốn người đến bên người. Trong nháy mắt, một cây trường đao trong tay xuất hiện, vung chảm ở giữa, bốn người thủ cấp liền rơi xuống, chém rớt bốn người vẫn thấy diện quang sẹt sẹt. Mạnh như vậy, Lý Diễm con mắt chừng đến tròn trịa,
đã thấy choáng. Nhìn nhìn lại ta kia anh Tuấn khuôn mặt, cảm giác giống như cái thế anh hùng hạ phàm. Tại bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện ở trước mặt mình. Mau cứu ta, Lý Diễm khóc lóc. Nhìn qua Sở Sở làm người thương yêu. Tốt, ta đáp ứng một tiếng. Phất tay một đao chém về phía trước. Giải thoát đi, một cỗ thi thể không đầu ngã xuống đất. Lại cứu vớt một cái linh hồn sợ hãi. Ta thật đúng là một con zombie thiện lương. Đem thi thể bọn hắn thu hồi sau. Ta cất bước hướng mờ tối đi đến. Tiếp vào phía trước thi thể nhị tráng nằm trên mặt đất. Đã bị cargo rách rách dưới dưới. Có mấy con mèo đang gặm ăn huyết nhục của hắn. Ăn ngon không, thân ảnh của ta từng bước một đi vào. Những con mèo kia trông thấy ta lập tức xù lông nhe răng. Toàn thân lông xù ra. Một bộ phòng thủ tư thái. Ta gặp những này con mèo đáng yêu như thế. Trực tiếp triển khai thi ngục. Những con mèo kia sau đó bị bao phủ. Thân mèo bắt đầu đôm đốp rung động. Xương cốt đứt gãy. Trong nháy mắt toàn bộ chết đi. Ta phất tay đem nhị tráng thi thể thu hồi. Tính cả những con mèo kia. Con mèo tuy nhỏ cũng là thịt. Cùng lúc đó, tiệm bán quần áo trong tầng hầm ngầm. Một đám những người sống sót chính diện nhìn nhau. Phát hiện Ngô Ca hai người không có động tĩnh. Giống như đã đi. Kia hai tên biến thái đâu? Không biết a, vừa rồi đã đi ra đi. Bọn chúng không có ở đây. Vậy chúng ta có hay không có thể chạy trốn? Đối với người sống sót nói tới, rơi vào trong tay thành viên hắc hạt quả thực sống không bằng chết. Dưới mắt tựa hồ là cái tuyệt hảo đào tẩu cơ hội. Nhưng lại tại lúc đám người chuẩn bị ra cửa, bỗng nhiên một cái quỷ tiếu âm thanh ở phòng hầm cổng vang lên. Ai nhóm nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái phụ nữ zombie bộ dáng mang thai đứng tại cổng, tròn vo làn da phảng phất sắp phá vỡ. Đám người lần thứ nhất gặp dạng này zombie, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Quỷ thi, đây là quỷ thi nên làm cái gì? Chúng ta phải tìm một cơ hội chạy đi. Nhưng mà quỷ ưng sư vương kia đã từng bước một hướng đám người đi tới. Mọi người co lại thành một đoàn, tựa như dê đợi làm thịt. Đây là một thanh niên cái khó ló cái khôn. Hai tay của hắn đột nhiên đẩy, đem một người trung niên đẩy đi lên. Mở kiếp tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Trung niên nhân can đảm kịch liệt, nhưng rất nhanh lồng ngực mát lạnh, mãnh liệt nhói nhói cảm giác truyền nhiễm. Quỷ ưng sư vương kia móng vuốt đã đâm vào trước ngực, đem trái tim móc ra. Hắc 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 hắc, chạy mau. Cũng không biết là ai hô lên, mọi người nhất thời loạn cả một đoàn, bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Nhưng quỷ ưng sư vương kia lúc này vung lên móng vuốt, liên tục chém rớt mấy người. Nó rất hưởng thụ loại cảm giác này, phảng phất như tiến vào bên trong lồng gà bắt gà đồng dạng. Cả tòa trong tầng hầm ngầm phảng phất biến thành lò sát sinh. Lúc này quỷ ưng sư vương bắt lấy một nữ nhân, hai tay bóp lấy cổ của cô ta, lại dùng sức hướng bụng tròn tròn của mình, không muốn nữ nhân cuồng loạn thét lên. Chỉ gặp kia nâng lên trên bụng, xuất hiện tay nhỏ của hài nhi, sau đó đâm một tiếng, cái bụng vậy mà phá tan. Một đôi hài nhi vươn tay ra bắt lấy nữ hài tử, ra sức hướng sư vương trong bụng chuyển. Sau đó có ca cót két nhấm nuốt âm thanh chuyển đến. Hắc hắc, tiểu bảo bối, ăn đi. Quỷ ưng sư vương khóe miệng cười to. Nhưng tại lúc sư vương cho hài tử ăn, thật là có mấy người thừa cơ chạy đến bên ngoài cửa. Bọn hắn lòng tràn đầy hoảng sợ muốn thoát đi. Mà quỷ ưng sư vương bụng ăn nửa người sau đó, nguyên bản khe hở vỡ ra mau chóng chóng liền lại dáng vẻ như cũ. Sau đó chậm rãi xoay người, tiếp tục hướng những con mồi chạy trốn đuổi theo. Lúc này ta cũng căn cứ nhân loại khí tức đi vào, vừa lại chứng kiến một trận rớt chóc ở tầng hầm. Mặt đất ngổn ngang lộn xộn, tất cả đều là thi thể, thậm chí có cái bị ăn sạch một nửa. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, nhặt tất cả lại. Ta ngược lại thật ra không chê, phất tay đem đồ ăn hết thảy thu hồi, xử lý xong sau một lần nữa đi trở về đường đi. Phát hiện không xa bên đường còn có thi thể, đoán chừng là nhân loại trốn tới, vừa bị zombie đuổi kịp rớt chớt. Thế là ta dọc theo một đường không ngừng đi theo. Một bên khác, Ngô Ca cùng Tinh Đầu còn đang chạy trốn. Bọn hắn trong đầu kim hà, so với thi thể người sống sót phổ thông, giá trị cao 10 lần. Bọn hắn mới là mục tiêu chủ yếu sư vương truy sát. Hai người vừa chạy vừa quay đầu, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Ta thế nào cảm giác? Chúng ta giống như bị thứ gì để mắt tới. Ngô Ca người không nói đến không thể nào. Đại ca, ngươi đừng dọa ta. Tinh Đầu âm thanh khẩn trương, nhưng cũng có thể cảm giác được. Có cái gì chuyện kinh khủng sắp phát sinh. Vẫn là đi nhanh một chút đi. Nhưng tại phía trước, trên đường phố đã xuất hiện zombie du đãng. Ngửi được mùi của hai người, zombie thật giống như bị kích hoạt, trong nháy mắt trở nên cuồng loạn thẳng đến hai người xông đến. Mợ nó, Ngô Ca thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể mau chóng rớt ra ngoài. Thế là dị năng phát động, hắn đưa tay ở giữa cực nóng hỏa diễm phát ra, giống như một đạo trường long hướng đám zombie càn quét mà đi. Những cái kia zombie không bao lâu biến thành một đống cho tàn.
mà Tinh Đầu cũng cùng đám zombie chiến đấu cùng một chỗ. Hắn là lực lượng cường hóa giác tỉnh giả. Mấy quyền ở giữa đem zombie đánh bay. Còn may là chút phổ thông zombie. Tinh Đầu chú ý không thể khinh thường. Nhanh lên giải quyết bọn chúng. Đừng dẫn phát đại quy mô thi triều. Tinh Đầu gật gật đầu. Lại là một quyền một con zombie. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời tựa hồ có bóng người cực nhanh mà qua. Ánh trăng chiếu rọi hạ tại mặt đất xuất hiện to lớn bóng đen. Thứ gì? Tinh Đầu đôi mắt trừng lên. Nhưng Oka sắc mặt kinh kịch, không đã có biến dị sư vương xuất hiện. Chính là thứ này một mực tại truy tung chúng ta. Tiệt 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 tiệt. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Đạo thân ảnh kia rơi xuống, sau lưng đôi cánh răng rắc thu hồi. Trong nháy mắt thành một cái bạch cốt thanh niên. Ngô ca đây chính là sư vương sao? Hắn đẳng cấp gì? Tinh Đầu liền vội vàng hỏi. Ngô ca con mắt đi lòng vòng. Hắn đẳng cấp không cao, chỉ có cấp B. Cái kia cũng còn tốt. Tinh Đầu gật gật đầu. Có chút đánh mất hình tượng, rất đáng sợ. Nhưng đẳng cấp chưa hẳn rất cao. Thực lực mình tại B cấp trở lên. Có lòng tin giải quyết hết cái này sư vương. Để cho ta tới là được. Tinh Đầu toàn thân tụ lực. Đột nhiên hướng bạch cốt phóng đi. Nhưng bạch cốt sư vương nghiêng đầu dò xét. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Trước mắt cái này đồ ăn lại chủ động lao đến. Ai cho hắn dũng khí? Thế là vỗ tay nắm thành quả đấm. Đưa tay hướng Tinh Đầu đánh tới. Cả hai nắm đấm giống như thiết chùy va chạm. Nhưng Tinh Đầu cánh tay lúc này lại rắc rung động. Xương cốt trong nháy mắt bị chấn nát. Thân thể của hắn đến bay ra xa mấy chục thước. Kịch liệt đau đớn đã nhanh để hắn hôn mê. Không đối hắn không có khả năng chỉ có bí tịch. Tính ra đầu ý thức được cái gì. Vội vàng hướng Ngô ca nhìn lại. Nhưng hắn thừa dịp vừa rồi mình khi đối chiến. Đã hướng nơi xa bỏ chạy. Biến mất ở trong màn đêm. Hiển nhiên là bị lừa. Bạch cốt sư vương đương nhiên không thể bỏ qua Ngô ca. Đang muốn hướng đuổi theo. Nhưng lúc này, mèo lão thái liền đồng dạng nhìn chằm chằm phương hướng Ngô ca chạy trốn. Lão thái bà làm sao chỗ nào cũng là ngươi. Đây chính là con mồi ta nhìn thấy trước. Nhìn thấy trước thì làm được cái gì? Ai có thể bắt được mới là của người đó. Mèo lão thái nói xong hếch hếch cái mũi. Nhưng vào lúc này, quỷ ưng sư vương thân ảnh tại góc đường xuất hiện. Trên người nó dính đầy vết máu. Sắc mặt phấn khởi. Hiển nhiên cũng là vì Ngô ca mà đến. Vậy chúng ta liền so một lần. Nhìn xem ai có thể tranh được. Tốt ai sợ ngươi. Bạch cốt nói xong sắp dương cánh định bay đi. Nhưng một giây sau hắn nghiêm mặt, biểu lộ trở nên cổ quái. Bởi vì bạch cốt đã cảm giác được phía trước. Ngô ca khí tức hơi thở đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt bị mất mục tiêu. Mèo lão thái trên lầu thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Tựa hồ phát giác được cái gì. Ta vừa rồi săn rớt nhân loại thi thể tất cả đều không thấy. Mà lại mèo còn chớt mất mấy đứa. Quỷ ưng sư vương nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phương hướng lúc mình đến. Cái mũi nhướng nhướng, cảm giác trên đường phố mùi máu tươi xác thực trở thành nhạt rất nhiều. Con mồi săn rớt cũng toàn bộ biến mất. Quỷ âm sư nhíu mày nói. Tam vương trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút. Nguyên bản bị con mồi giết chết vậy mà trống không tan biến mất. Chuyện này tại thế giới tận thế cũng lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hẳn là có đồ vật gì ẩn núp tiến đến. Bạch cốt sư vương rất nhanh ý thức được vấn đề. Tam vương ánh mắt nhìn chăm chú. Nhìn về phía không có dễ không hiểu biến mất phương hướng. Trong lòng ẩn ẩn có loại bất tường cảm giác. Diệp Phong gào thét mà qua. Tại phía trước trên đường phố, lại có một đạo thon dài thân ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng tuyến. Bạch cốt sư vương nhíu mày. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn này, trắng nõn áo sơ mi đã đem ta nhận biết. Lại là hắn. Tam vương không nghĩ tới. Lại là đối diện sư vương ẩn núp tiến đến. Mặc dù Tam vương tàn bạo cuồng lực, nhưng giờ phút này cũng không thể không cẩn thận. Một bộ dáng như lâm đại địch. Nơi này chính là lãnh địa chúng ta. Hắn cũng không dám làm loạn. Quỷ ưng sư vương hướng sau lưng quan sát, hàng vạn zombie đang đi đến, kia tuyệt không phải một người có thể ngăn cản, cho nên trong lòng vẫn là có chút niềm tin. Nhưng ta thần sắc hờ hững, căn bản không sợ, ngược lại bước chân từng bước một hướng Tam vương đi đến. Hắn muốn làm gì? Bạch cốt sư vương vô ý thức lui lại nửa bước, nhưng hoa ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ gặp trong mắt ta hồng mang lấp lóe, kinh khủng thi ngục trong nháy mắt triển khai, một cỗ không có gì sánh kịp áp lực càn quét mà đi. Tam vương thấy mặc dù ta vẫn chỉ đứng một chỗ, nhưng sau lưng giống như có một cái biển máu cuồn cuộn, để cho người ta ngạt thở. Mau tránh đi, bạch cốt sư vương bạo phát cấp tốc lui lại. Quỷ ứng cùng mặt mèo lão bà. Hai sư vương đồng dạng đi theo hắn tránh né hướng về sau chạy xa, trọn vẹn lui gần 100 mét xa. Nhưng là để tam vương không nghĩ tới chính là, ta cũng lại không truy đuổi bọn chúng. Ngược lại dừng ở bên cạnh thi thể Tinh Đầu, vẫy tay một cái đem thu vào. Ta nói một câu không cho các ngươi lưu liền không cho các ngươi lưu. Bạch cốt sư vương ánh mắt rối loạn, một trận cảm giác nhục nhã xông lên đầu.
người ta chỉ là thu cái thi thể. Thế mà đem mình dọa lùi xa như vậy. Mà lúc này, toàn bộ thành thị đường đi cũng bắt đầu run rẩy. Vô số zombie hội tụ, hình thành quy mô không nhỏ thi triều, đã chạy tới nơi này. Ta dò xét một vòng, cảm thấy mình cần phải đi, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Đi thôi, lần sau lại tiêu diệt các ngươi. Nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ chờ ta tới nhé. Thây ma lòng ham hư vinh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vì tranh đoạt Giang Bắc đệ nhất sư vương danh hảo, tứ đại sư vương thế mà liên hợp lại tiến đánh ta. Bọn hắn tụ tập 10 vạn chúng thi xào ngo ngoe muốn động, nhưng ta cũng không cam chịu yếu thế. Đem tiểu đệ dưới tay tất cả đều tụ tập lại, số lượng rất nhanh tiếp cận 3 vạn. Muốn khai chiến còn phải tìm thêm đồng minh a. Ta cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Hứa Y. Một tin nhắn, cùng mấy cô gái quân nhân trước đó. Bây giờ thây ma ở hai khu vực lớn đã tụ tập, mà Nhật Chi Thành triệt để láo động. Liên liên công ty Tech cũng bị kinh động theo. Vô số phi hành khí ở trên không phi hành quan sát tình huống. Diệp Kiểm đang trong phòng làm việc, nhìn màn hình lớn trước mắt, truyền về cảnh tượng phía trên. Vãi nhái, zombie nhiều như thế. Đây tuyệt đối là lần zombie tụ tập nhiều nhất từ tận thế cho đến nay. Hai đại sư vương muốn khai chiến, Diệp Kiểm không khỏi tính toán. Cái nào sư vương chiến thắng sẽ đối với mình có lợi, nhưng trái lo phải nghĩ phát hiện vô luận ai thắng, chính mình cũng rất nguy hiểm. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, sau đó mình thừa cơ xử lý những cái kia sư vương. Xem ra cần phải thỉnh cầu một chút chi viện. Dừng lại suy nghĩ kỹ, hiện tại cũng không phải thời điểm sĩ diện, là bấm điện thoại cho đối thủ một mất một còn Liễu Bạch Nguyệt. Diệp Kiểm đem sự tình hai đại thi xào sắp khai chiến đơn giản tự thuật một lần. Liễu Bạch Nguyệt tịnh không để ý, thi xào ở giữa chiến đấu là chuyện thường xảy ra, loại sự tình này ta thường xuyên xử lý, chỉ cần tìm cơ hội đem sư vương ám sát liền được rồi, sau đó chúng ta lại bồi dưỡng sư vương thay thế, rất nhanh liền có thể trưởng khống lấy cục diện. Thế nhưng là tên sư vương không tầm thường, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đáp ứng. Diệp Kiểm mở miệng nhắc nhở. Ha ha, có lẽ đối với ngươi mà nói cái nào sư vương đều không tầm thường. Liễu Bạch Nguyệt không quên thừa cơ trào phúng một câu. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền phái người tới. Lúc này ở chỗ bờ sông, mấy vạn chúng thi xào đã tụ tập hoàn tất. Từng đạo kinh khủng thân ảnh tiếng gào thét không ngừng. Nhưng trừ bỏ những này zombie bên ngoài, ở phía xa trên một tảng đá lớn còn chiếm lấy vài nhân loại. Chính là ngoại viện ta mời tới. Hứa Y cùng Tôn Tiểu Cường cùng Lưu Vân, Triệu Mỹ Linh đẳng binh hí giác tỉnh giả tại sông đối diện. Vô số zombie đã đi tới cây cầu lớn bên trên sông, hiển nhiên sắp vượt biên giới. Dẫn đầu chính là Bạch Cốt Sư Vương, trận chiến này hắn làm tiên phong. Mà Kiều một bên khác liền xe tăng, tiểu bát, tiến sĩ cùng đông đảo tinh nhuệ zombie. Hai bên đang đối mặt nhau qua cầu, đại chiến hết sức căng thẳng. Tớt theo Bạch Cốt quát lên một tiếng lớn, zombie sau người phảng phất trong nháy mắt bị kích hoạt, cười nhạo chạy như bay. Dày đặc zombie phô thiên cái địa lao đến, gặp đối diện khí thế hùng hổ, xe tăng cũng là không e ngại, quay đầu hỏi tiến sĩ, cái kia Bạch Cốt đầu zombie đẳng cấp gì? Tiến sĩ hồi đáp khoảng 10, xe tăng cả người bỗng nhiên nhảy lên, quả nhiên đẳng cấp không cao bằng mình. Xe tăng một tiếng bạo giống, như một đầu man ngưu đối diện phóng đi, tiểu bát thì là quỷ tiếu một tiếng, thân hình trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Hậu phương bên trong cây cầu zombie cũng bắt đầu cuồng bạo, hai phe thi chiều bắt đầu xông tới đối phương. Xe tăng cùng Bạch Cốt trước hết nhất gặp nhau, hai thân thể đụng vào nhau tựa như núi nhỏ va chạm. Bạch Cốt thân hình mặc dù gầy yếu, nhưng lại giống cái đinh đồng dạng đóng ở trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Ngược lại đem xe tăng đánh lui lại 10 mét. Cứng như vậy xe tăng da dày thịt béo đạo cũng không có việc gì. Vung lên cực đại nắm đấm lần nữa hướng tới tấn công. Mà còn đám zombie còn lại cũng tại lúc này gặp nhau. Bọn hắn liên tiếp đem đối thủ bổ nhào cắn xé. Lúc này huyết nhục văng tung tóe. Tiểu bát lại lần nữa hòa vào chiến trường như đang đi gặt. Mỗi lần xuất hiện đều cắt rơi thủ cấp một đám. Từng cái zombie thi thể không đứt rời rơi xuống dưới cầu, tựa như là rắc hạt nêm. Mà lúc này một cái cao lớn thần bí thân ảnh đang đứng tại cách đó không xa quan sát. Chính là đứng đầu tứ đại sư vương tại bên kia cầu, Hồng Nham Sư Vương. Hắn thân cao chừng 2 mét, toàn thân làn da đều là màu nâu đỏ, tựa như nham thạch cứng rắn khảm nạm ở trên người. Hồng Nham Sư Vương trầm ngâm một lúc có vẻ như ổn. Đối diện sư vương không cường đại như tưởng tượng, là lão đại. Chúng ta về số lượng chiếm ưu thế. Quỷ Ưng Sư Vương ở một bên giữ tợn nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng chấn thiên hổ khiếu truyền đến, phủ lên tất cả ồn ào. Một con cao lớn uy mãnh bạch hổ xuất hiện. Nó vung chảo ở giữa liền có thể đập nát mấy nhánh cây. Há miệng lớn cắn về phía zombie, liền giống như nhai củ cải. Mới vừa xuất hiện như vào nơi không có zombie, chung quanh liền hình thành một mảnh khu vực chân không. Hồng Nham nhướng mày. Con hổ này từ đâu ra?
mà lúc này còn có vô số dây leo leo cứng như thép lao đến, sau đó như trường xà, cấp tốc trói tại từng con zombie, đem bọn chúng treo lên. Cả tòa cầu lớn lập tức biến thành một cái giá treo khổng lồ, hiển nhiên là chậu hoa xuất thủ. Sự tình giống như có chút không thích hợp à. Hồng Nham chân mày nhíu sâu hơn, đôi này mặt lại là thực vật lại là động vật. Bạch Cốt bị đánh đang lần lượt rút lui, thấy bọn họ sắp xông về lãnh địa của mình, động thủ đi. Cái khác ba vị sư vương cũng gia nhập chiến đoàn, theo rớt chóc tiếp tục. Cả tòa cầu trên sông khắp nơi đều là thi thể, nước sông đều nhuộm thành màu cà chua. Nhưng tiểu đệ của ta nhóm rõ ràng càng mạnh, trải qua vọt tới cầu 2/3 chỗ. Bên cạnh ngoại nhân viên Chiêu Phong Nhĩ cũng ở trong đó. Hắn mặc dù không có thuộc tính chiến đấu, bất quá thân là sư vương, cũng so với cái kia phổ thông tinh nhuệ mạnh hơn nhiều, xem như cái siêu cấp binh lính đi. Chiêu Phong Nhĩ đem zombie đối diện đánh cho liên tục bại lui, trong lòng nhất thời đắc ý nịnh bợ. Hắc hắc, Thản Khắc ca, ba người chúng ta thật mạnh. Khắc ca, ngươi tiếp tục cố lên a. Thế nhưng là nguyên bản xe tăng hung mãnh bỗng nhiên đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Khắc ca, ngươi sao thế? Ngủ gật à? Chiêu Phong Nhĩ đi đến phía sau hắn hỏi. Nhưng xe tăng bên trong miệng chợt phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi. Meo, meo. Chiêu Phong Nhĩ lông mày lập tức nhăn lại, ẩn ẩn có dự cảm không lành. Khi hắn lần nữa xem xét, phát hiện xe tăng xoay đầu lại hướng mình nhìn chằm chằm, mà lại đôi mắt nhỏ bên trong diễn nhưng biến thành một đôi mắt mèo. Sau một khắc, xe tăng nâng lên đống vật liệu lớn hướng hắn đánh qua. Chiêu Phong Nhĩ thần sắc kim hải vội vàng lui về phía sau. Bất quá lúc này tiến sĩ thân ảnh xuất hiện ở một bên, lặng lẽ nhíu mắt dò xét xe tăng. Trước đó lão đại đã sớm đã thông báo sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên để hắn quan sát một chút. Tiến sĩ lập tức tinh thần lực phát tán, đối xe tăng tới tinh thần xuyên thấu, tựa như một thanh kiếm đâm vào trong đầu. A, à, xe tăng hai tay ôm đầu phát ra tiếng mèo kêu hét thảm. Lập tức mắt mèo cũng tan đi, lại khôi phục ánh mắt nguyên bản cơ trí. A, à, ta vừa rồi thế nào? Không có việc gì, tiếp tục chiến đấu đi. Tiến sĩ cảm thấy không cần thiết cùng hắn giải thích quá nhiều, dù sao hắn cũng nghe không hiểu. Vậy được, xe tăng chính chính nhẹ gật đầu, quay người lại công kích hướng về phía trước. Khốn kiếp, tại đối diện đầu cầu mặt mèo lão thái, đôi mắt hiện lên phẫn hận chi sắc, không nghĩ tới bên đối phương có giác tỉnh giả hệ tinh thần. Bởi vì zombie tinh thần lực không bằng nhân loại, cho nên zombie thức tỉnh tinh thần hệ rất hy hữu, đối với hắn có tác dụng khắc chế. Nhưng ở chỗ trung tâm chiến trường, Hồng Nham cao lớn thân thể cực kỳ dễ thấy, quanh người hắn làn da như là nham thạch cứng rắn vô cùng. Cho dù tinh nhuệ zombie cắn được trên người hắn, răng đều bị đứt đoạn. Hồng Nham vẫy tay một cái liền đem đầu lâu đánh nát, những nơi đi qua xác chết khắp nơi. Nhưng lại tại hắn thỏa thích giết chóc thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận bàng bạc áp lực, hiển nhiên là chân chính vương giả xuất thủ. Ta một bộ trắng noãn áo sơ mi, sắc mặt hờ hững, đi tại huyết tinh trong chiến trường tựa như đi bộ nhàn nhã. Đối zombie vừa mới tới gần, thân thể liền nhao nhao bạo tủy. Đối thủ xuất hiện, Hồng Nham mặt biến sắc cẩn thận. Ta tâm niệm khẽ động ở giữa, kinh khủng lĩnh vực triển khai đến cực hạn. Một chút xe phế liệu bên cạnh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, tự động giải thể. Hồng Nham thân thể bị bao phủ lúc này chỉ có một loại cảm giác như bị núi nhỏ đè lên. Nhưng bằng hắn tập trung lực lượng cùng tăng cường thể phách, ngược lại không đến nỗi mất đi năng lực hành động. Nhưng bên người mấy tên tinh nhuệ zombie lại không được. Toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, mặt lộ vẻ thống khổ chát chát. Lực sát thương quá mạnh, nhất định phải ngăn cản hắn. Hồng Nham sư vương ánh mắt ngóng nhìn, cảm thấy ta quả thực chính là một cỗ máy xay trên chiến trường. Hắn cắn chặt hàm răng, đứng vững mạnh tước áp lực, một quyền đánh tới. Ta hoàn toàn không tránh né, vẫy tay một cái, một thanh trường đao trong tay xuất hiện, vung lên liền chạm. Chỉ nghe ông một tiếng, chói tai kim loại châm minh thanh âm vang lên. Lưỡi đao xẹt qua như chém vào nham thạch bốc lửa, thậm chí lưỡi đao bên trên đều xuất hiện mấy chỗ bị vỡ. Không có gì tốt hơn sao? Hồng Nham thấy thế đắc ý, phát hiện ta căn bản không phá được phòng ngự của mình. Dạng này a, miệng ta bên trong nói thầm lấy, lập tức duỗi ra năm ngón tay thon dài, chộp thẳng đến đầu Hồng Nham. Hồng Nham lúc này nhướng mày, có loại dự cảm bất tường, lập tức nghiêng đầu né tránh. Năm ngón tay ta cơ hồ là dán cái trán của hắn tìm tới, nguy hiểm thật. Hồng Nham thuận thế lại vung ra một quyền thẳng đến mặt của ta, nhưng lần này ta đã đem trường đao thu hồi, năm trưởng thành quyền cùng nó ngạnh kháng một kích, cả hai giống như sao trời va chạm. Cả tòa cầu lớn đều chấn động một cái, chỉ nghe cánh tay Hồng Nham truyền đến giòn vang thanh âm, giống như hòn đá vỡ vụn. Hắn toàn bộ thân thể gặp cự lực, thẳng tắp đến bay ra ngoài, trong lúc đó đâm chết nhiều zombie, lại tại trên mặt đất lăn lộn hơn 10 vòng mới ngừng lại được a. Trong lòng của hắn kinh hợi đến cực điểm,
lần thứ nhất gặp phải zombie thể phách còn mạnh hơn chính mình. Chẳng lẽ đã đột phá đến cấp S sao? Bầu trời trên đỉnh đầu, phi hành khí của công ty Tech đã quay toàn bộ quá trình, trực tiếp lấy trận chiến đấu này. Diệp Kiểm cùng một đám cao tầng, nhìn chằm chằm màn hình đang phát trực tiếp. Cái này Hồng Nham Sư Vương quá phế đi. Diệp Kiểm đập thẳng cái bàn. Mới đầu còn thật coi trọng hắn, không chừng thật có thể cùng Cao Ốc Sư Vương liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng không nghĩ tới liền người ta một quyền cũng không tiếp nổi. Mà lại Hồng Nham thủ hạ thi xào số lượng mặc dù ưu thế, nhưng không đủ tinh nhuệ. Cơ hồ là bị đơn phương nghiền ép phế vật. Thật mợ nó đúng là toàn phế vật. Xem ra vẫn là Sư Vương khu vực Cao Ốc tương đối mạnh. Mấu chốt là trước đó mình cùng hắn kết xuống không ít cừu oán. Hắn sẽ không có sau khi chiếm đoạt thi xào Hồng Nham, trực tiếp từ thi xào vọt lên công ty mình đi. Dưới mắt loại tình huống này, chỉ có thể chờ đợi Liễu Bạch Nguyệt chi viện. Hồng Nham người đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, phát hiện ta đã từng bước một đi tới. Bộ pháp ở giữa lộ ra cực đại khủng bố. Không chơi với ngươi nữa. Hồng Nham cũng định rút đi, quyết định đột phá đến S cấp về sau lại đến cùng ta đối chiến. Thế là hắn âm thầm truyền đạt một đầu chỉ lệnh. Chung quanh đám zombie tinh nhuệ nhao nhao lui về phía sau, cấp tốc rời khỏi cầu lớn. Sau đó Hồng Nham nâng lên nắm đấm một quyền đánh tới hướng mặt đất. Lực lượng lúc này đủ để mặt cầu vỡ tan. Đưa tay lại đến một quyền, trực tiếp để cầu lớn triệt để đổ sụp. Hai nhóm zombie triệt để bị tách ra, cách cầu gãy tương vọng. Giống xe tăng thấy thế rất không phục. Nguyên bản đánh đang vui, kết quả bọn hắn lại đem cầu làm gãy quá hèn hạ. Nhát gan quá hèn nhát, đỏ mắt lạnh hừ một tiếng. Cũng là không quan tâm. Dưới mắt loại tình huống này, cũng liền đối diện Sư Vương có năng lực sang sông, nhưng mất đi kinh khủng thi triều. Tới mấy cái Sư Vương cũng vô dụng, cho nên trong lòng đặc biệt có tự tin. Làm sao không phục sao? Có gan người tới a. Xe tăng thấy bộ dáng của đối phương khiêu khích ở đối diện, OHI thường nổi nóng, khí tức sôi trào. Nhưng ngay tại thời điểm Hồng Nham đắc ý, bỗng nhiên có cỗ hàn khí lan tràn mặt sông. Kết ba rung động, lại có băng xương ngưng kết. Hồng Nham sắc giật mình, vội vàng hướng nơi hàn khí phát ra ra nhìn lại, phát hiện lại có mấy tên nhân loại binh khí giác tỉnh giả đang toàn lực sử dụng dị năng lạnh lẽo thấu xương thi triển xuống sông. Mặt sông cấp tốc bị băng phong, trong nháy mắt liền lan tràn đến bờ bên kia, hình thành một đạo cứng rắn rộng lớn băng cầu. Giòm biển từ mặt băng 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 mà tới. Bọn hắn dáng người mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, chính là ta 500 vương bài zombie thiên đoàn. Chiến đấu chân chính bắt đầu. Hồng Nham đôi mắt khẩn trương, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến ta thế mà lại liên hợp nhân loại thức tỉnh. Người cái này, hắn liền chửi thề.